Giết heo và quả báo rợn người. Cô Hồ Thị Quyến sống cùng gia đình ở một vùng quê yên ắng tỉnh Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng. Cuộc sống khá khổ cực. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với một người cùng quê là anh Trần Văn Thuận. Hai người sống với nhau có hai con gái và một trai. Cô mưu sinh bằng nghề mua bán heo. Mua bán heo vài năm kiếm được nhiều tiền khấm khá, nên hai vợ chồng cô kiêm luôn vừa mua heo vừa mổ thịt và bán tại chợ. Mọi thứ đều suôn sẻ nên hai người mở luôn một lò sát sinh. Một phần giết mổ lấy thịt giao sỉ, một phần đem đến sạp tại chợ bán lẻ. Cuộc sống cứ như vậy được vài năm. Nghiệp báo đầu tiên xuất hiện, đó là lúc cô đang mang thai đứa bé gái. Cổ cô nổi một cục bướu, gia đình đưa cô lên Sài Gòn để mổ. May cho cô là bướu lành tính. Bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì về quả báo. Sau đó về lại Trà Vinh, cô vẫn tiếp tục làm heo và bán, vẫn không hề giảm giết chóc. Cô lại có thai đứa bé trai và sinh khó phải mổ, sức khỏe càng lúc càng yếu. 3 tháng sau đó, tự nhiên máu trong người cô đổ ra rất nhiều như bị băng huyết. Cô ngất xỉu nên người nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, tưởng chừng như không thể qua khỏi. Bác sĩ đã truyền máu và mổ cho cô lấy một khối u khác nữa, đem ra ngoài và mai vết thương lại. Trong khi con trai cô bệnh liên tục, 1 tháng bị động kinh 3-4 lần, sức khỏe không tốt. Kể từ thời gian này trở đi, gia đình cô luôn xảy ra chuyện. Vợ chồng bất hòa, con cái bệnh hoạn. Chồng cô có tiền sinh ra ăn chơi, nhậu nhẹt, có nhiều đêm không về nhà nên gánh nặng công việc và gia đình đổ dồn vào cô. Càng ngày tinh thần và thể xác cô càng lúc càng sa sút. Nhân duyên đầu tiên giúp cô biết về Phật Pháp là vào năm 2004, cô đến chùa gần nhà thỉnh sư cô về tụng kinh, tấn liệm cho tang lễ của mẹ cô. Sư cô thấy gia đình giết mổ heo như vậy mới hướng dẫn cho cô về việc không nên sát sanh hại vật trong tang lễ. Cô nghe qua mà hết hồn vì cô sát hại tới 5 con heo để những người đến phụ đám được ăn và cũng thể hiện sự có hiếu lần cuối với mẹ. Không ngờ lại là bất hiếu chứ không phải có hiếu. Sư cô giải thích với cô rằng nếu giết mổ như vậy, người mất rất đau khổ, sẽ bị đầu thai làm kiếp súc sinh để trả nợ. Người sống cũng bị quả báo rất nặng. Cô sợ hãi nên nhờ sư cô tổ chức cúng trai tăng hồi hướng cho mẹ. Sau đó trong 49 ngày thường xuyên đến chùa để tụng niệm và nghe Phật Pháp. Cô quy y Tam Bảo, pháp danh Diệu Minh. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được nghề. Lúc này là chồng cô hoàn toàn giao phó việc mổ giết heo, bán heo cho cô quản lý. Đầu năm 2005, cô nằm mộng, một giấc mộng rất kỳ lạ. Cô thấy mấy người làm đem con heo lên bàn thọc huyết rồi quăng xuống. Nhìn kỹ thì hóa ra là con trai cô. Khi cô giật mình dậy hết sức lo sợ, nhưng vẫn không nghĩ rằng điềm chiêm bao sẽ có ý nghĩa gì đối với nghiệp báo. Một thời gian sau nữa, thấy trong người khó chịu, cô đi khám và phát hiện bị u nang, là u ác tính, phải mổ và phô thuốc xạ trị, người ốm tóc không mọc nổi. Do sức khỏe cô kém quá, lại thiếu máu trầm trọng, nên bác sĩ cho cô tạm về nhà nghỉ dưỡng 1 tuần rồi vào điều trị tiếp. Cô cứ hết bị mổ, thiếu máu rồi tiếp tục bệnh, khối u lại mổ. Cho nên hãy nghe đến từ mổ là cô sợ khiếp vía. Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng thì cô nằm mộng. Trong giấc mộng, cô thấy con heo to trong vườn nhà đang nuôi. Kể từ sau đám tang mẹ thì nhà cô lúc đó chỉ còn nuôi duy nhất mình con heo này. Nó nói với cô rằng: "Con ơi, lại tấn mụn cho mẹ đi con, mũi cắn mẹ dữ lắm." Cô nghe rõ ràng tiếng của mẹ cô thì mới đến gần con heo. Heo lại nói tiếp: "Tấn mụn cho mẹ đi con, bữa giờ không có mụn, mũi cắn mẹ quá con à, mẹ đã thành heo rồi." Cô sợ hãi giật mình tỉnh giấc, lúc đó là 12 giờ đêm. Sáng hôm sau, cô nói chồng cô chở cô lên vườn mà nuôi con heo. Cô vừa lên thấy con heo to đã đẻ 6 con. Con heo nằm y hệt như lúc cô nằm mộng. Cô đến vuốt ve heo niệm Phật mà rơi nước mắt. Chợt nghĩ đến đám tang, sư cô có nói giết heo cúng tế thế này, người chết phải đầu thai làm heo để trả nợ. Cô hết sức đau lòng. Mấy hôm sau, trong lúc cô ngồi niệm Phật thì nghe con gái báo rằng
con heo đã bỏ ăn và chết. Cô buồn bã, lo lắng, khủng hoảng, và chính yếu tố này đã giúp cô quyết định bỏ hẳn nghề làm heo. Sau đó cô lên Sài Gòn điều trị tiếp. Sự đau đớn do bệnh tật hành hạ cô. Có một bữa, thay vì nằm trong phòng lưu bệnh, thì cô xách giỏ đi lang thang tìm một ngôi chùa. Tự dưng có một cái gì đó vô hình đưa đẩy cô bước vào một ngôi chùa ở quận 10, xin vào lại Phật. Cô vào gặp ngay thầy trụ trì. Không biết duyên cớ sao, cô kể hết cuộc đời mình cho thầy nghe. Thầy bảo, con có thấy gieo nhân nào gặt quả nấy không con? Chỉ đến khi bị ung thư đau đớn, mổ xẻ liên tục, rên la mới biết nỗi khổ đau của chúng sanh hằng ngày bị con hành hạ giết chóc. Nghiệp báo đến không thể trách ai, tự mình làm, tự mình chịu, làm khổ lây đến con cái, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Khi con giết con vật, nó đau đớn cùng cực, con sợ chết, nó cũng sợ chết vậy. Nó oán hận tràn ngập và thần thức của nó cứ lảng vảng xung quanh con chờ báo oán. Chỉ có tu hành niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, hồi hướng cho các chúng sanh đó thì mai ra có chút lợi ích. Nghe thầy giảng chi tiết, cô bắt đầu hiểu rõ lý do vì sao mình bệnh ung thư, vì sao con cái mình thường ốm đau bệnh tật, gia đình không hạnh phúc. Cô bắt đầu chấp nhận quả báo và không rên la nữa như những bạn bệnh cùng phòng, mà lo chăm chỉ niệm Phật. Khoảng thời gian vô thuốc, người nóng nảy bứt rứt, rất đau đớn, khổ sở. Nhưng hiểu rồi nên cô nghe lời thầy dạy, cố niệm Phật nhiều hơn. Sau đó bác sĩ lại cho cô về nhà dưỡng tiếp. Lần này cô thường qua ngôi chùa cô quy y lúc mẹ cô mất để tụng kinh. Duyên đưa đến, cô gặp quyển kinh Nhân Quả Ba Đời. Tự dưng đọc đến trang 26, thấy có kể những con heo nó kể cho một vị tăng nghe. Người ta giết nó làm thịt, đâm trói, làm nó đau đớn, uất hận, rên la, van xin như thế nào. Cô khóc và mang về cho cả gia đình xem. Trước khi lên bàn mổ lần thứ 5, cô khấn Quan Âm Bồ Tát giúp cô có cơ hội quay trở về lại là một con người tốt, không sát sanh hại vật, lo tinh tấn tu hành, lấy công đức để hồi hướng cho những chúng sanh từng bị cô giết hại. Sau khi vô đủ toa thuốc lần thứ 8, về nhà, từ đó trở đi cô quyết định ăn chay trường, từ bỏ việc giết chóc chúng sanh, tinh tấn tu hành niệm Phật. Từ khi bỏ hẳn nghề làm heo và lo tinh tấn tu hành, tâm cô không còn lo sợ, không gặp ác mộng. Chồng cô hồi trước ngang tàn thì bây giờ lại chuyển đổi đi chùa tụng kinh niệm Phật, giúp đỡ người khác. Đầu năm 2007, trên mũi cô nổi một cái mục đau nhức và to dần. Cô lên bệnh viện Hòa Hảo xét nghiệm thì được bảo là nang. Bác sĩ cho uống thuốc 15 ngày, lên mổ lấy nang ra. Cô nghe nói nang là thấy mệt rồi, nhưng đã tu hành hiểu quả báo nên chấp nhận mà về nhà niệm Phật. Mỗi lần niệm, cô đều lấy tay vuốt vuốt cái nang đó. Cô xem quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng. Chưa đầy 15 ngày sau, có một buổi sáng, 4 giờ, cô dậy công phu niệm Phật thì không còn nhìn thấy cái nang trên mũi nữa. Sự nhiệm màu Phật Pháp này đã làm chuyển hóa cả gia đình cô. Cả nhà giờ đều quy y Tam Bảo, tu hành niệm Phật, thân tâm bình an, cuộc sống ổn định. Cô có đôi lời nhắn gửi đến những người đang làm những nghề nghiệp sát sinh hại vật. Xin chân thành sám hối những tội lỗi đã gây ra cho nhiều chúng sanh. Xin mọi người hãy chuyển nghề khác, đừng làm những nghề giết hại chúng sanh, không chỉ có hại cho bản thân mình mà còn cho những người thân bên cạnh mình nữa. Nhân quả không sai đâu các vị ạ. À, giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý bao giờ cũng là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến ước mơ kia thành hiện thực. Có nhiều người sinh ra trong gia đình được xem là giàu có, nhưng họ có thật sự là người giàu không? Đó lại là chuyện khác. Trước hết, nói về phương diện vật chất như tiền của, các phương tiện trong đời sống, cách ăn, mặc, ở, cách sử dụng tiền bạc phục vụ cho nhu cầu cuộc sống vân vân, thì nhiều người trông có vẻ rất giàu có. Họ ở nhà cao cửa rộng, có ô tô lẫn xe máy sang trọng, có tài khoản lớn trong ngân hàng, có mức thu nhập cao, nhưng họ luôn than vãn với bạn bè
về cuộc sống của họ. Không phải ai than vãn với người khác cũng vì sợ người khác nhờ vả. Có người than vãn vì họ cảm thấy khổ thật sự. Họ bị căng thẳng, mệt mỏi vì công việc do phải bù đầu từ sáng đến tối, đôi khi còn mang về nhà làm vì thời gian ở công ty không đủ. Những người phụ nữ còn vất vả hơn vì những công việc sau giờ làm ở công sở như nấu ăn, đưa đón con đi học, giặt giũ, chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái, vân vân. Đó là chưa kể thời gian họ bỏ ra để chăm sóc bản thân, làm đẹp, quan tâm đến cách ăn mặc, trưng diện. Họ phải bận tâm nhiều việc hơn đàn ông, có khi rơi vào tình trạng stress, trầm cảm. Đó là chưa kể những người có quá nhiều ước mơ, có quá nhiều khát vọng làm giàu, đã giàu lại muốn giàu hơn, muốn bằng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, bà con dòng họ về nhiều phương diện, thậm chí muốn hơn chứ không muốn ở mức bằng. Muốn có địa vị cao trong xã hội, muốn được trọng vọng, muốn nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ. Muốn vừa giàu lại vừa sang, vừa phú lại vừa quý, vừa xinh đẹp lại trẻ trung, vân vân. Có muôn nghìn mong muốn, ước vọng tạo áp lực rất lớn cho nhiều người, nhưng không phải mong muốn ước vọng nào cũng thích đáng. Có khi người ta còn truyền cái khát vọng của mình cho con cái, bắt nó phải gánh lấy cái hoài bão của mình, xem đó là trách nhiệm của nó. Chẳng hạn như mình buộc con mình phải học ngành này, nghề nọ dù nó không thích, không đủ khả năng. Muốn con mình phải học ở trường danh tiếng, học ở lớp chọn, lớp chuyên, phải có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có bằng cấp quốc tế, dù năng lực của nó chẳng tới đâu. Xét kỹ thì các bậc cha mẹ này vì mong muốn của mình nhiều hơn vì tương lai con cái. Nhưng đôi khi mình tự gạt mình, ngụy biện cho tâm ý của mình, cho rằng mình vì thương con cái nên mới làm như vậy. Có người mong muốn tương lai con cái mình làm ông này bà nọ, có địa vị cao trong xã hội, giàu có và danh tiếng để mình hãnh diện với đời. Có người nghĩ rằng mình giàu có, danh vọng thì con cái cũng phải thế để thiên hạ không chê cười. Có người muốn con cái phải được như thế này, được như thế khác để so sánh, tranh đua với bà con dòng họ, với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Có rất nhiều lý do mà người ta tự tạo áp lực cho mình và cho những người thân. Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho người ta căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống quá bận rộn sẽ khiến cho người ta mất niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc. Sống đời sống dư dả, thừa thãi khiến cho người ta chán chường, không thấy được những giá trị mà người khác ước mơ, khao khát, không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có. Chính vì thế mà không ít người vẫn than thở dù đang sống một cuộc sống giàu sang. Nhiều người sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn có nhiều tham muốn, khát vọng. Họ không thỏa mãn với những gì đang có, cứ muốn đủ thứ, cứ so sánh mình với người nọ, người kia. Những người này bao giờ cũng khổ. Tuy họ giàu nhưng lại nghèo vì luôn thấy thiếu. Cũng như lời Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo, người biết đủ, tri túc, dù nằm trên đất cũng thấy an vui. Người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Cứ mãi chạy đuổi theo tham muốn khát vọng không ngừng, không biết mãn nguyện thì rất mệt mỏi. Mãn nguyện là hạnh phúc. Chân lý này rất đơn giản, nhưng ít ai nhận ra và cũng ít người hiểu được. Tài sản, của cải, địa vị, danh vọng chẳng phải là phương tiện để có được sự hài lòng, mãn nguyện sao? Nhưng khi có nó rồi, chúng ta lại không mãn nguyện mà lại tiếp tục chạy theo những tham muốn, khát vọng không cùng tận của mình. Vì thế mà chúng ta luôn thiếu, luôn nghèo, cứ kiếm tìm và kiếm tìm mãi. Nếu chúng ta biết mãn nguyện thì không nhất thiết phải có nhiều tiền của, nhiều phương tiện vật chất, không nhất thiết phải có địa vị, danh tiếng. Những người quá lệ thuộc vào địa vị, danh tiếng hay tiền của sẽ khó sống nổi một khi những thứ đó không còn. Mà chuyện đời khó đoán lắm, có ai dám chắc những thứ đó sẽ ở mãi bên ta. Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác có nói, chỉ có tiếng thơm đời để mãi, giàu sang giả dối vốn phù vân. Dân gian cũng có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cuộc đời rất vô thường, không ai biết trước được ngày mai. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế,
làm ăn thua lỗ, thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, cường quyền ác bá, trộm cướp, vợ chồng xấu, con cái hư hỏng, đều là những nguyên nhân có thể khiến cho người ta trắng tay, làm thay đổi hoàn cảnh sống, thân phận, địa vị của con người. Đức Phật dạy, do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo nên người nông dân, thương gia hay nô bộc. Do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ hay vua chúa. Có nghĩa là con người cao quý hay thấp hèn, giàu có hay nghèo nàn không phải do hoàn cảnh sinh trưởng, sinh trong nhà giàu hay nghèo, con nhà quan hay con nhà dân, không phải do có nhiều tài sản, của cải, có địa vị, danh tiếng, mà do hành động, việc làm, do nếp sống hàng ngày tạo ra. Ví như do sự học tập, rèn luyện mà người ta trở thành kỹ sư bác sĩ, do cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cách làm việc, hành xử, do có phong cách cao quý, có nếp sống văn hóa, văn minh mà trở nên cao quý, chứ không phải do sinh ra trong gia đình quyền quý, không phải do có nhiều tiền. Giàu sang mà không có tư cách, tác phong, không có phẩm chất đạo đức thì cũng trở thành thấp hèn, ti tiện. Giàu mà không có nếp sống văn hóa, văn minh thì chỉ có giàu mà không có sang, có phú mà không có quý. Có điều, những người như thế này lại có không ít trong thực tế đời sống xung quanh ta. Có những người rất giàu nhưng keo kiết, bủn xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chưa hề biết nhường cơm sẻ áo với ai. Giàu có như thế có khác chi nghèo hèn. Họ không nghĩ rằng của cải rất phù du, có đó rồi mất đó. Nếu tai nạn, bệnh tật, trộm cướp, thua bài bạc, thất bại trong làm ăn xảy ra, chỉ buổi sáng buổi chiều, ngày trước ngày sau, có thể trắng tay mà không ai ngờ tới. Hãy nhìn cuộc sống của người dân ở các vùng bão lũ, hãy nghe những câu chuyện kể của những người đã trải qua sóng gió cuộc đời. Hãy xem tin tức trên các báo đài thì sẽ thấy sự thay đổi lớn diễn ra thường xuyên ở nơi này hay nơi khác, không đâu có thể tránh, không ai có thể lo lường. Vì thế, chúng ta hãy làm giàu nhân nghĩa, giàu tấm lòng, giàu trí tuệ, phước báo, giàu hạnh phúc, niềm vui. Hãy sống đời sống hướng thượng, sống có ích cho cuộc đời để con người mình trở nên cao quý. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Cái đuôi chó xoắn ruột gà. Ngày xưa, có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép. Anh ta sụp lạy lia lịa, xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than vang quỳ lại vị nhân, cố sức nài nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được, vị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng thôi, ta cho ngươi phép này. Hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được, là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật ngươi lập tức. Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết. Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng vô rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt, thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng: ta là thần linh, phải cắt việc lập tức,
để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện. Xong cả, đem vàng bạc lại đây. Đủ hết rồi đó, phá rừng này dựng lên một đô thị, đã hoàn thành. Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm, biết các việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp. Các việc cho mau, không thì ta nuốt sống. Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt, tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân, cầu xin cứu mạng. Chuyện chi vậy? Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi. Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. Thôi, ta chỉ cho một cách, con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, dao cho thần uống thẳng, mau đi. Hắn lật đật, chặt đuôi chó, trao điện cho thần. Kéo ra ngay, thần lãnh lấy đuôi chó, ráng vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng, thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng, bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua. Cuộc đời khác nào chi, cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra, nó lại xoắn lại. Trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Câu chuyện thử lòng. Vui thay sáng lạng cả trời, hoa đàm đã nở rạng ngời khắp nơi. Đại từ Đức Phật ra đời, đem thuyền Bát Nhã độ người trầm luân. Thiều quang chói lọi cõi trần, hỡi ai có biết hồng ân gần kề. Ca di ánh sáng đã về. Tiếng hát trong thanh ấy gần như ở tận cõi trời xa đưa lại, bay lạc trong gió, thoảng lanh lảnh dội từ rừng này sang rừng khác, từ non cao đến động thẳm, từ biển cả đến đồng bằng, chẳng chỗ nào mà không nghe đến nhạc điệu thần tiên ấy. Từng đàn bướm cánh vàng, xanh đỏ tím, bay liệng nhẫn nhơ, rập rờn trên cành hoa thắm, từng đàn chim non ríu rít ở trên cành cây, từng đàn sóc xinh đẹp ranh mảnh, rượt bắt nhau lẹ làng trên cổ thụ, cả thảy đều truyền nhau cái tin mừng qua kẽ lá. Những điệu nhạc du dương, những âm thanh đều đặn như diều giặc ở mấy tầng không, vang động những làn sóng điện của bể trần. Chúng sanh ơi, đấng giải thoát đã đến rồi. Đi, ta hãy đi cùng về phía nam, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để chờ ngài giác ngộ. Tạo vật tưng bừng vừa mới tái sinh, trên trời sương mù đã tan hẳn, phần thái dương ẩn hiện sau đám mây thưa, chiếu ánh sáng huy hoàng trong khoảng không gian trong tạnh. Lòng người như cảm thấy một điềm lành, một ánh sáng thiêng liêng để phá tan bóng tối của cõi đời. Những cánh hoa sắp héo bỗng chuyển sang màu xanh biếc, nhưng cái ảnh hưởng huyền diệu nhất của ánh sáng này là nó biến đổi lòng người trong nháy mắt. Con người cảm thấy mình tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Kẻ sát nhân bỗng ghê rợn bàn tay đẫm máu của mình, bèn ăn năn hối tiếc. Chị bán hàng đang cân thiếu, bỗng giật mình không dám gian lận nữa. Người đau yếu mỉm cười trên giường bệnh, cách hẳn tiếng rên than và nghe lòng mình ấm dịu, reo nhảy một nguồn vui. Kẻ sắp lìa trần không còn sợ hãi mà được an tĩnh và đầy hy vọng. Người giàu sang vương giả không còn thiết tha cảnh vào ra đài cát, đâm ra chán nản mùi phú quý hồng trần, muốn tìm đường thiêng liêng giải thoát để độ rỗi linh hồn. Ngày hôm ấy, khi phận ô vừa gác non đài, bóng hoàng hôn hiện giữa rừng sâu rung động chập chờn trong làn gió lạnh. Rải rác ở cánh đồng cỏ lục, vài ba chú nông phu với cặp bò vàng đi về phía chân đồi xanh biếc. Giữa cảnh rừng hoang tĩnh mịch, thỉnh thoảng những tiếng chim rủ nhau về tổ. Trên núi tuyết,
gió lạnh từ xa thổi đến, ngào ngạt hương thơm của trăm thứ hoa rừng, xen lẫn mùi ngọt dịu của trái chín mùi. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già, trầm tư mặt tưởng, chân xếp bằng, tay để trên gối, đầu ngay thẳng. Ngài ngồi tham thiền yên lặng như pho tượng đá. Trong cõi âm u tĩnh mịch, hào quang Đức Phật tỏa sáng, rực rỡ cõi trời và ân huệ của Ngài cũng ban ra khắp chúng. Thỉnh thoảng, vài con sóc vàng nhảy lên vai Ngài. Vài con bạch điểu xinh tươi nghiêng đầu vào cánh tay Ngài như mong chờ mơn trớn. Cái không khí thiêng liêng tràn đầy bác ái khiến cho kẻ nào thiếu đức tin đi ngang qua đó cũng phải cúi đầu quỳ gối kính phục. Như những thú rừng hung dữ kia mà khi đến gần Ngài cũng hóa ra hiền lành và kính sợ. Nhưng kìa, con nai cái đang nằm ốm con dưới áo Ngài lại ngước mõm lên ngửi trên không một cách lạ thường, dường như có linh tính đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Một tiếng động rập rền ở tận phương xa đưa lại, rồi kế tiếp tiếng nện gót giày một cách vội vàng trên mặt đất rêu xanh, làm xào xạc cây cỏ, phá tan sự tĩnh mịch của cảnh rừng im lặng. Đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc xinh sang diễm lệ, đeo ngọc ngà châu báu khắp mình, xăm xăm đi lại chỗ Đức Phật. Trước vẻ uy nghiêm an tịnh và hiền lành của Đức Phật, chàng bỗng khiếp sợ, vội vàng quỳ mọp xuống chân Ngài một hồi lâu. Khi đứng dậy, hết sức cung kính, trong khi đó Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng trong cặp mắt Ngài cũng nảy ra một tia sáng dịu dàng, chứa chan vẻ từ bi bác ái. Chàng thiếu niên ấy nói, Bạch Đức Thế Tôn, con xin kính lạy Ngài. Con ở tận xứ xa, từ nước Cam Sa Ba trải qua ngàn dặm xuyên sơn mới tới đây. Con là Đông Cung Thái tử Đê Dê Ta, đến xin Ngài một chút an lành. Đức Thế Tôn ơi, từ khi con nghe đặng thanh danh Ngài, con không còn an nghỉ đặng nữa. Cung điện nhà vua, kho vàng lẫm bạc, hoàng thân quốc thích cho đến mỹ nữ cung phi nhan sắc tuyệt trần cũng không làm con phi dạ. Cả bả đỉnh chung mùi phú quý hết làm cho con say đắm nữa. Con muốn tìm cái gì cao thượng hơn, trường cửu hơn và thiêng liêng hơn. Lạy Đức Thế Tôn, con xin Ngài chỉ giáo cho con và thâu nhận con làm đệ tử. Ơn đức ấy, ngàn năm con nguyện khắc cốt ghi tâm. Đức Phật vẫn điềm nhiên trầm tĩnh, không thốt một lời nào. Ngài nhìn Thái tử một cách dịu dàng, hiền lành và thương xót. Thái tử nói tiếp, Đức Thế Tôn ơi, xin Ngài huệ cố chỉ dạy cho con rõ, xin Ngài hỷ xả cho con biết con có xứng đáng cái đặc ân này chăng? Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con còn bé, con đã giữ mình tinh khiết, con tập làm lành lánh dữ, thuận với luật trời. Con giữ vẹn can thường đạo lý, sớm công phu, chiều bái sám, hằng xem kinh sách trong mình. Những hành vi của con như thế, Ngài cũng đã rõ lắm rồi. Vậy Ngài cho con biết, con có đủ tư cách làm người đệ tử chăng? Đức Phật chỉ đáp vỏn vẹn rằng, không. Thái tử Đê Dê Ta làm thất vọng, buồn rầu bạch rằng, Lạy Đức Thế Tôn, vậy con phải làm sao mới đặng? Con cúi xin Ngài phán cho con rõ, con nguyện sẽ đem tất cả bình sanh chí lực tuân theo, hầu được Ngài hạ cố, thâu con làm đệ tử. Con tự tìm thấy, rồi con sẽ rõ. Ôi, con biết tìm cái gì bây giờ? Hoàng tử nói với giọng đau thương, trung cảm vô ngần, nhưng Đức Phật vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lặng lẽ. Hoàng tử mới tiếp rằng, Bạch Đức Thế Tôn cao cả, vậy thì để con tự tìm lấy, có lẽ Ngài muốn thử lòng con. Đức Phật nói, phải. Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ Ngài cho phép con trở lại hầu Ngài nữa? Bảy trăng sau mùa mưa này. Thái tử Đê Dê Ta lặng lẽ mọp xuống một lần nữa, hồi lâu mới từ từ đứng dậy, chậm rãi ra đi. Đoàn quân hộ tống khuất dạng trong đêm khuya, thanh khí nhẹ nhàng trở lại dần tứ phía. Mảnh trăng rằm treo lơ lửng trên những chóp núi cao đầy tuyết phủ, dòng ánh sáng trăng màu sữa chảy lai láng trên không gian tĩnh mịch, muôn sao nhấp nhánh kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Rừng đêm khuya lặng lẽ như tờ,
dưới cội bồ đề, Đức Phật cứ mãi tham thiền, đưa tâm linh lên tận cõi niết bàn cực lạc. Con nai cái hiền lành, tựa đầu lên gối ngài, liêm diêm đôi mắt. Bảy trăng vừa qua, ngày kỳ hạn đã đến, cũng dưới cội bồ đề, cũng tại mé rừng hoang ấy, Đức Phật đang đợi chờ. Mặt trời đã dần lặn, ẩn đâu một vùng phía tây, rồi dần dần biến thành màu xám sậm. Từ phương đông, mây đen kịch nặng trĩu, đủ các hình thù kỳ quái kéo đến. Bỗng chớp nhoáng sấm sét vang động, gió thổi mỗi lúc một mạnh, cành cây oằn oại, lá cuốn bụi bay. Cả thảy đều báo tin trận bão to sắp đến. Thú rừng xôn xao rạo rực tìm nơi ẩn trú. Chim từng đàn bay núp dưới cội bồ đề, kêu líu lo ríu rít ra dáng hải hùng. Một con beo cái chui vào chân Phật, điềm nhiên an tĩnh như không biết cảnh giông tố bên ngoài. Mưa bắt đầu tung xuống, nước chảy ào ào như lở núi lở non, gió thổi mạnh kêu vi vút xô ngã nhiều cây đại thụ, thật là đáng khiếp. Nhưng cảnh bão bùng sấm sét hiểm nguy như thế, không cưỡng chế được lực bên trong. Đúng giờ kỳ hẹn, thái tử Đê Dê Ta đã quỳ dưới chân Phật, rồi vì rét mướt, vì cảm động, thái tử lặng lặng dây lâu mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đếm từng ngày để cái buổi hạnh phúc hôm nay. Đối với lòng con mong mỏi, thấy thời gian qua rất chậm và hôm nay. Ôi, giờ phút thiêng liêng đã đến, sung sướng cho con biết dường nào. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con phân lệnh ngài về nước, con ráng dồi mài đạo đức, con giữ mình khiết bạch, chịu khổ hạnh nhiều bề. Ăn không dám no, ngủ không dám ngủ kỹ, để kiềm thân sát thân. Con buộc mình thức khuya dậy sớm, tham thiền, sửa tánh để ăn năn sám hối. Vậy hôm nay, ngài có bằng lòng thâu con làm đệ tử chăng? Đức Phật trả lời: Không. Vừa nghe lời vắn tắt này, Đê Dê Ta rất đổi kinh hoàng, nghẹn ngào rưng rưng giọt lệ, vén áo lên chùi với bao nỗi thất vọng. Hoàng tử lặng lặng một hồi lâu mới lập cập bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, xin ngài mở lòng từ bi bác ái, thương xót con, cho con hiểu làm sao con không được ngài thâu làm đệ tử. Đức Thế Tôn ơi, xin ngài giải rõ cho con nhờ. Trong lúc ấy, con beo cái ngẩng đầu lên ngó hoàng tử mà hầm hừ. Đức Phật đưa tay vuốt ve nó. Lúc bấy giờ, sấm sét đã dứt, mây tan mưa tạnh, cảnh Phật trở lại êm đềm như cũ, tựa hồ như để lắng nghe lời Phật dạy. Này hoàng tử cao quý ơi, những sự thử lòng mà ta mong chờ ở con chẳng phải thuộc bên ngoài mà chính về cõi tâm tình của con. Vậy ta chẳng biểu con bỏ vợ và cung phi mỹ nữ đâu. Ta chẳng biểu con ly gia đình, cắt ái để hủy bỏ cuộc đời xuân xanh lạc thú của con đâu. Ta nào bắt con chịu khổ hạnh để ép mình trì giới. Không, không đâu, ta không muốn con dứt bỏ những gì bên ngoài trong khi tâm con còn vương vấn những cái không hay. Bởi kiếp xưa con vụng đường tu, gây ra nghiệp chướng nặng nề, kiếp này tự nhiên con phải trả. Nhưng khi con đứng trước sự thử lòng khó khăn kia, thì con không có đủ nghị lực để thắng nó. Con đã sa ngã một cách sỉ nhục, ương hèn mà con không hay. Vậy con hãy trở lại làm người đạo đời suông, chớ những cách hành thiện của con có đủ điều kiện để làm người đệ tử. Nghe dứt mấy lời Phật nói, hoàng tử Đê Dê Ta như sét đánh vào tai, vừa thảm đạm vừa hổ thẹn mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi chỉ cho con rõ con sa ngã ở chỗ nào. Nói ra càng thêm thẹn cho con, nhưng con muốn biết để ăn năn sửa mình. Đức Phật dạy: Được, con hãy lắng tai nghe. Điều thứ nhất, con phẫn nộ khi người ta vu cáo con. Này hoàng tử cao quý ơi, con hãy nhớ lại một khi kia tại triều đình của phụ vương con có người vu cáo con một chuyện để mưu đồ đoạt ngôi vị của con. Đó là một thử lòng đến cho con đối phó cách nào cho xứng đáng là người đệ tử Phật. Mà rồi con không bình tĩnh chờ đợi cái ánh sáng chân lý đến chứng tỏ kẻ ngây người gian, hoặc giả con chịu ô nhục chuốc lấy sự vu oan một cách nhẫn nại và từ tâm để trả lại cho rồi cái quả báo kiếp xưa mà con đã gây ra. Trái lại, con lại thối thoát, con nhất quyết minh oan cho bằng được và con còn phẫn nộ lôi đình nữa. Đó là sự sa ngã thứ nhất của con.
Hoàng tử Đê Dê Ta xanh mặt đáp rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu con biết đó là nghiệp chướng tiền kiên thì ắt con đã vui lòng cam chịu sự nhục ấy rồi. Nhưng vì con còn vô minh, phải có bổn phận minh oan, trước cứu danh giá cho mình, sau cho hoàng tộc mình. Này hoàng tử, người thiện nhân ở đời bao giờ cũng có quyền phản kháng và minh oan cho mình khi bị vu cáo. Nhưng kẻ tu hành muốn bước chân vào đường đạo và muốn làm môn đồ nhà Phật thì phải làm thinh, cam chịu nỗi bất công xảy đến riêng mình. Bởi vì kẻ nào sống với tinh thần rồi thì những sự vật bên ngoài như danh giá, giàu sang, thế lực không còn trọng đãi nữa. Chúng nó chỉ có giá trị tương đối với đời sống tạm mà thôi. Còn hãy tin chắc rằng trên đời này chẳng có sự ngẫu nhiên đâu. Ta sướng hay cực, ta được người thương hay bị người ghét, ta giàu sang hay hèn hạ, đều do duyên lành hay quả xấu của ta đã gây ra nghiệp báo. Bởi vì thiên hạ chí công và không bao giờ hữu nhân mà vô quả đặng. Người học đạo nên đợi một cách lãnh đạm cái mão vinh hoa hay ô nhục và luôn luôn bình tĩnh, tâm không xáo động, chẳng khinh bên nào mà chẳng trọng bên nào. Khi con bước chân vào nền vương giả, tâm con cũng phải giữ mực quân bình như con đến chốn lều tranh vách đất. Con chớ vì ngoại cảnh mà khinh hay trọng. Hoàng tử Đê Dê Ta cúi đầu bái phục. Đức Phật dạy tiếp. Điều thứ hai, con sa ngã vì cái ích kỷ. Con ích kỷ trong tình thương. Con rất yêu mến một người bạn tên là Đa Sa, chẳng khác gì con. Tình thương ấy là do nhân duyên kiếp trước mà tạo thành. Rồi có một ngày kia, có một người làm mặt tên là Batika đến tại triều của phụ vương con, cậy Đa Sa làm một việc mà ý con không muốn. Và khi người xin kết nghĩa kim bằng với bạn con lại ghen tức. Đó là cơn giông tố đã xảy ra ở trong lòng con. Đáng lẽ con phải ôm lòng chịu lẻ loi và ráng nhổ tận gốc những cỏ xấu đang xâm chiếm lòng con. Đáng lẽ con phải thương Đa Sa, chứ chẳng phải thương để chiếm lấy một mình. Nhưng con lại đâm ra uất ức buồn rầu, con tìm cách ngăn cản, không cho bạn con thân thiện với kẻ khác. Và từ đấy trong lòng con đã nhen nhóm lửa phiền ghen hận. Đó là điều con sa ngã lần thứ hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con không muốn Batika kết bạn với Đa Sa, vì con biết y lợi dụng bạn con, y vì tư lợi chứ chẳng phải tình thương. Con thầm nghĩ con có bổn phận bảo hộ bạn con khỏi lâm vào cạm bẫy đó thôi. Đức Phật trả lời, này hoàng tử cao quý ơi, với tay phàm mắt thịt, với thất tình lục dục của con làm sao đoán người trúng đặng, làm sao con dám quả quyết rằng Bà Tì vì tư lợi. Con phải đề phòng sắc tướng bên ngoài, nó gạt gẫm ngũ quan con, làm cho con đó vô minh, càng thêm vô minh hơn nữa. Vả lại người học đạo nên biết người mà không tìm thấy tật xấu của người, chỉ lưu ý đến tính nết mà thôi. Ví dầu con có đoán trúng đi nữa, thì cái tính tư lợi sẽ không vì thời gian mà để lại tính chân chính hay sao? Hoàng tử ơi, người thiện nhân ngoài xã hội có quyền bảo vệ tình yêu của họ để cho họ thưởng thức đến mãn đời. Chớ người đã xả thân cầu đạo và muốn làm đệ tử Phật, tiên phải dứt bỏ cả mọi điều cho chí tình yêu độc nhất cũng vậy. Và phải nhớ trong lòng mình những rễ nhuộm máu của sự ghen ghét và ích kỷ. Hơn nữa, người ấy phải ôm chân, không than van phiền muộn, sự phản bội và bất trung của người thân yêu nhất đời. Con ơi, chẳng phải người học đạo nên đặt chữ thương như nhiều người lầm tưởng, mà trái lại nên rộng lòng bác ái, yêu thương một cách vị tha, không mảy gì ích kỷ. Tình thương chân chính là nấc thang đưa con đến đài minh triết muôn đời. Hỡi hoàng tử, những của tiền phụ vương con, những sự vui sướng về nhục dục không làm cho con ưa thích nữa, vì lẽ con đã hưởng rồi, con đâm ra chán ngán, chứ chẳng phải công trạng gì mà con kể. Hoặc giả, con muốn dứt bỏ cảnh phú quý để tôn mình hơn người chứ có giá trị gì. Còn trước các công đức vĩ đại này mà duyên may đã đưa đến cho con lại thiếu can đảm, thiếu nghị lực để khoác lên chiếc áo hy sinh thật sự, một mảnh chiến bào bác ái, cứ cho ra mãi, không trông mong hồi đáp.
hoàng tử Dejeta bèn bạch rằng: Lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi, giảng thêm cho con nghe nữa. Xin Ngài hãy làm cho con thêm thẹn nhục để con được thức tỉnh mà ăn năn những sự lầm lạc. Chiếc màn vô minh tợ đám mây đang phủ kín phần hồn con, làm cho con ở trong cảnh đêm tối hơn giữa đêm khuya. Đức Phật dạy tiếp: Hỡi hoàng tử cao quý, điều con sa ngã thứ ba là vì con thiếu lòng nhân ái. Năng Đà là một vị thứ phi của con đã làm nên tội trạng. Vì tính lăng loàn, con không cảm xót sự ngây thơ khờ dại của nàng. Con đành nhẫn tâm mạt sát, rồi xô đuổi ra khỏi hoàng cung, vô cùng tủi nhục. Nàng van lơn khóc lóc, lạy lục xin tha thứ, nhưng con cũng đành nhắm mắt, trừng trị thẳng tay. Tại sao không mở rộng chút lòng nhân để khoan dung tội lỗi? Biết đâu chừng, trước sự cao thượng của con, trước dạ từ bi bác ái của con sẽ cảm hóa đặng nàng và sẽ đem nàng lại con đường ngay chánh. Thái tử bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con biết làm cách nào hơn bây giờ? Nàng Năng Đà đã dơ danh xú tiết, nếu con còn giữ nàng lại ngôi vị xưa thì tự nhiên con bôi lọ danh giá của hoàng gia và của con nữa. Nếu con cứ điềm nhiên trước sự lố lăng ấy, có phải con làm bại hoại luân thường đạo lý của xứ con chăng? Đức Phật nói: Hỡi hoàng tử Dejeta, ta phải cần lặp lại với con nữa sao? Người thiện nhân ở đời có thể nghĩ đến quyền lợi mình và tự do thưởng phạt cùng phán đoán theo lý trí mình. Nhưng người đã bước chân vào đạo rồi thì không được xét xử ai, phải tìm hiểu để mà tha thứ, chứ chẳng phải để kết án. Con cứ tưởng con là riêng biệt với kẻ điên cuồng tội lỗi. Họ chính là con đó, mặc dù còn ở hạng thấp kém hơn con. Nhưng nếu con nghĩ rằng con không liên đới một người hoặc một vật khác, tức là con đã tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc con với vật đó hoặc người đó cho tới chừng mà con cảm thấy sự duy nhất của vạn vật mới thôi. Con nên nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của thế gian là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con vốn là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con vốn dệt chặt với nghiệp chung thân của nhân loại, và trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như mọi chỗ sạch. Cái áo dơ mà bây giờ con gớm có thể là cái áo của con hôm qua hoặc ngày mai. Và nếu con tỏ vẻ nhờm gớm thì khi đặt lên vai con, nó sẽ siết chặt lấy con hơn nữa. Vậy, người đạo đức thật sự bao giờ cũng để ý tìm những lý do để châm chế và tha thứ hơn là để vạch lỗi người. Cái tâm họ chứa chan nguồn bác ái, từ bi đối với nhân loại nhiều hơn là những hạt cát trên đồng sa mạc. Sự thanh bạch là gì? Chẳng qua là một cái đức đó thôi. Người tu hành không nên lấy sự thanh bạch làm nền đạo riêng của mình. Lắm khi sự thanh bạch trở ngại bước đường tinh thần của mình. Nếu nó không đi đôi với tình bác ái từ bi và nó sẽ dẫn ta đến chỗ kiêu căng và tự phụ, đến chỗ lãnh đạm trước sự đau khổ của người đời. Như thế, sự thanh bạch chỉ là một cái bóng không hồn đó thôi. Này hoàng tử Dejeta ơi, trong khi nhàn hạ, con có bao giờ nhìn lên chóp núi Hy Mã Lạp Sơn lúc mặt trời sắp lặn chăng? Con có thấy đỉnh núi đầy tuyết phủ sừng sững giữa bầu trời xanh biếc chăng? Núi thật oai nghiêm hùng vĩ, nhưng bốn mùa lạnh như đồng. Ôi, cái cảnh ấy quá tiêu sơ, lạnh lùng ảm đạm. Không ngày nào khi có ánh sáng chiều ấm áp vừa dịu dàng, chiếu ngày nào thì cái cảnh buồn tên, não nụ kia lại bỗng hóa ra linh động, rực rỡ và đẹp đẽ phi phàm. Tạo vật trở nên mỹ tú kỳ quan, làm cho tăng ngoạn mục và phơi phới tấm lòng. Sự thanh bạch mà thiếu lòng nhân ái thì có khác gì chót núi đầy tuyết phủ, lạnh lùng lãnh đạm, trông tẻ ngắt như xác không hồn. Còn sự thanh bạch mà đi đôi với lòng nhân ái thì có khác gì suối thần, hãy chạy tới đâu là vạn vật hấn hở, vui mừng tới đó. Thái tử Dejeta đem hết tinh thần nghe Phật giảng không sót một lời nào, trong lòng rất hổ thẹn ăn năn, cứ quỳ gối mà bạch rằng: Lạy Đức Chí Tôn, con xin Ngài cho con cái đặc ân gặp Ngài một lần nữa để con ráng sửa mình cho hợp với lý đạo.
bây giờ con đã biết cách làm thế nào cho ngài vui lòng rồi. Đức Phật Từ Bi dịu dàng đáp, ta bằng lòng. Đoạn ngài nhìn Thái tử Desita với nụ cười tươi dịu chứa chan tình thương. Cặp mắt hiền lành của ngài bỗng chói lên như ngôi tinh đấu lóng lánh rạng ngời sáng khắp cả rừng, làm cỏ hoa hớn hở, chim chóc líu lo giữa đêm khuya như buổi bình minh vậy. Trời đất tối đen như mực, xa xa đoàn quân hộ giá đốt đuốc dẫn đường, theo sau là hoàng tử Desita, lê chân chậm rãi, trong trí còn văng vẳng lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật Từ Bi. Ra khỏi rừng thì trời đã sáng, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên đường trở về nước Kamsapa. Làn sương mờ đục đêm hôm đã tan dần trong không khí nhẹ. Nơi phương đông, một dải mây hồng nhạt nằm ngang chân trời xanh, phút chốc lại lan rộng và đổi màu đỏ ra da cam, rồi bỗng vụt biến sau những tia sáng rực rỡ thành hình rẽ quạt. Phần ô đã mọc, cảnh vật trở nên trong sáng tưng bừng với những màu tươi thắm, phang động những tiếng chim nuông đón chào buổi bình minh ngoạn mục. Lúc bấy giờ, trong chốn rừng xanh tĩnh mịch dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi yên như pho tượng. Khi hoàng tử Desita hồi trào gặp lúc vua cha lâm bệnh nặng, ngài lên cầm quyền thống trị, lấy sự công bằng và nhân ái làm căn bản. Trước nhất, ngài ban tước lộc cho Dasa và Batika. Ngài truyền cất cho hai người hai cái cung điện đẹp đẽ khích nhau cho đôi bạn được ở gần. Ngài lại cho người tìm vị thứ phi Nam Đà rước về hoàng cung ở với ngài. Khi tất cả triều đình và các vị cựu thần hay tin thái tử Desita phục chức nàng Nam Đà thì như bị sét đánh ngang tai, họ hết sức kinh ngạc. Họ mới suy tiếu dèm pha và khiển trách ngài thậm tệ. Thái tử Desita còn giảm thuế cho dân và thả tội nhân. Ngài bãi bỏ những sự mê tín dị đoan. Tuy những sự cải cách sửa sang việc nước được công bình nhân ái, nhưng vì quá đột ngột nên hoàng tử không tránh khỏi lời dèm xỉm của triều đình và dân chúng. Họ nói ngài quá lạm quyền, bỏ chế độ quốc gia, phá hoại phong tục nước nhà, khuyến khích sự loạn luân. Hoàng tử giả mắt ngơ, tai điếc, trầm tĩnh và yên lặng trước sự sỉ tiếu cũng như trước sự khen ngợi. Ngài thấy mình đang trải qua sự thử lòng để tiến tới, bằng phải động lại thì sẽ thất bại như mấy lần kia. Ngài nhớ rằng, nếu muốn đến chỗ toàn thắng lợi, trước nhất phải chịu lao khổ. Mỗi mũi gai đâm vào chân làm rớm máu là mỗi lần bước kề ngôi thiêng liêng. Người muốn đi xa trên con đường đạo thì phải làm chủ lòng mình và phải tìm trong thâm tâm cái gốc rễ của sự quấy, đặng diệt tận gốc nó đi. Sự quấy cũng sống và đâm chồi mọc rễ trong tâm của các bậc thượng nhân. Nếu ta không cương quyết thì làm sao thắng nó đặng? Nó là một thứ cây sống và cứ lớn mà kiếp này sang kiếp khác, và nó chỉ đơm bông khi nào con người đã thu thập nhiều sự kinh nghiệm của muôn kiếp luân hồi. Vả lại, trong kinh cổ điển đã có nói như vậy. Gốc rễ của tật xấu mọc tận thâm tâm con người, nếu ta nhổ nó đi thì tâm ta phải rớm máu và đời sống của ta dường như tan rã. Nhưng đó là một cuộc thử lòng ta phải trải qua. Nó có thể xảy ra ở nấc đầu hay cuối thang minh triết để đưa ta đến con đường sống thật. Ta phải tập trung tất cả lực lượng của tâm hồn vào đó mới đặng. Trong khi Thái tử Desita thấy đặng cái chân lý vĩ đại này, thì có một phái bí mật lập ra để đánh đổ ngài do em ruột ngài chủ mưu. Họ hợp nhau để tìm mưu thần trước quỷ, lật ngài đặng đem em ngài lên thay thế. Họ phủ dụ quần chúng. Hoàng tử Desita độc tài, nhưng sự cải cách của ngài sẽ làm cho nước Kamsapa bắt phải vòng nước lửa bên đao và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Họ lại còn phao rằng, thái tử mê tín dị đoan nghe lời một vị ác tăng khét tiếng tại thành phố Kamsapa, làm cho nước nhà rối loạn và đã bãi bỏ nhiều quốc luận lưu truyền từ cổ chí kim, cố ý để lập ra một cái tôn giáo phù thủy. Người ta cứ tuyên truyền như thế để gây ác cảm trong lòng dân chúng. Rồi một ngày kia, hoàng tử Desita nghe kẻ tân phúc mách rằng có một nhóm người định thích khách ngài. Cái tin sét đánh ấy không làm cho ngài lo sợ và xao xuyến, vẫn an tĩnh như thường, trong lòng cứ tưởng niệm đến đấng từ bi.
nhưng tốt quân hầu trung tín của ngài sốt sắng hộ giá cho ngài ngày đêm không ngớt. Một ngày kia, hoàng tử Dejeta vừa bước chân ra khỏi hoàng cung thì có người cầm dao nhảy tới toàn thích khách ngài. Người ấy là Alaya, thuộc dòng Satrias. Ngài hô lên, thị thần nhào tới bắt trói đặng thủ phạm. Hoàng tử Dejeta mới bảo dẫn tên sát nhân đến trước mặt ngài. Hoàng tử bình tĩnh hỏi rằng, này Alaya, tại sao nhà ngươi muốn giết ta? Bởi vì tôi thấy ngài là một mối hại cho đất nước. Ngài phá hoại luân thường đạo lý, ngài muốn hủy bỏ phong tục thiêng liêng của nước nhà và đem lại cho chúng tôi một cải cách nguy hiểm, có thể đưa xứ sở đến chỗ diệt vong. Tôi phải giết ngài để trừ hậu họa mai sau. Hoàng tử Dejeta nhìn cái sát nhân với cặp mắt chứa chan tình thương xét nghĩ. Alada phạm tội chỉ vì mê tín mà thôi. Đoạn ngài dây qua đám quân hộ giá mà nói rằng, à các khanh có nhận thấy kẻ sát nhân này còn chút điểm lương tâm không? Vậy các khanh hãy mở trói thả nó ra. Các quan chinh hửng nhưng không dám cãi lệnh. Rồi thái tử nói tiếp với một giọng oai nghiêm như vậy. Bây giờ đây các khanh hãy lui ra để một mình ta với người này nói chuyện mà thôi. Trước sự cương quyết ấy, đoàn hộ giá rất kinh ngạc nhưng bất đắc dĩ phải ríu ríu lui ra, không dám ngó ngoái lại. Cả thảy đều phập phồng lo sợ cho tính mạng của hoàng tử không cùng. Alada ngạc nhiên và không hoảng sợ nữa. Y khoanh tay ưỡn ngực nhìn vào mặt thái tử như muốn khiêu khích. Không để ý đến cử chỉ khinh thị ấy, Dejeta bước lại gần nhẹ nhàng để tay lên vai y, lặng lặng nhìn y trân trối. Trong mắt ngài chứa biết bao là từ bi bác ái và sẵn sàng tha thứ các tội lỗi. Ngài càng nhìn càng thầm nghĩ, người đời cũng vì sự tự kỷ mà gây ra lắm điều tội lỗi. Bậc chân tu hay để mắt tìm các nguyên nhân của sự tội lỗi để tha thứ, chứ không chịu tìm tội lỗi để mà trách phạt. Mọi việc xảy ra trước ta chẳng hung dữ, muốn tận sát người. Trời đất chí ư công bình, lưới trời tuy thưa mà mũi kim dễ lọt được nào. Tội nghiệp thay cho kẻ tàn ác vì vô minh mà kiếp sau phải chịu muôn vàn đau đớn. Rồi một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn của thái tử và lan cùng vạn vật một sự ước muốn được cứu độ chúng sanh, đến nỗi tâm tư ngài đã thoát ra ngoài bản thể. Thình lình thái tử Dejeta tiếp xúc được một cảm giác mới lạ và phi thường, dường như Đức Phật mà ngài đã tôn sùng là đấng tôn sư trong âm thầm đã ban ân bố hóa. Ngài được minh tâm kiến tánh, biết rõ điều quá khứ vị lai. Nhãn quang bật tỏ chốc thời, ngài thấy được kiếp trước của Alada vốn là một tướng sĩ hung tàn bạo ngược, tạo ra biết bao nghiệp quả nặng nề. Rồi ngày nay cũng vì sự vô minh mà nó phải lầm lạc như thế này. Nếu ta lấy oán mà báo oán thì biết bao giờ oán nọ mới tiêu, ta phải lấy ân mà đáp oán thì oán mới dứt. Ôi tội nghiệp thay cho Alada. Chớp mắt, hoàng tử Dejeta không còn thấy Alada nữa. Ngài thấy hiện ra chỗ Alada đứng một cõi hồng trần với vô số sanh linh đang mê man lăn lóc trong cảnh lầm than đau khổ. Chúng sanh vì vô minh mà mắc vào bánh xe luân hồi, mãi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chịu biết bao nhiêu lần khổ não đau đớn. Khi vào cát ra đài, lúc lên xe xuống ngựa, khi làm kẻ cùng đinh tàn tật mà mỗi kiếp luân hồi đều đem lại sự đau khổ. Nhưng con người luôn luôn muốn đầu thai, chịu sự đau đớn, mà sự đau khổ là cái kết quả của sự ham muốn vậy. Thằng ôi, đời là bể loạn, nghĩ đến thân phù thế mà đâu có khác gì bọt trong bể khổ. Tội nghiệp thay cho nhân loại đang oằn oại dưới màn vô minh, mãi đắm chìm theo mùi trụy lạc, chứ nào dè phú quý tợ môn tiền tuyết, công danh như thảo thượng sương. Hỡi thế giới đau khổ, hỡi nhân loại đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy và đã nghe hơi thở hấp hối của trần gian. Ôi đời vẫn là thế, sao chính ta đây cũng đã say đắm với những khoái lạc huyền hoặc của cuộc đời. Người hiểu rõ cơ trời thì cho cõi trần chẳng khác giấc mộng huỳnh lương, nên không tranh giành cấu xé vì bả vinh quang phú quý. Phải chi mọi người đều biết thương yêu lẫn nhau như tình huynh đệ,
thì đâu có sự thống khổ này. Nếu biết chắc chúng sanh vốn một gốc mà ra và huynh đệ với nhau thì đâu có cảnh nội gia xáo thịt. Suy nghĩ đến đây, Thái tử Dejeta cảm thấy trong lòng tràn ngập một mối yêu thương tha thiết. Ngài muốn giang tay siết chặt loài người vào lòng đang thổn thức của Ngài, mong đem tánh mạng và tinh thần với một tình thương vô tận mà ấp ủ vuốt ve những kẻ tội lỗi rầu đau. Ngài muốn hy sinh cái gì cao quý của lòng mình để đưa người trần tục lên một nấc thang tiến hóa. Đến đây, Thái tử Dejeta bỗng trở lại thực tế, dường như sực tỉnh sau một giấc mộng phi thường, rồi nhìn lại thấy Alaya gục đầu kinh khủng. Ngài bèn nói với một cách tha thiết rằng, anh ơi, tôi không biết gì hơn là anh và tôi vốn thật là anh em với nhau cùng chung một đấng cha lành. Tôi thương anh lắm, vậy anh hãy ngã vào lòng tôi, cũng như muốn chia sự vinh quang của tôi, cũng như tôi muốn chia điều đê nhục của anh. Từ đằng xa, quân hầu đợi đã lâu, ánh thái dương rọi xuống rừng sâu, vạn vật tưng bừng, cây cỏ tươi xanh, muôn hoa đua nở, hương sắc thanh kỳ, phô vẻ ngàn hồng muôn tía như mỉm cười duyên dáng trước ngọn gió mai. Xa xa, mấy cốc thùy dương dịu dàng nghiêng mình soi bóng bên dòng suối nhỏ trong veo. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật đang ngồi kiết già thiền định. Ngài đang đợi Thái tử từ đêm hôm, bởi vì Ngài đinh ninh Thái tử không bao giờ thất hẹn. Cảnh Phật lúc bấy giờ như đang đón một niềm hạnh phúc thiêng liêng gì. Đóa hoa hàm tiếu trong kẹt đá bỗng ngẩng lên và khoe nhụy. Những con sóc vàng mắt sáng đang uống mình dưới ánh thái dương bỗng nhảy nhót lên như mừng rỡ, đợi chờ. Gió hôm nay lại rào rạc, ngạt ngào thổi hương rừng từ cõi xa xăm đưa lại. Trên cành hoa sứ trắng tinh, bầy chim non ríu rít mà Đức Phật thường nói là bầy con dại đang uốn lưỡi tung ra tràn nhạc thiêng liêng nghe thánh thót. Xa trong những giọt sương nặng trĩu trên cành tơ liễu buông mình xanh mướt lóng lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng như những hạt kim cương vô giá. Bởi vì trong cảnh tĩnh mịch của núi rừng, sự hoang khởi của tạo vật tức là hoang khởi của tinh sương trong sạch. Bỗng đâu có tiếng động từ xa đưa lại và Đức Thế Tôn bèn mỉm cười mở mắt. Thái tử Dejeta đã đứng trước mặt Ngài. Không một tên quân hầu, không ăn mặc xuân xuê, chỉ khoác trên mình một manh áo vàng của người hành khất với dáng điệu mệt nhọc vì đã trải qua bao dặm xuyên sơn. Thái tử bèn quỳ mọp xuống chân Đức Từ Bi, vô cùng cảm động, chẳng thốt một lời nào. Đức Thế Tôn xòe bàn tay mặt đưa lên khỏi đầu Thái tử để ban ân huệ, rồi nói với một giọng hết sức dịu dàng. Đệ tử Dejeta con ơi, ta vui mừng và hoan nghênh con vậy. Rồi từ đấy, trên con đường giải thoát rộng lớn thanh thang của Đức Từ Bi, bên cạnh Ngài, hình bóng Dejeta sớm hôm luyện đạo để một ngày kia thay mặt cho tôn sư mà phổ độ thế gian. Kẻ tỉnh, người điên. Chắc chết quá, đầu giả xuống đường mà, máu nhiều quá. Nhìn cũng sang, cũng đẹp, mà đi đội nón bảo hiểm dởm, đáng đời ngu. Thôi đi mấy má, nhiều chuyện vừa vừa mấy má, gọi xe cấp cứu giùm người ta đi mấy má. Má dở má gọi đi má, hư, cái đồ bê đê. Ngu sao mà gọi má, gọi công an tới khai báo tùm lum, đưa vô bệnh viện, lại giữ lại như là tội phạm, rồi suốt ngày bị gọi lên điều tra, nếu cô ta chết đó má. Lời qua tiếng lại, xì xào, khoảng 30 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại. Vài người đàn ông xúm vào kiên giết heo và quả báo rợn người. Cô Hồ Thị Quyến sống cùng gia đình ở một vùng quê yên ắng tỉnh Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng. Cuộc sống khá khổ cực. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với một người cùng quê là anh Trần Văn Thuận. Hai người sống với nhau có hai con gái và một trai. Cô mưu sinh bằng nghề mua bán heo. Mua bán heo vài năm kiếm được nhiều tiền khấm khá, nên hai vợ chồng cô kiêm luôn vừa mua heo vừa mổ thịt và bán tại chợ. Mọi thứ đều suôn sẻ nên hai người mở luôn một lò sát sinh. Một phần giết mổ lấy thịt giao sỉ, một phần đem đến sạp tại chợ bán lẻ. Cuộc sống cứ như vậy được vài năm. Nghiệp báo đầu tiên xuất hiện,
đó là lúc cô đang mang thai đứa bé gái, cổ cô nổi một cục bướu, gia đình đưa cô lên Sài Gòn để mổ. May cho cô là bướu lành tính, bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì về quả báo. Sau đó về lại Trà Vinh, cô vẫn tiếp tục làm heo và bán, vẫn không hề giảm giết chóc. Cô lại có thai đứa bé trai và sinh khó phải mổ, sức khỏe càng lúc càng yếu. 3 tháng sau đó, tự nhiên máu trong người cô đổ ra rất nhiều như bị băng huyết. Cô ngất xỉu nên người nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, tưởng chừng như không thể qua khỏi. Bác sĩ đã truyền máu và mổ cho cô lấy một khối u khác nữa, đem ra ngoài và mai vết thương lại. Trong khi con trai cô bệnh liên tục, 1 tháng bị động kinh 3-4 lần, sức khỏe không tốt. Kể từ thời gian này trở đi, gia đình cô luôn xảy ra chuyện, vợ chồng bất hòa, con cái bệnh hoạn. Chồng cô có tiền sinh ra ăn chơi, nhậu nhẹt, có nhiều đêm không về nhà nên gánh nặng công việc và gia đình đổ dồn vào cô. Càng ngày tinh thần và thể xác cô càng lúc càng sa sút. Nhân duyên đầu tiên giúp cô biết về Phật Pháp là vào năm 2004, cô đến chùa gần nhà thỉnh sư cô về tụng kinh, tấn liệm cho tang lễ của mẹ cô. Sư cô thấy gia đình giết mổ heo như vậy mới hướng dẫn cho cô về việc không nên sát sanh hại vật trong tang lễ. Cô nghe qua mà hết hồn vì cô sát hại tới 5 con heo để những người đến phụ đám được ăn và cũng thể hiện sự có hiếu lần cuối với mẹ. Không ngờ lại là bất hiếu chứ không phải có hiếu. Sư cô giải thích với cô rằng nếu giết mổ như vậy, người mất rất đau khổ, sẽ bị đầu thai làm kiếp súc sinh để trả nợ. Người sống cũng bị quả báo rất nặng. Cô sợ hãi nên nhờ sư cô tổ chức cúng trai tăng hồi hướng cho mẹ. Sau đó trong 49 ngày, thường xuyên đến chùa để tụng niệm và nghe Phật Pháp. Cô quy y Tam Bảo, pháp danh Diệu Minh. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được nghề. Lúc này là chồng cô hoàn toàn giao phó việc mổ giết heo, bán heo cho cô quản lý. Đầu năm 2005, cô nằm mộng, một giấc mộng rất kỳ lạ. Cô thấy mấy người làm đem con heo lên bàn thọc huyết rồi quăng xuống. Nhìn kỹ thì hóa ra là con trai cô. Khi cô giật mình dậy, hết sức lo sợ, nhưng vẫn không nghĩ rằng điềm chiêm bao sẽ có ý nghĩa gì đối với nghiệp báo. Một thời gian sau nữa, thấy trong người khó chịu, cô đi khám và phát hiện bị u nang, là u ác tính, phải mổ và vô thuốc xạ trị, người ốm tóc không mọc nổi. Do sức khỏe cô kém quá, lại thiếu máu trầm trọng, nên bác sĩ cho cô tạm về nhà nghỉ dưỡng 1 tuần rồi vào điều trị tiếp. Cô cứ hết bị mổ, thiếu máu rồi tiếp tục bệnh, khối u lại mổ, cho nên hãy nghe đến từ mổ là cô sợ khiếp vía. Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng thì cô nằm mộng. Trong giấc mộng, cô thấy con heo to trong vườn nhà đang nuôi. Kể từ sau đám tang mẹ thì nhà cô lúc đó chỉ còn nuôi duy nhất mình con heo này. Nó nói với cô rằng, con ơi, lại tấn mụn cho mẹ đi con, mũi cắn mẹ dữ lắm. Cô nghe rõ ràng tiếng của mẹ cô thì mới đến gần con heo. Heo lại nói tiếp, tấn mụn cho mẹ đi con, bữa giờ không có mụn, mũi cắn mẹ quá con à. Mẹ đã thành heo rồi. Cô sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Lúc đó là 12 giờ đêm. Sáng hôm sau, cô nói chồng cô chở cô lên vườn mà nuôi con heo. Cô vừa lên, thấy con heo to đã đẻ 6 con. Con heo nằm y hệt như lúc cô nằm mộng. Cô đến vuốt ve heo niệm Phật mà rơi nước mắt. Chợt nghĩ đến đám tang, sư cô có nói, giết heo cúng tế thế này, người chết phải đầu thai làm heo để trả nợ. Cô hết sức đau lòng. Mấy hôm sau, trong lúc cô ngồi niệm Phật thì nghe con gái báo rằng con heo đã bỏ ăn và chết. Cô buồn bã, lo lắng, khủng hoảng, và chính yếu tố này đã giúp cô quyết định bỏ hẳn nghề làm heo. Sau đó cô lên Sài Gòn điều trị tiếp. Sự đau đớn do bệnh tật hành hạ cô. Có một bữa, thay vì nằm trong phòng lưu bệnh thì cô xách giỏ đi lang thang tìm một ngôi chùa. Tự dưng có một cái gì đó vô hình đưa đẩy cô bước vào một ngôi chùa ở quận 10, xin vào lại Phật. Cô vào gặp ngay thầy trụ trì. Không biết duyên cớ sao, cô kể hết cuộc đời mình cho thầy nghe. Thầy bảo, con có thấy gieo nhân nào gặt quả nấy không con? Chỉ đến khi bị ung thư đau đớn, mổ xẻ liên tục, rên la,
mới biết nỗi khổ đau của chúng sanh hằng ngày bị con hành hạ giết chóc. Nghiệp báo đến không thể trách ai, tự mình làm, tự mình chịu, làm khổ lây đến con cái, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Khi con giết con vật, nó đau đớn cùng cực. Con sợ chết, nó cũng sợ chết vậy. Nó oán hận tràn ngập và thần thức của nó cứ lảng vảng xung quanh con chờ báo oán. Chỉ có tu hành niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, hồi hướng cho các chúng sanh đó thì mai ra có chút lợi ích. Nghe thầy giảng chi tiết, cô bắt đầu hiểu rõ lý do vì sao mình bệnh ung thư, vì sao con cái mình thường ốm đau bệnh tật, gia đình không hạnh phúc. Cô bắt đầu chấp nhận quả báo và không rên la nữa như những bạn bệnh cùng phòng, mà lo chăm chỉ niệm Phật. Khoảng thời gian vô thuốc, người nóng nảy bứt rứt rất đau đớn khổ sở, nhưng hiểu rồi nên cô nghe lời thầy dạy, cố niệm Phật nhiều hơn. Sau đó bác sĩ lại cho cô về nhà dưỡng tiếp. Lần này cô thường qua ngôi chùa cô quy y lúc mẹ cô mất để tụng kinh. Duyên đưa đến, cô gặp quyển kinh Nhân Quả Ba Đời. Tự dưng đọc đến trang 26, thấy có kể những con heo nó kể cho một vị tăng nghe, người ta giết nó làm thịt, đâm trói, làm nó đau đớn, uất hận, rên la, van xin như thế nào. Cô khóc và mang về cho cả gia đình xem. Trước khi lên bàn mổ lần thứ 5, cô khấn Quan Âm Bồ Tát giúp cô có cơ hội quay trở về lại là một con người tốt, không sát sanh hại vật, lo tinh tấn tu hành, lấy công đức để hồi hướng cho những chúng sanh từng bị cô giết hại. Sau khi vô đủ toa thuốc lần thứ 8, về nhà, từ đó trở đi, cô quyết định ăn chay trường, từ bỏ việc giết chóc chúng sanh, tinh tấn tu hành niệm Phật. Từ khi bỏ hẳn nghề làm heo và lo tinh tấn tu hành, tâm cô không còn lo sợ, không gặp ác mộng. Chồng cô hồi trước ngang tàn thì bây giờ lại chuyển đổi đi chùa tụng kinh niệm Phật, giúp đỡ người khác. Đầu năm 2007, trên mũi cô nổi một cái mụn đau nhức và to dần. Cô lên bệnh viện Hòa Hảo xét nghiệm thì được bảo là nang. Bác sĩ cho uống thuốc 15 ngày, lên mổ lấy nang ra. Cô nghe nói nang là thấy mệt rồi, nhưng đã tu hành hiểu quả báo nên chấp nhận mà về nhà niệm Phật. Mỗi lần niệm, cô đều lấy tay vuốt vuốt cái nang đó. Cô xem quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng. Chưa đầy 15 ngày sau, có một buổi sáng, 4 giờ, cô dậy công phu niệm Phật thì không còn nhìn thấy cái nang trên mũi nữa. Sự nhiệm màu Phật Pháp này đã làm chuyển hóa cả gia đình cô. Cả nhà giờ đều quy y Tam Bảo, tu hành niệm Phật, thân tâm bình an, cuộc sống ổn định. Cô có đôi lời nhắn gửi đến những người đang làm những nghề nghiệp sát sinh hại vật. Xin chân thành sám hối những tội lỗi đã gây ra cho nhiều chúng sanh. Xin mọi người hãy chuyển nghề khác, đừng làm những nghề giết hại chúng sanh. Không chỉ có hại cho bản thân mình, mà còn cho những người thân bên cạnh mình nữa. Nhân quả không sai đâu các vị ạ. À. Giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý bao giờ cũng là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến ước mơ kia thành hiện thực. Có nhiều người sinh ra trong gia đình được xem là giàu có, nhưng họ có thật sự là người giàu không? Đó lại là chuyện khác. Trước hết, nói về phương diện vật chất như tiền của, các phương tiện trong đời sống, cách ăn, mặc, ở, cách sử dụng tiền bạc phục vụ cho nhu cầu cuộc sống v.v. thì nhiều người trông có vẻ rất giàu có. Họ ở nhà cao cửa rộng, có ô tô lẫn xe máy sang trọng, có tài khoản lớn trong ngân hàng, có mức thu nhập cao, nhưng họ luôn than vãn với bạn bè về cuộc sống của họ. Không phải ai than vãn với người khác cũng vì sợ người khác nhờ vả. Có người than vãn vì họ cảm thấy khổ thật sự. Họ bị căng thẳng, mệt mỏi vì công việc do phải bù đầu từ sáng đến tối, đôi khi còn mang về nhà làm vì thời gian ở công ty không đủ. Những người phụ nữ còn vất vả hơn vì những công việc sau giờ làm ở công sở như nấu ăn, đưa đón con đi học, giặt giũ, chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái v.v. Đó là chưa kể thời gian họ bỏ ra để chăm sóc bản thân, làm đẹp, quan tâm đến cách ăn mặc, chân diện. Họ phải bận tâm nhiều việc hơn đàn ông, có khi rơi vào tình trạng stress, trầm cảm.
Đó là chưa kể những người có quá nhiều ước mơ, có quá nhiều khát vọng làm giàu, đã giàu lại muốn giàu hơn, muốn bằng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, bà con dòng họ về nhiều phương diện, thậm chí muốn hơn chứ không muốn ở mức bằng. Muốn có địa vị cao trong xã hội, muốn được trọng vọng, muốn nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ. Muốn vừa giàu lại vừa sang, vừa phú lại vừa quý, vừa xinh đẹp lại trẻ trung, vân vân. Có muôn nghìn mong muốn, ước vọng tạo áp lực rất lớn cho nhiều người, nhưng không phải mong muốn ước vọng nào cũng thích đáng. Có khi người ta còn truyền cái khát vọng của mình cho con cái, bắt nó phải gánh lấy cái hoài bão của mình, xem đó là trách nhiệm của nó. Chẳng hạn như mình buộc con mình phải học ngành này, nghề nọ dù nó không thích, không đủ khả năng. Muốn con mình phải học ở trường danh tiếng, học ở lớp chọn, lớp chuyên, phải có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có bằng cấp quốc tế, dù năng lực của nó chẳng tới đâu. Xét kỹ thì các bậc cha mẹ này vì mong muốn của mình nhiều hơn vì tương lai con cái. Nhưng đôi khi mình tự gạt mình, ngụy biện cho tâm ý của mình, cho rằng mình vì thương con cái nên mới làm như vậy. Có người mong muốn tương lai con cái mình làm ông này bà nọ, có địa vị cao trong xã hội, giàu có và danh tiếng để mình hãnh diện với đời. Có người nghĩ rằng mình giàu có, danh vọng thì con cái cũng phải thế để thiên hạ không chê cười. Có người muốn con cái phải được như thế này, được như thế khác để so sánh, tranh đua với bà con dòng họ, với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Có rất nhiều lý do mà người ta tự tạo áp lực cho mình và cho những người thân. Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho người ta căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống quá bận rộn sẽ khiến cho người ta mất niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc. Sống đời sống dư dả, thừa thãi khiến cho người ta chán chường, không thấy được những giá trị mà người khác ước mơ, khao khát, không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có. Chính vì thế mà không ít người vẫn than thở dù đang sống một cuộc sống giàu sang. Nhiều người sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn có nhiều tham muốn, khát vọng, họ không thỏa mãn với những gì đang có, cứ muốn đủ thứ, cứ so sánh mình với người nọ, người kia. Những người này bao giờ cũng khổ. Tuy họ giàu nhưng lại nghèo vì luôn thấy thiếu. Cũng như lời Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo, người biết đủ, tri túc, dù nằm trên đất cũng thấy an vui. Người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Cứ mãi chạy đuổi theo tham muốn khát vọng không ngừng, không biết mãn nguyện thì rất mệt mỏi. Mãn nguyện là hạnh phúc. Chân lý này rất đơn giản, nhưng ít ai nhận ra và cũng ít người hiểu được. Tài sản, của cải, địa vị, danh vọng chẳng phải là phương tiện để có được sự hài lòng, mãn nguyện sao? Nhưng khi có nó rồi, chúng ta lại không mãn nguyện mà lại tiếp tục chạy theo những tham muốn, khát vọng không cùng tận của mình. Vì thế mà chúng ta luôn thiếu, luôn nghèo, cứ kiếm tìm và kiếm tìm mãi. Nếu chúng ta biết mãn nguyện thì không nhất thiết phải có nhiều tiền của, nhiều phương tiện vật chất, không nhất thiết phải có địa vị, danh tiếng. Những người quá lệ thuộc vào địa vị, danh tiếng hay tiền của sẽ khó sống nổi một khi những thứ đó không còn. Mà chuyện đời khó đoán lắm, có ai dám chắc những thứ đó sẽ ở mãi bên ta? Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác có nói, chỉ có tiếng thơm đời để mãi, giàu sang giả dối vốn phù vân. Dân gian cũng có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cuộc đời rất vô thường, không ai biết trước được ngày mai. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, làm ăn thua lỗ, thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, cường quyền ác bá, trộm cướp, vợ chồng xấu, con cái hư hỏng, đều là những nguyên nhân có thể khiến cho người ta trắng tay, làm thay đổi hoàn cảnh sống, thân phận, địa vị của con người. Đức Phật dạy, do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo nên người nông dân, thương gia hay nô bộc. Do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ hay vua chúa. Có nghĩa là con người cao quý hay thấp hèn, giàu có hay nghèo nàn không phải do hoàn cảnh sinh trưởng, sinh trong nhà giàu hay nghèo, con nhà quan hay con nhà dân, không phải do có nhiều tài sản, của cải,
có địa vị, danh tiếng, mà do hành động, việc làm, do nếp sống hàng ngày tạo ra. Ví như do sự học tập, rèn luyện mà người ta trở thành kỹ sư bác sĩ, do cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cách làm việc, hành xử, do có phong cách cao quý, có nếp sống văn hóa, văn minh mà trở nên cao quý, chứ không phải do sinh ra trong gia đình quyền quý, không phải do có nhiều tiền. Giàu sang mà không có tư cách, tác phong, không có phẩm chất đạo đức thì cũng trở thành thấp hèn, ti tiện. Giàu mà không có nếp sống văn hóa, văn minh thì chỉ có giàu mà không có sang, có phú mà không có quý. Có điều, những người như thế này lại có không ít trong thực tế đời sống xung quanh ta. Có những người rất giàu nhưng keo kiết, bủn xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chưa hề biết nhường cơm sẻ áo với ai. Giàu có như thế có khác chi nghèo hèn. Họ không nghĩ rằng của cải rất phù du, có đó rồi mất đó. Nếu tai nạn, bệnh tật, trộm cướp, thua bài bạc, thất bại trong làm ăn xảy ra, chỉ buổi sáng buổi chiều, ngày trước ngày sau, có thể trắng tay mà không ai ngờ tới. Hãy nhìn cuộc sống của người dân ở các vùng bão lũ, hãy nghe những câu chuyện kể của những người đã trải qua sóng gió cuộc đời. Hãy xem tin tức trên các báo đài thì sẽ thấy sự thay đổi lớn diễn ra thường xuyên ở nơi này hay nơi khác, không đâu có thể tránh, không ai có thể lo lường. Vì thế, chúng ta hãy làm giàu nhân nghĩa, giàu tấm lòng, giàu trí tuệ, phước báo, giàu hạnh phúc, niềm vui. Hãy sống đời sống hướng thượng, sống có ích cho cuộc đời để con người mình trở nên cao quý. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Cái đuôi chó xoắn ruột gà. Ngày xưa, có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép, anh ta sụp lạy lia lịa xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than van quỳ lại vị nhân, cố sức nài nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được. Vị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng, thôi, ta cho ngươi phép này. Hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được, là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật ngươi lập tức. Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết. Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng vô rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt. Thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng, ta là thần linh, phải cắt việc lập tức. Để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện. Xong cả, đem vàng bạc lại đây. Đủ hết rồi đó, phá rừng này dựng lên một đô thị. Đã hoàn thành. Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm, biết các việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp. Các việc cho mau, không thì ta nuốt sống. Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt, tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân, cầu xin cứu mạng. Chuyện chi vậy? Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi. Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân.
Thôi, ta chỉ cho một cách. Con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà. Người lấy dao chặt đuôi nó, giao cho thần uống thẳng, mau đi. Hắn lật đật chặt đuôi chó, trao điện cho thần. Kéo ra ngay. Thần lãnh lấy đuôi chó, ráng vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng, thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng: Bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua. Cuộc đời khác nào chi, cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra, nó lại xoắn lại. Trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Câu chuyện thử lòng. Vui thay sáng lạng cả trời, hoa đàm đã nở rạng ngời khắp nơi. Đại từ Đức Phật ra đời, đem thuyền Bát Nhã độ người trầm luân. Thiều quang chói lọi cõi trần, hỡi ai có biết hồng ân gần kề. Ca di ánh sáng đã về. Tiếng hát trong thanh ấy gần như ở tận cõi trời xa đưa lại, bay lạc trong gió, thoảng lanh lảnh dội từ rừng này sang rừng khác, từ non cao đến động thẳm, từ biển cả đến đồng bằng, chẳng chỗ nào mà không nghe đến nhạc điệu thần tiên ấy. Từng đàn bướm cánh vàng, xanh đỏ tím, bay liệng nhẫn nhơ, rập rờn trên cành hoa thắm. Từng đàn chim non ríu rít ở trên cành cây, từng đàn sóc xinh đẹp ranh mảnh, rượt bắt nhau lẹ làng trên cổ thụ, cả thảy đều truyền nhau cái tin mừng qua kẽ lá. Những điệu nhạc du dương, những âm thanh đều đặn như diều dạt ở mấy tầng không, vang động những làn sóng điện của bể trần. Chúng sanh ơi, đấng giải thoát đã đến rồi. Đi, ta hãy đi cùng về phía nam dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để chờ ngài giác ngộ. Tạo Phật tưng bừng vừa mới tái sinh, trên trời sương mù đã tan hẳn, phần thái dương ẩn hiện sau đám mây thưa, chiếu ánh sáng huy hoàng trong khoảng không gian trong tạnh. Lòng người như cảm thấy một điềm lành, một ánh sáng thiêng liêng để phá tan bóng tối của cõi đời. Những cánh hoa sắp héo bỗng chuyển sang màu xanh biếc, nhưng cái ảnh hưởng huyền diệu nhất của ánh sáng này là nó biến đổi lòng người trong nháy mắt. Con người cảm thấy mình tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Kẻ sát nhân bỗng ghê rợn bàn tay đẫm máu của mình, bèn ăn năn hối tiếc. Chị bán hàng đang cân thiếu, bỗng giật mình không dám gian lận nữa. Người đau yếu mỉm cười trên giường bệnh, cách hẳn tiếng rên than và nghe lòng mình ấm dịu, reo nhảy một nguồn vui. Kẻ sắp lìa trần không còn sợ hãi mà được an tĩnh và đầy hy vọng. Người giàu sang vương giả không còn thiết tha cảnh vào ra đài cát, đâm ra chán nản mùi phú quý hồng trần, muốn tìm đường thiên liêng giải thoát để độ rỗi linh hồn. Ngày hôm ấy, khi phận ô vừa gác non đài, bóng hoàng hôn hiện giữa rừng sâu rung động chập chờn trong làn gió lạnh. Rải rác ở cánh đồng cỏ lục, vài ba chú nông phu với cặp bò vàng đi về phía chân đồi xanh biếc. Giữa cảnh rừng hoang tĩnh mịch, thỉnh thoảng những tiếng chim rủ nhau về tổ. Trên núi tuyết, gió lạnh từ xa thổi đến, ngào ngạt hương thơm của trăm thứ hoa rừng, xen lẫn mùi ngọt dịu của trái chín mùi. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già, trầm tư mặt tưởng, chân xếp bằng, tay để trên gối, đầu ngay thẳng. Ngài ngồi tham thiền yên lặng như pho tượng đá. Trong cõi âm u tĩnh mịch, hào quang Đức Phật tỏa sáng, rực rỡ cõi trời và ân huệ của Ngài cũng ban ra khắp chúng. Thỉnh thoảng, vài con sóc vàng nhảy lên vai Ngài. Vài con bạch điểu xinh tươi nghiêng đầu vào cánh tay Ngài như mong chờ mơn trớn. Cái không khí thiêng liêng tràn đầy bác ái khiến cho kẻ nào thiếu đức tin đi ngang qua đó cũng phải cúi đầu quỳ gối kính phục.
như những thú rừng hung dữ kia mà khi đến gần ngài cũng hóa ra hiền lành và kính sợ. Nhưng kìa, con nai cái đang nằm úm con dưới áo ngài lại ngước mõm lên ngửi trên không một cách lạ thường, dường như có linh tính đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Một tiếng động rập rền ở tận phương xa đưa lại, rồi kế tiếp tiếng nện gót giày một cách vội vàng trên mặt đất rêu xanh, làm xào xạc cây cỏ, phá tan sự tĩnh mịch của cảnh rừng im lặng. Đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc xinh sang diễm lệ, đeo ngọc ngà châu báu khắp mình, xăm xăm đi lại chỗ Đức Phật. Trước vẻ uy nghiêm an tịnh và hiền lành của Đức Phật, chàng bỗng khiếp sợ, vội vàng quỳ mọp xuống chân ngài một hồi lâu. Khi đứng dậy, hết sức cung kính, trong khi đó Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng trong cặp mắt ngài cũng nảy ra một tia sáng dịu dàng, chứa chan vẻ từ bi bác ái. Chàng thiếu niên ấy nói, Bạch Đức Thế Tôn, con xin kính lạy ngài. Còn ở tận xứ xa, từ nước Cam Sa Ba trải qua ngàn dặm xuyên sơn mới tới đây, con là Đông Cung Thái tử Đê Dê Ta, đến xin ngài một chút an lành. Đức Thế Tôn ơi, từ khi con nghe đặng thanh danh ngài, con không còn an nghỉ đặng nữa. Cung điện nhà vua, kho vàng lẫm bạc, hoàng thân quốc thích, cho đến mỹ nữ cung phi, nhan sắc tuyệt trần, cũng không làm con phi dạ. Cả bả đỉnh chung mùi phú quý, hết làm cho con say đắm nữa. Con muốn tìm cái gì cao thượng hơn, trường cửu hơn, và thiêng liêng hơn. Lạy Đức Thế Tôn, con xin ngài chỉ giáo cho con và thâu nhận con làm đệ tử. Ơn đức ấy, ngàn năm con nguyện khắc cốt ghi tâm. Đức Phật vẫn điềm nhiên trầm tĩnh, không thốt một lời nào. Ngài nhìn Thái tử một cách dịu dàng, hiền lành và thương xót. Thái tử nói tiếp, Đức Thế Tôn ơi, xin ngài huệ cố chỉ dạy cho con rõ, xin ngài hỷ xả cho con biết con có xứng đáng cái đặc ân này chăng? Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con còn bé, con đã giữ mình tinh khiết, con tập làm lành lánh dữ, thuận với luật trời. Con giữ vẹn càng thường đạo lý, sớm công phu, chiều bái sám, hằng xem kinh sách trong mình. Những hành vi của con như thế, ngài cũng đã rõ lắm rồi. Vậy ngài cho con biết, con có đủ tư cách làm người đệ tử chăng? Đức Phật chỉ đáp vỏn vẹn rằng, không. Thái tử Đê Dê Ta làm thất vọng, buồn rầu bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, vậy con phải làm sao mới đặng? Con cúi xin ngài phán cho con rõ, con nguyện sẽ đem tất cả bình sanh chí lực tuân theo, hầu được ngài hạ cố, thâu con làm đệ tử. Con tự tìm thấy, rồi con sẽ rõ. Ôi, con biết tìm cái gì bây giờ? Hoàng tử nói với giọng đau thương, trung cảm vô ngần, nhưng Đức Phật vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lặng lẽ. Hoàng tử mới tiếp rằng, Bạch Đức Thế Tôn cao cả, vậy thì để con tự tìm lấy, có lẽ ngài muốn thử lòng con. Đức Phật nói, phải. Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ ngài cho phép con trở lại hầu ngài nữa? Bảy trăng sau mùa mưa này. Thái tử Đê Dê Ta lặng lẽ mọp xuống một lần nữa, hồi lâu mới từ từ đứng dậy, chậm rãi ra đi. Đoàn quân hộ tống khuất dạng trong đêm khuya, thanh khí nhẹ nhàng trở lại dần tứ phía. Mảnh trăng rằm treo lơ lửng trên những chóp núi cao đầy tuyết phủ, dòng ánh sáng trăng màu sữa chảy lai láng trên không gian tĩnh mịch, muôn sao nhấp nhánh kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Rừng đêm khuya lặng lẽ như tờ, dưới cội bồ đề Đức Phật cứ mãi tham thiền, đưa tâm linh lên tận cõi niết bàn cực lạc. Con nai cái hiền lành tựa đầu lên gối ngài, lim dim đôi mắt. Bảy trăng vừa qua, ngày kỳ hạn đã đến, cũng dưới cội bồ đề, cũng tại mé rừng hoang ấy, Đức Phật đang đợi chờ. Mặt trời đã dần lặn, ẩn đỏ một vùng phía tây, rồi dần dần biến thành màu xám sậm. Từ phương đông, mây đen kịch nặng trĩu, đủ các hình thù kỳ quái kéo đến. Bỗng chớp nhoáng sấm sét vang động, gió thổi mỗi lúc một mạnh, cành cây oằn oại, lá cuốn bụi bay. Cả thảy đều báo tin trận bão to sắp đến. Thú rừng xôn xao rạo rực tìm nơi ẩn trú, chim từng đàn bay núp dưới cội bồ đề, cứ
kêu líu lo ríu rít ra dáng hải hùng. Một con beo cái chui vào chân Phật, điềm nhiên an tĩnh như không biết cảnh giông tố bên ngoài. Mưa bắt đầu tung xuống, nước chảy ào ào như lở núi, lở non, gió thổi mạnh, kêu vi vút, xô ngã nhiều cây đại thụ, thật là đáng khiếp. Nhưng cảnh bão bùng sấm sét hiểm nguy như thế, không cưỡng chế được lực bên trong. Đúng giờ kỳ hẹn, Thái tử Đê Dê Ta đã quỳ dưới chân Phật, rồi vì rét mướt, vì cảm động, Thái tử lặng lặng dây lâu mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đếm từng ngày để cái buổi hạnh phúc hôm nay. Đối với lòng con mong mỏi, thấy thời gian qua rất chậm và hôm nay. Ôi, giờ phút thiêng liêng đã đến, sung sướng cho con biết dường nào. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con phân lệnh ngài về nước, con ráng dồi mài đạo đức, con giữ mình khiết bạch, chịu khổ hạnh nhiều bề. Ăn không dám no, ngủ không dám ngủ kỹ, để kiềm thân sát thân. Con buộc mình thức khuya dậy sớm, tham thiền, sửa tắm để ăn năn sám hối. Vậy hôm nay, ngài có bằng lòng thâu con làm đệ tử chăng? Đức Phật trả lời: Không. Vừa nghe lời vắn tắt này, Đê Dê Ta rất đổi kinh hoàng, nghẹn ngào rưng rưng giọt lệ, vén áo lên chùi với bao nỗi thất vọng. Hoàng tử lặng lặng một hồi lâu mới lập cập bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, xin ngài mở lòng từ bi bác ái, thương xót con, cho con hiểu làm sao con không được ngài thâu làm đệ tử. Đức Thế Tôn ơi, xin ngài giải rõ cho con nhờ. Trong lúc ấy, con bèo cái ngẩng đầu lên ngó hoàng tử mà hầm hừ. Đức Phật đưa tay vuốt ve nó. Lúc bấy giờ, sấm sét đã dứt, mây tan mưa tạnh, cảnh Phật trở lại êm đềm như cũ, tựa hồ như để lắng nghe lời Phật dạy. Này hoàng tử cao quý ơi, những sự thử lòng mà ta mong chờ ở con chẳng phải thuộc bên ngoài mà chính về cõi tâm tình của con. Vậy ta chẳng biểu con bỏ vợ và cung phi mỹ nữ đâu. Ta chẳng biểu con ly gia đình, cắt ái để hủy bỏ cuộc đời xuân xanh lạc thú của con đâu. Ta nào bắt con chịu khổ hạnh để ép mình trì giới. Không, không đâu, ta không muốn con dứt bỏ những gì bên ngoài trong khi tâm con còn vương vấn những cái không hay. Bởi kiếp xưa con vụng đường tu, gây ra nghiệp chướng nặng nề, kiếp này tự nhiên con phải trả. Nhưng khi con đứng trước sự thử lòng khó khăn kia, thì con không có đủ nghị lực để thắng nó. Con đã sa ngã một cách sỉ nhục, ương hèn mà con không hay. Vậy con hãy trở lại làm người đạo đời suông, chớ những cách hành thiện của con có đủ điều kiện để làm người đệ tử. Nghe dứt mấy lời Phật nói, hoàng tử Đê Dê Ta như sét đánh vào tai, vừa thảm đạm vừa hổ thẹn mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi chỉ cho con rõ con sa ngã ở chỗ nào. Nói ra càng thêm thẹn cho con, nhưng con muốn biết để ăn năn sửa mình. Đức Phật dạy: Được, con hãy lắng tai nghe. Điều thứ nhất, con phẫn nộ khi người ta vu cáo con. Này, hoàng tử cao quý ơi, con hãy nhớ lại, một khi kia, tại triều đình của phụ vương con, có người vu cáo con một chuyện để mưu đồ đoạt ngôi vị của con. Đó là một thử lòng đến cho con, đối phó cách nào cho xứng đáng là người đệ tử Phật. Mà rồi con không bình tĩnh, chờ đợi cái ánh sáng chân lý đến, chứng tỏ kẻ ngây người gian. Hoặc giả, con chịu ô nhục, chuốc lấy sự vu oan một cách nhẫn nại và từ tâm để trả lại cho rồi cái quả báo kiếp xưa mà con đã gây ra. Trái lại, con lại thối thoát, con nhất quyết minh oan cho bằng được và con còn phẫn nộ lôi đình nữa. Đó là sự sa ngã thứ nhất của con. Hoàng tử Đê Dê Ta xanh mặt đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con biết đó là nghiệp chướng tiền kiên thì ắt con đã vui lòng cam chịu sự nhục ấy rồi. Nhưng vì con còn vô minh, phải có bổn phận minh oan, trước cứu danh giá cho mình, sau cho hoàng tộc mình. Này hoàng tử, người thiện nhân ở đời bao giờ cũng có quyền phản kháng và minh oan cho mình khi bị vu cáo. Nhưng kẻ tu hành muốn bước chân vào đường đạo và muốn làm môn đồ nhà Phật thì phải làm thinh, cam chịu nỗi bất công xảy đến riêng mình. Bởi vì kẻ nào sống với tinh thần rồi thì những sự Phật bên ngoài như danh giá, giàu sang, thế lực không còn trọng đãi nữa. Chúng nó chỉ có giá trị tương đối với đời sống tạm mà thôi.
con hãy tin chắc rằng trên đời này chẳng có sự ngẫu nhiên đâu. Ta sướng hay cực, ta được người thương hay bị người ghét, ta giàu sang hay hèn hạ, đều do duyên lành hay quả xấu của ta đã gây ra nghiệp báo. Bởi vì thiên hạ chí công và không bao giờ hữu nhân mà vô quả đặng. Người học đạo nên đợi một cách lãnh đạm cái mão vinh hoa hay ô nhục và luôn luôn bình tĩnh, tâm không xáo động, chẳng khinh bên nào mà chẳng trọng bên nào. Khi con bước chân vào nền vương giả, tâm con cũng phải giữ mực quân bình như con đến chốn lều tranh vách đất. Con chớ vì ngoại cảnh mà khinh hay trọng. Hoàng tử Đê Xê Ta cúi đầu bái phục. Đức Phật dạy tiếp. Điều thứ hai, con sa ngã vì cái ích kỷ. Con ích kỷ trong tình thương. Con rất yêu mến một người bạn tên là Đa Sa, chẳng khác gì con. Tình thương ấy là do nhân duyên kiếp trước mà tạo thành. Rồi có một ngày kia, có một người làm mặt tên là Batika đến tại triều của phụ vương con, cậy Đa Sa làm một việc mà ý con không muốn. Và khi người xin kết nghĩa kim bằng với bạn con lại ghen tức. Đó là cơn giông tố đã xảy ra ở trong lòng con. Đáng lẽ con phải ôm lòng chịu lẻ loi và ráng nhổ tận gốc những cỏ xấu đang xâm chiếm lòng con. Đáng lẽ con phải thương Đa Sa chứ chẳng phải thương để chiếm lấy một mình. Nhưng con lại đâm ra uất ức buồn rầu, con tìm cách ngăn cản, không cho bạn con thân thiện với kẻ khác. Và từ đấy trong lòng con đã nhen nhúm lửa phiền ghen hận. Đó là điều con sa ngã lần thứ hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con không muốn Batika kết bạn với Đa Sa vì con biết y lợi dụng bạn con, y vì tư lợi chứ chẳng phải tình thương. Con thầm nghĩ con có bổn phận bảo hộ bạn con khỏi lâm vào cạm bẫy đó thôi. Đức Phật trả lời, này hoàng tử cao quý ơi, với tay phàm mắt thịt, với thất tình lục dục của con làm sao đoán người trúng đặng, làm sao con dám quả quyết rằng bà tì vì tư lợi. Con phải đề phòng sắc tướng bên ngoài, nó gạt gẫm ngũ quan con, làm cho con đó vô minh, càng thêm vô minh hơn nữa. Vả lại người học đạo nên biết người mà không tìm thấy tật xấu của người, chỉ lưu ý đến tính nết mà thôi. Ví dầu con có đoán trúng đi nữa, thì cái tính tư lợi sẽ không vì thời gian mà để lại tính chân chính hay sao? Hoàng tử ơi, người thiện nhân ngoài xã hội có quyền bảo vệ tình yêu của họ để cho họ thưởng thức đến mãn đời. Chớ người đã xả thân cầu đạo và muốn làm đệ tử Phật, tiên phải dứt bỏ cả mọi điều cho chí tình yêu độc nhất cũng vậy. Và phải nhớ trong lòng mình những rễ nhuộm máu của sự ghen ghét và ích kỷ. Hơn nữa, người ấy phải ôm chân, không than vang phiền muộn, sự phản bội và bất trung của người thân yêu nhất đời. Con ơi, chẳng phải người học đạo nên đặt chữ thương như nhiều người lầm tưởng, mà trái lại nên rộng lòng bác ái, yêu thương một cách vị tha, không mảy gì ích kỷ. Tình thương chân chính là nấc thang đưa con đến đài minh triết muôn đời. Hỡi hoàng tử, những của tiền phụ vương con, những sự vui sướng về nhục dục không làm cho con ưa thích nữa, vì lẽ con đã hưởng rồi, con đâm ra chán ngán, chứ chẳng phải công trạng gì mà con kể. Hoặc giả, con muốn dứt bỏ cảnh phú quý để tôn mình hơn người chứ có giá trị gì. Còn trước các công đức vĩ đại này mà duyên may đã đưa đến cho con lại thiếu can đảm, thiếu nghị lực để khoác lên chiếc áo hy sinh thật sự, một mảnh chiến bào bác ái, cứ cho ra mãi, không trông mong hồi đáp. Hoàng tử Đê Xê Ta bèn bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi, giảng thêm cho con nghe nữa. Xin Ngài hãy làm cho con thêm thẹn nhục để con được thức tỉnh mà ăn năn những sự lầm lạc. Chiếc màn vô minh tợ đám mây đang phủ kín phần hồn con, làm cho con ở trong cảnh đêm tối hơn giữa đêm khuya. Đức Phật dạy tiếp, hỡi hoàng tử cao quý, điều con sa ngã thứ ba là vì con thiếu lòng nhân ái. Nang Đà là một vị thứ phi của con đã làm nên tội trạng. Vì tính lăng loàn, con không cảm xót sự ngây thơ khờ dại của nàng. Con đành nhẫn tâm mạt sát, rồi xô đuổi ra khỏi hoàng cung, vô cùng tủi nhục.
Nàng van lên khóc lóc, lạy Lục xin tha thứ, nhưng con cũng đành nhắm mắt, trừng trị thẳng tay. Tại sao không mở rộng chút lòng nhân để khoan dung tội lỗi? Biết đâu chừng trước sự cao thượng của con, trước dạ từ bi bác ái của con sẽ cảm hóa đặng nàng và sẽ đem nàng lại con đường ngay chánh. Thái tử bạch trần: Bạch Đức Thế Tôn, con biết làm cách nào hơn bây giờ? Nàng Năng Đà đã dơ danh xú tiết, nếu con còn giữ nàng lại ngôi vị xưa thì tự nhiên con bôi lọ danh giá của hoàng gia và của con nữa. Nếu con cứ điềm nhiên trước sự lố lăng ấy, có phải con làm bại hoại luân thường đạo lý của xứ con chăng? Đức Phật nói: Hỡi hoàng tử Đê Xê Ta, ta phải cần lặp lại với con nữa sao? Người thiện nhân ở đời có thể nghĩ đến quyền lợi mình và tự do thưởng phạt cùng phán đoán theo lý trí mình. Nhưng người đã bước chân vào đạo rồi thì không được xét xử ai, phải tìm hiểu để mà tha thứ, chứ chẳng phải để kết án. Con cứ tưởng con là riêng biệt với kẻ điên cuồng tội lỗi. Họ chính là con đó, mặc dù còn ở hạng thấp kém hơn con. Nhưng nếu con nghĩ rằng con không liên đới một người hoặc một vật khác, tức là con đã tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc con với vật đó hoặc người đó cho tới chừng mà con cảm thấy sự duy nhất của vạn vật mới thôi. Con nên nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của thế gian là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con vốn là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con vốn dệt chặt với nghiệp chung thân của nhân loại, và trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như mọi chỗ sạch. Cái áo dơ mà bây giờ con gớm có thể là cái áo của con hôm qua hoặc ngày mai. Và nếu con tỏ vẻ nhờm gớm thì khi đặt lên vai con, nó sẽ siết chặt lấy con hơn nữa. Vậy người đạo đức thật sự bao giờ cũng để ý tìm những lý do để châm chế và tha thứ hơn là để vạch lỗi người. Cái tâm họ chứa chan nguồn bác ái, từ bi đối với nhân loại nhiều hơn là những hạt cát trên đồng sa mạc. Sự thanh bạch là gì? Chẳng qua là một cái đức đó thôi. Người tu hành không nên lấy sự thanh bạch làm nền đạo riêng của mình. Lắm khi sự thanh bạch trở ngại bước đường tinh thần của mình. Nếu nó không đi đôi với tình bác ái từ bi, và nó sẽ dẫn ta đến chỗ kiêu căng và tự phụ, đến chỗ lãnh đạm trước sự đau khổ của người đời. Như thế, sự thanh bạch chỉ là một cái bóng không hồn đó thôi. Này hoàng tử Đê Xê Ta ơi, trong khi nhàn hạ, con có bao giờ nhìn lên chóp núi Hy Mã Lạp Sơn lúc mặt trời sắp lặn chăng? Con có thấy đỉnh núi đầy tuyết phủ sừng sững giữa bầu trời xanh biếc chăng? Núi thật oai nghiêm hùng vĩ, nhưng bốn mùa lạnh như đồng. Ôi, cái cảnh ấy quá tiêu sơ, lạnh lùng ảm đạm, không ngày nào khi có ánh sáng chiều ấm áp vừa dịu dàng, chiếu ngày nào thì cái cảnh buồn tên, não nụ kia lại bỗng hóa ra linh động, rực rỡ và đẹp đẽ phi phàm. Tạo vật trở nên mỹ tú kỳ quan, làm cho tăng ngoạn mục và phơi phới tấm lòng. Sự thanh bạch mà thiếu lòng nhân ái thì có khác gì chót núi đầy tuyết phủ, lạnh lùng lãnh đạm, trông tẻ ngắt như xác không hồn. Còn sự thanh bạch mà đi đôi với lòng nhân ái thì có khác gì suối thần, hãy chạy tới đâu là vạn vật hấn hở, vui mừng tới đó. Thái tử Đê Xê Ta đem hết tinh thần nghe Phật giảng không sót một lời nào, trong lòng rất hổ thẹn ăn năn, cứ quỳ gối mà bạch rằng: Lạy Đức Chí Tôn, con xin Ngài cho con cái đặc ân gặp Ngài một lần nữa để con ráng sửa mình cho hợp với lý đạo. Bây giờ con đã biết cách làm thế nào cho Ngài vui lòng rồi. Đức Phật từ bi dịu dàng đáp: Ta bằng lòng. Đoạn Ngài nhìn Thái tử Đê Xê Ta với nụ cười tươi dịu chứa chan tình thương. Cặp mắt hiền lành của Ngài bỗng chói lên như ngôi tinh đẩu lóng lánh rạng ngời sáng khắp cả rừng, làm cỏ hoa hớn hở, chim chóc líu lo giữa đêm khuya như buổi bình minh vậy. Trời đất tối đen như mực, xa xa đoàn quân hộ giá đốt đuốc dẫn đường, theo sau là hoàng tử Đê Xê Ta, lê chân chậm rãi, trong trí còn văng vẳng lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật từ bi. Ra khỏi rừng thì trời đã sáng, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên đường trở về nước Kamsapa.
Làn sương mờ đục đêm hôm đã tan dần trong không khí nhẹ. Nơi phương đông, một dải mây hồng nhạt nằm ngang chân trời xanh, phút chốc lại lan rộng và đổi màu đỏ ra da cam, rồi bỗng vụt biến sau những tia sáng rực rỡ thành hình rẽ quạt. Phần ô đã mọc, cảnh vật trở nên trong sáng tưng bừng với những màu tươi thắm, phang động những tiếng chim nuông đón chào buổi bình minh ngoạn mục. Lúc bấy giờ, trong chốn rừng xanh tĩnh mịch dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi yên như pho tượng. Khi hoàng tử Desetta hồi trào gặp lúc vua cha lâm bệnh nặng, ngài lên cầm quyền thống trị, lấy sự công bằng và nhân ái làm căn bản. Trước nhất, ngài ban tước lộc cho Dasa và Batika. Ngài truyền cất cho hai người hai cái cung điện đẹp đẽ khích nhau cho đôi bạn được ở gần. Ngài lại cho người tìm vị thứ phi Nam Đà rước về hoàng cung ở với ngài. Khi tất cả triều đình và các vị cựu thần hay tin thái tử Desetta phục chức nàng Nam Đà thì như bị sét đánh ngang tai, họ hết sức kinh ngạc. Họ mới suy tiếu dèm pha và khiển trách ngài thậm tệ. Thái tử Desetta còn giảm thuế cho dân và thả tội nhân. Ngài bãi bỏ những sự mê tín dị đoan. Tuy những sự cải cách sửa sang việc nước được công bình nhân ái, nhưng vì quá đột ngột nên hoàng tử không tránh khỏi lời dèm xỉm của triều đình và dân chúng. Họ nói ngài quá lạm quyền, bỏ chế độ quốc gia, phá hoại phong tục nước nhà, khuyến khích sự loạn luân. Hoàng tử giả mắt ngơ, tai điếc, trầm tĩnh và yên lặng trước sự sỉ tiếu cũng như trước sự khen ngợi. Ngài thấy mình đang trải qua sự thử lòng để tiến tới, bằng phải động lại thì sẽ thất bại như mấy lần kia. Ngài nhớ rằng, nếu muốn đến chỗ toàn thắng lợi, trước nhất phải chịu lao khổ. Mỗi mũi gai đâm vào chân làm rớm máu là mỗi lần bước kề ngôi thiêng liêng. Người muốn đi xa trên con đường đạo thì phải làm chủ lòng mình và phải tìm trong thâm tâm cái gốc rễ của sự quấy, đặng diệt tận gốc nó đi. Sự quấy cũng sống và đâm chồi mọc rễ trong tâm của các bậc thượng nhân. Nếu ta không cương quyết thì làm sao thắng nó đặng? Nó là một thứ cây sống và cứ lớn mà kiếp này sang kiếp khác, và nó chỉ đơm bông khi nào con người đã thu thập nhiều sự kinh nghiệm của muôn kiếp luân hồi. Vả lại, trong kinh cổ điển đã có nói như vậy. Gốc rễ của tật xấu mọc tận thâm tâm con người, nếu ta nhổ nó đi thì tâm ta phải rớm máu và đời sống của ta dường như tan rã. Nhưng đó là một cuộc thử lòng ta phải trải qua. Nó có thể xảy ra ở nấc đầu hay cuối thang minh triết để đưa ta đến con đường sống thật. Ta phải tập trung tất cả lực lượng của tâm hồn vào đó mới đặng. Trong khi thái tử Desetta thấy đặng cái chân lý vĩ đại này, thì có một phái bí mật lập ra để đánh đổ ngài do em ruột ngài chủ mưu. Họ hợp nhau để tìm mưu thần trước quỷ, lật ngài, đặng đem em ngài lên thay thế. Họ phủ dụ quần chúng. Hoàng tử Desetta độc tài, nhưng sự cải cách của ngài sẽ làm cho nước Kamsapa bắt phải vòng nước lửa bên đao và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Họ lại còn phao rằng, thái tử mê tín dị đoan nghe lời một vị ác tăng khét tiếng tại thành phố Kamsapa làm cho nước nhà rối loạn và đã bãi bỏ nhiều quốc luận lưu truyền từ cổ chí kim, cốt ý để lập ra một cái tôn giáo phù thủy. Người ta cứ tuyên truyền như thế để gây ác cảm trong lòng dân chúng. Rồi một ngày kia, hoàng tử Desetta nghe kẻ tâm phúc mách rằng có một nhóm người định thích khách ngài. Cái tin sét đánh ấy không làm cho ngài lo sợ và xao xuyến, vẫn an tĩnh như thường, trong lòng cứ tưởng niệm đến đấng từ bi. Nhưng tốt quân hầu trung tính của ngài sốt sắng hộ giá cho ngài ngày đêm không ngớt. Một ngày kia, hoàng tử Desetta vừa bước chân ra khỏi hoàng cung thì có người cầm dao nhảy tới toàn thích khách ngài. Người ấy là Alaya, thuộc dòng Satrias. Ngài hô lên, thị thần nhào tới bắt trói đặng thủ phạm. Hoàng tử Desetta mới bảo dẫn tên sát nhân đến trước mặt ngài. Hoàng tử bình tĩnh hỏi rằng, này Alaya, tại sao nhà ngươi muốn giết ta? Bởi vì tôi thấy ngài là một mối hại cho đất nước. Ngài phá hoại luân thường đạo lý, ngài muốn hủy bỏ phong tục thiêng liêng của nước nhà và đem lại cho chúng tôi một cải cách nguy hiểm, có thể đưa xứ sở đến chỗ diệt vong.
Tôi phải giết ngài để trừ hậu họa mai sau. Hoàng tử Dejeta nhìn cái sát nhân với cặp mắt chứa chan tình thương xét nghĩ. Alada phạm tội chỉ vì mê tín mà thôi. Đoạn ngài dây qua đám quân hộ giá mà nói rằng: À các khanh có nhận thấy kẻ sát nhân này còn chút điểm lương tâm không? Vậy các khanh hãy mở trói thả nó ra. Các quan chinh hửng nhưng không dám cãi lệnh. Rồi thái tử nói tiếp với một giọng oai nghiêm như vậy: Bây giờ đây các khanh hãy lui ra để một mình ta với người này nói chuyện mà thôi. Trước sự cương quyết ấy, đoàn hộ giá rất kinh ngạc nhưng bất đắc dĩ phải ríu ríu lui ra, không dám ngó ngoái lại. Cả thảy đều phập phồng lo sợ cho tính mạng của hoàng tử không cùng. Alada ngạc nhiên và không hoảng sợ nữa, y khoanh tay ưỡn ngực nhìn vào mặt thái tử như muốn khiêu khích. Không để ý đến cử chỉ khinh thị ấy, Dizeta bước lại gần nhẹ nhàng để tay lên vai y, lặng lặng nhìn y trân trối. Trong mắt ngài chứa biết bao là từ bi bác ái và sẵn sàng tha thứ các tội lỗi. Ngài càng nhìn càng thầm nghĩ, người đời cũng vì sự tự kỷ mà gây ra lắm điều tội lỗi. Bậc chân tu hay để mắt tìm cái nguyên nhân của sự tội lỗi để tha thứ, chứ không chịu tìm tội lỗi để mà trách phạt. Mọi việc xảy ra trước ta chẳng hung dữ, muốn tận sát người. Trời đất chí ư công bình, lưới trời tuy thưa mà mũi kim dễ lọt được nào. Tội nghiệp thay cho kẻ tàn ác vì vô minh mà kiếp sau phải chịu muôn vàng đau đớn. Rồi một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn của thái tử và lan cùng vạn vật một sự ước muốn được cứu độ chúng sanh, đến nỗi tâm tư ngài đã thoát ra ngoài bản thể. Thình lình thái tử Dejeta tiếp xúc được một cảm giác mới lạ và phi thường, dường như Đức Phật mà ngài đã tôn sùng là đấng tôn sư trong âm thầm đã ban ân bố hóa. Ngài được minh tâm kiến tánh, biết rõ điều quá khứ vị lai. Nhãn quang bật tỏ chốc thời, ngài thấy được kiếp trước của Alada vốn là một tướng sĩ hung tàn bạo ngược, tạo ra biết bao nghiệp quả nặng nề. Rồi ngày nay cũng vì sự vô minh mà nó phải lầm lạc như thế này. Nếu ta lấy oán mà báo oán thì biết bao giờ oán nọ mới tiêu, ta phải lấy ân mà đáp oán thì oán mới dứt. Ôi tội nghiệp thay cho Alada. Chớp mắt, hoàng tử Dejeta không còn thấy Alada nữa. Ngài thấy hiện ra chỗ Alada đứng một cõi hồng trần với vô số sanh linh đang mê man lăn lóc trong cảnh lầm than đau khổ. Chúng sanh vì vô minh mà mắc vào bánh xe luân hồi, mãi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chịu biết bao nhiêu lần khổ não đau đớn. Khi vào cát ra đài, lúc lên xe xuống ngựa, khi làm kẻ cùng đinh tàn tật mà mỗi kiếp luân hồi đều đem lại sự đau khổ. Nhưng con người luôn luôn muốn đầu thai, chịu sự đau đớn, mà sự đau khổ là cái kết quả của sự ham muốn vậy. Thằng ôi, đời là bể loạn, nghĩ đến thân phù thế mà đâu có khác gì bọt trong bể khổ. Tội nghiệp thay cho nhân loại đang oằn oại dưới màn vô minh, mãi đắm chìm theo mùi trụy lạc, chứ nào dè phú quý tợ môn tiền tuyết, công danh như thảo thượng sương. Hỡi thế giới đau khổ, hỡi nhân loại đang giãy giụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy và đã nghe hơi thở hấp hối của trần gian. Ôi đời vẫn là thế, sao chính ta đây cũng đã say đắm với những khoái lạc huyền hoặc của cuộc đời. Người hiểu rõ cơ trời thì cho cõi trần chẳng khác giấc mộng huỳnh lương, nên không tranh giành cấu xé vì bả vinh quang phú quý. Phải chi mọi người đều biết thương yêu lẫn nhau như tình huynh đệ thì đâu có sự thống khổ này. Nếu biết chắc chúng sanh vốn một gốc mà ra và huynh đệ với nhau thì đâu có cảnh nội gia xáo thịt. Suy nghĩ đến đây, thái tử Dejeta cảm thấy trong lòng tràn ngập một mối yêu thương tha thiết. Ngài muốn giang tay siết chặt loài người vào lòng đang thổn thức của ngài, mong đem tánh mạng và tinh thần với một tình thương vô tận mà ấp ủ vuốt ve những kẻ tội lỗi rầu đau. Ngài muốn hy sinh cái gì cao quý của lòng mình để đưa người trần tục lên một nấc thang tiến hóa. Đến đây, thái tử Dejeta bỗng trở lại thực tế, dường như sực tỉnh sau một giấc mộng phi thường,
rồi nhìn lại thấy Alaya gục đầu kinh khủng. Ngài bèn nói với một cách tha thiết rằng: "Anh ơi, tôi không biết gì hơn là anh và tôi vốn thật là anh em với nhau, cùng chung một đấng cha lành. Tôi thương anh lắm, vậy anh hãy ngã vào lòng tôi, cũng như muốn chia sự vinh quang của tôi, cũng như tôi muốn chia điều đê nhục của anh." Từ đằng xa, quân hầu đợi đã lâu, anh thấy dương rọi xuống rừng sâu, vạn vật tưng bừng, cây cỏ tươi xanh, muôn hoa đua nở, hương sắc thanh kỳ, phô vẻ ngàn hồng muôn tía như mỉm cười duyên dáng trước ngọn gió mai. Xa xa, mấy cúc thùy dương dịu dàng nghiêng mình soi bóng bên dòng suối nhỏ trong veo. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật đang ngồi kiết già thiền định. Ngài đang đợi Thái tử từ đêm hôm, bởi vì Ngài đinh ninh Thái tử không bao giờ thất hẹn. Cảnh Phật lúc bấy giờ như đang đón một niềm hạnh phúc thiêng liêng gì. Đóa hoa hàm tiếu trong kẹt đá bỗng ngẩng lên và khoe nhụy. Những con sóc vàng mắt sáng đang uốn mình dưới ánh thái dương bỗng nhảy nhót lên như mừng rỡ, đợi chờ. Gió hôm nay lại rào rạc, ngạt ngào thổi hương rừng từ cõi xa xăm đưa lại. Trên cành hoa sứ trắng tinh, bầy chim non ríu rít mà Đức Phật thường nói là bầy con dại đang uốn lưỡi tung ra tràn nhạc thiêng liêng nghe thánh thót. Xa trong, những giọt sương nặng trĩu trên cành tơi liễu buông mình xanh mướt lóng lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng như những hạt kim cương vô giá. Bởi vì trong cảnh tĩnh mịch của núi rừng, sự hoang khởi của tạo vật tức là hoang khởi của tinh sương trong sạch. Bỗng đâu có tiếng động từ xa đưa lại, và Đức Thế Tôn bèn mỉm cười mở mắt. Thái tử Dejeta đã đứng trước mặt Ngài. Không một tên quân hầu, không ăn mặc xương xê, chỉ khoác trên mình một manh áo vàng của người hành khất với dáng điệu mệt nhọc vì đã trải qua bao dặm xuyên sơn. Thái tử bèn quỳ mọp xuống chân Đức Từ Bi, vô cùng cảm động, chẳng thốt một lời nào. Đức Thế Tôn xòe bàn tay mặt đưa lên khỏi đầu Thái tử để ban ân huệ, rồi nói với một giọng hết sức dịu dàng: "Đệ tử Dejeta con ơi, ta vui mừng và hoan nghênh con vậy." Rồi từ đấy, trên con đường giải thoát rộng lớn thanh thang của Đức Từ Bi, bên cạnh Ngài, hình bóng Dejeta sớm hôm luyện đạo để một ngày kia thay mặt cho tôn sư mà phổ độ thế gian. Kẻ tỉnh, người điên. Chắc chết quá, đầu giả xuống đường mà, máu nhiều quá. Nhìn cũng sang, cũng đẹp, mà đi đội nón bảo hiểm dởm, đáng đời ngu. Thôi đi mấy má, nhiều chuyện vừa vừa mấy má, gọi xe cấp cứu giùm người ta đi mấy má. Má dở má gọi đi má, hư, cái đồ bê đê. Ngu sao mà gọi má, gọi công an tới khai báo tùm lum, đưa vô bệnh viện, lại giữ lại như là tội phạm, rồi suốt ngày bị gọi lên điều tra, nếu cô ta chết đó má. Lời qua tiếng lại, xì xào, khoảng 30 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại. Vài người đàn ông xúm vào khi... Giết heo và quả báo rợn người. Cô Hồ Thị Quý sống cùng gia đình ở một vùng quê yên ắng tỉnh Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng. Cuộc sống khá khổ cực. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với một người cùng quê là anh Trần Văn Thuận. Hai người sống với nhau có hai con gái và một trai. Cô mưu sinh bằng nghề mua bán heo. Mua bán heo vài năm kiếm được nhiều tiền khấm khá, nên hai vợ chồng cô kiêm luôn vừa mua heo vừa mổ thịt và bán tại chợ. Mọi thứ đều suôn sẻ nên hai người mở luôn một lò sát sinh, một phần giết mổ lấy thịt giao sỉ, một phần đem đến sạp tại chợ bán lẻ. Cuộc sống cứ như vậy được vài năm. Nghiệp báo đầu tiên xuất hiện, đó là lúc cô đang mang thai đứa bé gái, cổ cô nổi một cục bướu, gia đình đưa cô lên Sài Gòn để mổ. May cho cô là bướu lành tính, bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì về quả báo. Sau đó về lại Trà Vinh, cô vẫn tiếp tục làm heo và bán, vẫn không hề giảm giết chóc. Cô lại có thai đứa bé trai và sinh khó phải mổ, sức khỏe càng lúc càng yếu. 3 tháng sau đó, tự nhiên máu trong người cô đổ ra rất nhiều như bị băng huyết. Cô ngất xỉu nên người nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, tưởng chừng như không thể qua khỏi. Bác sĩ đã truyền máu và mổ cho cô lấy một khối u khác nữa, đem ra ngoài và mai vết thương lại.
trong khi con trai cô bệnh liên tục, một tháng bị động kinh 3-4 lần, sức khỏe không tốt. Kể từ thời gian này trở đi, gia đình cô luôn xảy ra chuyện, vợ chồng bất hòa, con cái bệnh hoạn. Chồng cô có tiền sinh ra ăn chơi, nhậu nhẹt, có nhiều đêm không về nhà nên gánh nặng công việc và gia đình đổ dồn vào cô. Càng ngày tinh thần và thể xác cô càng lúc càng sa sút. Nhân duyên đầu tiên giúp cô biết về Phật Pháp là vào năm 2004, cô đến chùa gần nhà thỉnh sư cô về tụng kinh, tấn liệm cho tang lễ của mẹ cô. Sư cô thấy gia đình giết mổ heo như vậy mới hướng dẫn cho cô về việc không nên sát sanh hại vật trong tang lễ. Cô nghe qua mà hết hồn vì cô sát hại tới 5 con heo để những người đến phụ đám được ăn và cũng thể hiện sự có hiếu lần cuối với mẹ. Không ngờ lại là bất hiếu chứ không phải có hiếu. Sư cô giải thích với cô rằng nếu giết mổ như vậy, người mất rất đau khổ, sẽ bị đầu thai làm kiếp súc sinh để trả nợ. Người sống cũng bị quả báo rất nặng. Cô sợ hãi nên nhờ sư cô tổ chức cúng trai tăng hồi hướng cho mẹ. Sau đó trong 49 ngày, thường xuyên đến chùa để tụng niệm và nghe Phật Pháp. Cô quy y Tam Bảo, pháp danh Diệu Minh. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được nghề. Lúc này là chồng cô hoàn toàn giao phó việc mổ giết heo, bán heo cho cô quản lý. Đầu năm 2005, cô nằm mộng, một giấc mộng rất kỳ lạ. Cô thấy mấy người làm đem con heo lên bàn thọc huyết rồi quăng xuống. Nhìn kỹ thì hóa ra là con trai cô. Khi cô giật mình dậy hết sức lo sợ, nhưng vẫn không nghĩ rằng điềm chiêm bao sẽ có ý nghĩa gì đối với nghiệp báo. Một thời gian sau nữa, thấy trong người khó chịu, cô đi khám và phát hiện bị u nang, là u ác tính, phải mổ và vô thuốc xạ trị, người ốm tóc không mọc nổi. Do sức khỏe cô kém quá, lại thiếu máu trầm trọng nên bác sĩ cho cô tạm về nhà nghỉ dưỡng một tuần rồi vào điều trị tiếp. Cô cứ hết bị mổ, thiếu máu rồi tiếp tục bệnh, khối u lại mổ. Cho nên hãy nghe đến từ mổ là cô sợ khiếp vía. Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng thì cô nằm mộng. Trong giấc mộng cô thấy con heo to trong vườn nhà đang nuôi. Kể từ sau đám tang mẹ thì nhà cô lúc đó chỉ còn nuôi duy nhất mình con heo này. Nó nói với cô rằng: "Con ơi, lại tấn mụn cho mẹ đi con, mũi cắn mẹ dữ lắm." Cô nghe rõ ràng tiếng của mẹ cô thì mới đến gần con heo. Heo lại nói tiếp: "Tấn mụn cho mẹ đi con, bữa giờ không có mụn, mũi cắn mẹ quá con à, mẹ đã thành heo rồi." Cô sợ hãi giật mình tỉnh giấc, lúc đó là 12 giờ đêm. Sáng hôm sau, cô nói chồng cô chở cô lên vườn mà nuôi con heo. Cô vừa lên thấy con heo to đã đẻ 6 con. Con heo nằm y hệt như lúc cô nằm mộng. Cô đến vuốt ve heo niệm Phật mà rơi nước mắt. Chợt nghĩ đến đám tang, sư cô có nói giết heo cúng tế thế này, người chết phải đầu thai làm heo để trả nợ. Cô hết sức đau lòng. Mấy hôm sau, trong lúc cô ngồi niệm Phật thì nghe con gái báo rằng con heo đã bỏ ăn và chết. Cô buồn bã, lo lắng, khủng hoảng. Và chính yếu tố này đã giúp cô quyết định bỏ hẳn nghề làm heo. Sau đó cô lên Sài Gòn điều trị tiếp. Sự đau đớn do bệnh tật hành hạ cô. Có một bữa, thay vì nằm trong phòng lưu bệnh, thì cô xách giỏ đi lang thang tìm một ngôi chùa. Tự dưng có một cái gì đó vô hình đưa đẩy cô bước vào một ngôi chùa ở quận 10, xin vào lại Phật. Cô vào gặp ngay thầy trụ trì, không biết duyên cớ sao, cô kể hết cuộc đời mình cho thầy nghe. Thầy bảo: "Con có thấy gieo nhân nào gặt quả nấy không con? Chỉ đến khi bị ung thư đau đớn, mổ xẻ liên tục, rên la mới biết nỗi khổ đau của chúng sanh hằng ngày bị con hành hạ giết chóc. Nghiệp báo đến không thể trách ai, tự mình làm, tự mình chịu, làm khổ lây đến con cái, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Khi con giết con vật, nó đau đớn cùng cực. Con sợ chết, nó cũng sợ chết vậy. Nó oán hận tràn ngập và thần thức của nó cứ lảng vảng xung quanh con chờ báo oán. Chỉ có tu hành niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, hồi hướng cho các chúng sanh đó thì mai ra có chút lợi ích." Nghe thầy giảng chi tiết, cô bắt đầu hiểu rõ lý do vì sao mình bệnh ung thư, vì sao con cái mình thường ốm đau bệnh tật, gia đình không hạnh phúc.
cô bắt đầu chấp nhận quả báo và không rên la nữa như những bạn bệnh cùng phòng, mà lo chăm chỉ niệm Phật. Khoảng thời gian vô thuốc, người nóng nảy bứt rứt rất đau đớn khổ sở, nhưng hiểu rồi nên cô nghe lời thầy dạy, cố niệm Phật nhiều hơn. Sau đó bác sĩ lại cho cô về nhà dưỡng tiếp. Lần này cô thường qua ngôi chùa cô quy y lúc mẹ cô mất để tụng kinh. Duyên đưa đến, cô gặp quyển kinh Nhân Quả Ba Đời. Tự dưng đọc đến trang 26, thấy có kể những con heo nó kể cho một vị tăng nghe, người ta giết nó làm thịt, đâm trói, làm nó đau đớn, uất hận, rên la, van xin như thế nào. Cô khóc và mang về cho cả gia đình xem. Trước khi lên bàn mổ lần thứ 5, cô khấn Quan Âm Bồ Tát giúp cô có cơ hội quay trở về lại là một con người tốt, không sát sanh hại vật, lo tinh tấn tu hành, lấy công đức để hồi hướng cho những chúng sanh từng bị cô giết hại. Sau khi vô đủ toa thuốc lần thứ 8, về nhà, từ đó trở đi, cô quyết định ăn chay trường, từ bỏ việc giết chóc chúng sanh, tinh tấn tu hành niệm Phật. Từ khi bỏ hẳn nghề làm heo và lo tinh tấn tu hành, tâm cô không còn lo sợ, không gặp ác mộng. Chồng cô hồi trước ngang tàn thì bây giờ lại chuyển đổi đi chùa tụng kinh niệm Phật, giúp đỡ người khác. Đầu năm 2007, trên mũi cô nổi một cái mụn đau nhức và to dần. Cô lên bệnh viện Hòa Hảo xét nghiệm thì được bảo là nang. Bác sĩ cho uống thuốc 15 ngày, lên mổ lấy nang ra. Cô nghe nói nang là thấy mệt rồi, nhưng đã tu hành hiểu quả báo nên chấp nhận mà về nhà niệm Phật. Mỗi lần niệm, cô đều lấy tay vuốt vuốt cái nang đó. Cô xem quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng. Chưa đầy 15 ngày sau, có một buổi sáng, 4 giờ, cô dậy công phu niệm Phật thì không còn nhìn thấy cái nang trên mũi nữa. Sự nhiệm màu Phật Pháp này đã làm chuyển hóa cả gia đình cô. Cả nhà giờ đều quy y Tam Bảo, tu hành niệm Phật, thân tâm bình an, cuộc sống ổn định. Cô có đôi lời nhắn gửi đến những người đang làm những nghề nghiệp sát sinh hại vật. Xin chân thành sám hối những tội lỗi đã gây ra cho nhiều chúng sanh. Xin mọi người hãy chuyển nghề khác, đừng làm những nghề giết hại chúng sanh. Không chỉ có hại cho bản thân mình, mà còn cho những người thân bên cạnh mình nữa. Nhân quả không sai đâu các vị à. Giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý bao giờ cũng là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến ước mơ kia thành hiện thực. Có nhiều người sinh ra trong gia đình được xem là giàu có, nhưng họ có thật sự là người giàu không? Đó lại là chuyện khác. Trước hết, nói về phương diện vật chất như tiền của, các phương tiện trong đời sống, cách ăn, mặc, ở, cách sử dụng tiền bạc phục vụ cho nhu cầu cuộc sống v.v. thì nhiều người trông có vẻ rất giàu có. Họ ở nhà cao cửa rộng, có ô tô lẫn xe máy sang trọng, có tài khoản lớn trong ngân hàng, có mức thu nhập cao, nhưng họ luôn than vãn với bạn bè về cuộc sống của họ. Không phải ai than vãn với người khác cũng vì sợ người khác nhờ vả. Có người than vãn vì họ cảm thấy khổ thật sự. Họ bị căng thẳng, mệt mỏi vì công việc do phải bù đầu từ sáng đến tối, đôi khi còn mang về nhà làm vì thời gian ở công ty không đủ. Những người phụ nữ còn vất vả hơn vì những công việc sau giờ làm ở công sở như nấu ăn, đưa đón con đi học, giặt giũ, chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái v.v. Đó là chưa kể thời gian họ bỏ ra để chăm sóc bản thân, làm đẹp, quan tâm đến cách ăn mặc, chân diện. Họ phải bận tâm nhiều việc hơn đàn ông, có khi rơi vào tình trạng stress, trầm cảm. Đó là chưa kể những người có quá nhiều ước mơ, có quá nhiều khát vọng làm giàu, đã giàu lại muốn giàu hơn, muốn bằng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, bà con dòng họ về nhiều phương diện, thậm chí muốn hơn chứ không muốn ở mức bằng. Muốn có địa vị cao trong xã hội, muốn được trọng vọng, muốn nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ. Muốn vừa giàu lại vừa sang, vừa phú lại vừa quý, vừa xinh đẹp lại trẻ trung, v.v. Có muôn nghìn mong muốn, ước vọng tạo áp lực rất lớn cho nhiều người, nhưng không phải mong muốn ước vọng nào cũng thích đáng. Có khi người ta còn truyền cái khát vọng của mình cho con cái,
bắt nó phải gánh lấy cái hoài bão của mình, xem đó là trách nhiệm của nó. Chẳng hạn như mình buộc con mình phải học ngành này, nghề nọ dù nó không thích, không đủ khả năng. Muốn con mình phải học ở trường danh tiếng, học ở lớp chọn, lớp chuyên, phải có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có bằng cấp quốc tế, dù năng lực của nó chẳng tới đâu. Xét kỹ thì các bậc cha mẹ này vì mong muốn của mình nhiều hơn vì tương lai con cái. Nhưng đôi khi mình tự gạt mình, ngụy biện cho tâm ý của mình, cho rằng mình vì thương con cái nên mới làm như vậy. Có người mong muốn tương lai con cái mình làm ông này bà nọ, có địa vị cao trong xã hội, giàu có và danh tiếng để mình hãnh diện với đời. Có người nghĩ rằng mình giàu có, danh vọng thì con cái cũng phải thế để thiên hạ không chê cười. Có người muốn con cái phải được như thế này, được như thế khác để so sánh, tranh đua với bà con dòng họ, với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Có rất nhiều lý do mà người ta tự tạo áp lực cho mình và cho những người thân. Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho người ta căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống quá bận rộn sẽ khiến cho người ta mất niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc. Sống đời sống dư dả, thừa thải khiến cho người ta chán chường, không thấy được những giá trị mà người khác ước mơ, khao khát, không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có. Chính vì thế mà không ít người vẫn than thở dù đang sống một cuộc sống giàu sang. Nhiều người sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn có nhiều tham muốn, khát vọng, họ không thỏa mãn với những gì đang có, cứ muốn đủ thứ, cứ so sánh mình với người nọ, người kia. Những người này bao giờ cũng khổ, tuy họ giàu nhưng lại nghèo vì luôn thấy thiếu. Cũng như lời Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo, người biết đủ, tri túc, dù nằm trên đất cũng thấy an vui, người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Cứ mãi chạy đuổi theo tham muốn khát vọng không ngừng, không biết mãn nguyện thì rất mệt mỏi. Mãn nguyện là hạnh phúc, chân lý này rất đơn giản, nhưng ít ai nhận ra và cũng ít người hiểu được. Tài sản, của cải, địa vị, danh vọng chẳng phải là phương tiện để có được sự hài lòng, mãn nguyện sao? Nhưng khi có nó rồi, chúng ta lại không mãn nguyện mà lại tiếp tục chạy theo những tham muốn, khát vọng không cùng tận của mình. Vì thế mà chúng ta luôn thiếu, luôn nghèo, cứ kiếm tìm và kiếm tìm mãi. Nếu chúng ta biết mãn nguyện thì không nhất thiết phải có nhiều tiền của, nhiều phương tiện vật chất, không nhất thiết phải có địa vị, danh tiếng. Những người quá lệ thuộc vào địa vị, danh tiếng hay tiền của sẽ khó sống nổi một khi những thứ đó không còn. Mà chuyện đời khó đoán lắm, có ai dám chắc những thứ đó sẽ ở mãi bên ta? Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác có nói: chỉ có tiếng thơm đời để mãi, giàu sang giả dối vốn phù vân. Dân gian cũng có câu: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cuộc đời rất vô thường, không ai biết trước được ngày mai. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, làm ăn thua lỗ, thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, cường quyền ác bá, trộm cướp, vợ chồng xấu, con cái hư hỏng đều là những nguyên nhân có thể khiến cho người ta trắng tay, làm thay đổi hoàn cảnh sống, thân phận, địa vị của con người. Đức Phật dạy, do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo nên người nông dân, thương gia hay nô bộc. Do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ hay vua chúa. Có nghĩa là con người cao quý hay thấp hèn, giàu có hay nghèo nàn không phải do hoàn cảnh sinh trưởng, sinh trong nhà giàu hay nghèo, con nhà quan hay con nhà dân, không phải do có nhiều tài sản, của cải, có địa vị, danh tiếng, mà do hành động, việc làm, do nếp sống hàng ngày tạo ra. Ví như do sự học tập, rèn luyện mà người ta trở thành kỹ sư, bác sĩ, do cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cách làm việc, hành xử, do có phong cách cao quý, có nếp sống văn hóa, văn minh mà trở nên cao quý, chứ không phải do sinh ra trong gia đình quyền quý, không phải do có nhiều tiền. Giàu sang mà không có tư cách, tác phong, không có phẩm chất đạo đức thì cũng trở thành thấp hèn, ti tiện. Giàu mà không có nếp sống văn hóa, văn minh thì chỉ có giàu mà không có sang, có phú mà không có quý. Có điều,
những người như thế này lại có không ít trong thực tế đời sống xung quanh ta. Có những người rất giàu nhưng keo kiết, bụng xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chưa hề biết nhường cơm xẻ áo với ai. Giàu có như thế có khác chi nghèo hèn. Họ không nghĩ rằng của cải rất phù du, có đó rồi mất đó. Nếu tai nạn, bệnh tật, trộm cướp, thua bài bạc, thất bại trong làm ăn xảy ra, chỉ buổi sáng buổi chiều, ngày trước ngày sau, có thể trắng tay mà không ai ngờ tới. Hãy nhìn cuộc sống của người dân ở các vùng bão lũ, hãy nghe những câu chuyện kể của những người đã trải qua sóng gió cuộc đời. Hãy xem tin tức trên các báo đài thì sẽ thấy sự thay đổi lớn diễn ra thường xuyên ở nơi này hay nơi khác, không đâu có thể tránh, không ai có thể lo lường. Vì thế, chúng ta hãy làm giàu nhân nghĩa, giàu tấm lòng, giàu trí tuệ, phước báo, giàu hạnh phúc, niềm vui. Hãy sống đời sống hướng thượng, sống có ích cho cuộc đời để con người mình trở nên cao quý. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Cái đuôi chó xoắn ruột gà. Ngày xưa, có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép, anh ta sụp lạy lia lịa xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than van quỳ lại vị nhân, cố sức nài nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được, vị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng: Thôi, ta cho ngươi phép này. Hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được, là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật ngươi lập tức. Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết. Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng phu rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt, thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng: Ta là thần linh, phải cắt việc lập tức, để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện. Xong cả, đem vàng bạc lại đây, đủ hết rồi đó, phá rừng này dựng lên một đô thị, đã hoàn thành. Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm: Biết các việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp. Các việc cho mau, không thì ta nuốt sống. Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt, tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân, cầu xin cứu mạng. Chuyện chi vậy? Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi. Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. Thôi, ta chỉ cho một cách, con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, giao cho thần uống thẳng, mau đi. Hắn lật đật, chặt đuôi chó, trao điện cho thần. Kéo ra ngay, thần lãnh lấy đuôi chó, ráng vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra, thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng, thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng: Bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua.
cuộc đời khác nào chi cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra nó lại xoắn lại, trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Câu chuyện thử lòng. Vui thay sáng lạng cả trời, hoa đàm đã nở rạng ngời khắp nơi. Đại từ Đức Phật ra đời, đem thuyền Bát Nhã độ người trầm luân. Thiều quang chói lọi cõi trần, hỡi ai có biết hồng ân gần kề. Ca di ánh sáng đã về. Tiếng hát trong thanh ấy gần như ở tận cõi trời xa đưa lại, bay lạc trong gió, thoảng lanh lảnh dội từ rừng này sang rừng khác, từ non cao đến động thẳm, từ biển cả đến đồng bằng, chẳng chỗ nào mà không nghe đến nhạc điệu thần tiên ấy. Từng đàn bướm cánh vàng, xanh đỏ tím, bay liệng nhẫn nhơ, rập rờn trên cành hoa thắm, từng đàn chim non ríu rít ở trên cành cây, từng đàn sóc xinh đẹp ranh mảnh, rượt bắt nhau lẹ làng trên cổ thụ, cả thảy đều truyền nhau cái tin mừng qua kẽ lá. Những điệu nhạc du dương, những âm thanh đều đặn như diều giặc ở mấy tầng không, phang động những làn sóng điện của bể trần. Chúng sanh ơi, đấng giải thoát đã đến rồi. Đi, ta hãy đi cùng về phía nam, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để chờ ngài giác ngộ. Tạo Phật tưng bừng vừa mới tái sinh, trên trời sương mù đã tan hẳn, phần thái dương ẩn hiện sau đám mây thưa, chiếu ánh sáng huy hoàng trong khoảng không gian trong tạnh. Lòng người như cảm thấy một điềm lành, một ánh sáng thiêng liêng để phá tan bóng tối của cõi đời. Những cánh hoa sắp héo bỗng chuyển sang màu xanh biếc, nhưng cái ảnh hưởng huyền diệu nhất của ánh sáng này là nó biến đổi lòng người trong nháy mắt. Con người cảm thấy mình tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Kẻ sát nhân bỗng ghê rợn bàn tay đẫm máu của mình, bèn ăn năn hối tiếc. Chị bán hàng đang cân thiếu, bỗng giật mình không dám gian lận nữa. Người đau yếu mỉm cười trên giường bệnh, cách hẳn tiếng rên than và nghe lòng mình ấm dịu, reo nhảy một nguồn vui. Kẻ sắp lìa trần không còn sợ hãi mà được an tĩnh và đầy hy vọng. Người giàu sang vương giả không còn thiết tha cảnh vào ra đài cát, đâm ra chán nản mùi phú quý hồng trần, muốn tìm đường thiên liêng giải thoát để độ rỗi linh hồn. Ngày hôm ấy, khi phận ô vừa gác non đài, bóng hoàng hôn hiện giữa rừng sâu rung động chập chờn trong làn gió lạnh. Rải rác ở cánh đồng cỏ lục, vài ba chú nông phu với cặp bò vàng đi về phía chân đồi xanh biếc. Giữa cảnh rừng hoang tĩnh mịch, thỉnh thoảng những tiếng chim rủ nhau về tổ. Trên núi tuyết, gió lạnh từ xa thổi đến, ngào ngạt hương thơm của trăm thứ hoa rừng, xen lẫn mùi ngọt dịu của trái chín mùi. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già, trầm tư mặt tưởng, chân xếp bằng, tay để trên gối, đầu ngay thẳng. Ngài ngồi tham thiền yên lặng như pho tượng đá. Trong cõi âm u tĩnh mịch, hào quang Đức Phật tỏa sáng, rực rỡ cõi trời và ân huệ của Ngài cũng ban ra khắp chúng. Thỉnh thoảng, vài con sóc vàng nhảy lên vai Ngài. Vài con bạch điểu xinh tươi nghiêng đầu vào cánh tay Ngài như mong chờ mơn trớn. Cái không khí thiêng liêng tràn đầy bác ái khiến cho kẻ nào thiếu đức tin đi ngang qua đó cũng phải cúi đầu quỳ gối kính phục. Như những thú rừng hung dữ kia mà khi đến gần Ngài cũng hóa ra hiền lành và kính sợ. Nhưng kìa, con nai cái đang nằm ốm con dưới áo Ngài lại ngước mõm lên ngửi trên không một cách lạ thường, dường như có linh tính đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Một tiếng động rập rền ở tận phương xa đưa lại, rồi kế tiếp tiếng nện gót giày một cách vội vàng trên mặt đất rêu xanh, làm xào xạc cây cỏ, phá tan sự tĩnh mịch của cảnh rừng im lặng. Đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc xinh sang diễm lệ, đeo ngọc ngà châu báu khắp mình, xăm xăm đi lại chỗ Đức Phật. Trước vẻ uy nghiêm an tịnh và hiền lành của Đức Phật,
chàng bỗng khiếp sợ, vội vàng quỳ mọp xuống chân ngài một hồi lâu. Khi đứng dậy, hết sức cung kính, trong khi đó Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng trong cặp mắt ngài cũng nảy ra một tia sáng dịu dàng, chứa chan vẻ từ bi bác ái. Chàng thiếu niên ấy nói, Bạch Đức Thế Tôn, con xin kính lạy ngài. Còn ở tận xứ xa, từ nước Cam Sa Ba trải qua ngàn dặm xuyên sơn mới tới đây. Con là Đông Cung Thái tử Đê Dê Ta, đến xin ngài một chút an lành. Đức Thế Tôn ơi, từ khi con nghe đặng thanh danh ngài, con không còn an nghỉ đặng nữa. Cung điện nhà vua, kho vàng lẫm bạc, hoàng thân quốc thích, cho đến mỹ nữ cung phi, nhan sắc tuyệt trần, cũng không làm con phi dạ. Cả bả đỉnh chung mùi phú quý, hết làm cho con say đắm nữa. Con muốn tìm cái gì cao thượng hơn, trường cửu hơn và thiên liêng hơn. Lạy Đức Thế Tôn, con xin ngài chỉ giáo cho con và thâu nhận con làm đệ tử. Ơn đức ấy, ngàn năm con nguyện khắc cốt ghi tâm. Đức Phật vẫn điềm nhiên trầm tĩnh, không thốt một lời nào. Ngài nhìn Thái tử một cách dịu dàng, hiền lành và thương xót. Thái tử nói tiếp, Đức Thế Tôn ơi, xin ngài huệ cố chỉ dạy cho con rõ, xin ngài hỷ xả cho con biết con có xứng đáng cái đặc ân này chăng? Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con còn bé, con đã giữ mình tinh khiết, con tập làm lành lánh dữ, thuận với luật trời. Con giữ vẹn can thường đạo lý, sớm công phu, chiều bái sám, hằng xem kinh sách trong mình. Những hành vi của con như thế, ngài cũng đã rõ lắm rồi. Vậy ngài cho con biết con có đủ tư cách làm người đệ tử chăng? Đức Phật chỉ đáp vỏn vẹn rằng, không. Thái tử Đê Dê Ta làm thất vọng, buồn rầu bạch rằng, Lạy Đức Thế Tôn, vậy con phải làm sao mới đặng? Con cúi xin ngài phán cho con rõ, con nguyện sẽ đem tất cả bình sanh chí lực tuân theo, hầu được ngài hạ cố, thâu con làm đệ tử. Con tự tìm thấy, rồi con sẽ rõ. Ôi, con biết tìm cái gì bây giờ? Hoàng tử nói với giọng đau thương, trung cảm vô ngần, nhưng Đức Phật vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lặng lẽ. Hoàng tử mới tiếp rằng, Bạch Đức Thế Tôn cao cả, vậy thì để con tự tìm lấy, có lẽ ngài muốn thử lòng con. Đức Phật nói, phải. Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ ngài cho phép con trở lại hầu ngài nữa? Bảy trăng sau mùa mưa này. Thái tử Đê Dê Ta lặng lẽ mọp xuống một lần nữa, hồi lâu mới từ từ đứng dậy, chậm rãi ra đi. Đoàn quân hộ tống khuất dạng trong đêm khuya, thanh khí nhẹ nhàng trở lại dần tứ phía. Mảnh trăng rằm treo lơ lửng trên những chóp núi cao đầy tuyết phủ, dòng ánh sáng trăng màu sữa chảy lai láng trên không gian tĩnh mịch, muôn sao nhấp nhánh kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Rừng đêm khuya lặng lẽ như tờ, dưới cội bồ đề Đức Phật cứ mãi tham thiền, đưa tâm linh lên tận cõi niết bàn cực lạc. Con nai cái hiền lành tựa đầu lên gối ngài, lim dim đôi mắt. Bảy trăng vừa qua, ngày kỳ hạn đã đến, cũng dưới cội bồ đề, cũng tại mé rừng hoang ấy, Đức Phật đang đợi chờ. Mặt trời đã dần lặn, ẩn đỏ một vùng phía tây, rồi dần dần biến thành màu xám sậm. Từ phương đông, mây đen kịch nặng trĩu, đủ các hình thù kỳ quái kéo đến. Bỗng chớp nhoáng sấm sét vang động, gió thổi mỗi lúc một mạnh, cành cây oằn oại, lá cuốn bụi bay. Cả thảy đều báo tin trận bão to sắp đến. Thú rừng xôn xao rạo rực tìm nơi ẩn trú, chim từng đàn bay núp dưới cội bồ đề, kêu líu lo ríu rít ra dáng hải hùng. Một con beo cái chui vào chân Phật, điềm nhiên an tĩnh như không biết cảnh giông tố bên ngoài. Mưa bắt đầu tung xuống, nước chảy ào ào như lở núi lở non, gió thổi mạnh kêu vi vút xô ngã nhiều cây đại thụ, thật là đáng khiếp. Nhưng cảnh bão bùng sấm sét hiểm nguy như thế, không cưỡng chế được lực bên trong. Đúng giờ kỳ hẹn, Thái tử Đê Dê Ta đã quỳ dưới chân Phật, rồi vì rét mướt, vì cảm động, Thái tử lẳng lặng dây lâu mới bạch rằng, Bạch Đức Thế Tôn, con đến từng ngày, đợi cái buổi hạnh phúc hôm nay. Đối với lòng con mong mỏi, thấy thời gian qua rất chậm và hôm nay.
Ôi, giờ phút thiêng liêng đã đến, sung sướng cho con biết dường nào. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con phân lệnh ngài về nước, con ráng dồi mài đạo đức, con giữ mình khiết bạch, chịu khổ hạnh nhiều bề. Ăn không dám no, ngủ không dám ngủ kỹ, để kiềm thân sát thân. Con buộc mình thức khuya dậy sớm, tham thiền, sửa tắm để ăn năn sám hối. Vậy hôm nay, ngài có bằng lòng thâu con làm đệ tử chăng? Đức Phật trả lời, không. Vừa nghe lời vắn tắt này, Đề Xê Ta rất đổi kinh hoàng, nghẹn ngào rưng rưng giọt lệ, vén áo lên chùi với bao nỗi thất vọng. Hoàng tử lặng lặng một hồi lâu mới lập cập bạch rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, xin ngài mở lòng từ bi bác ái, thương xót con, cho con hiểu làm sao con không được ngài thâu làm đệ tử. Đức Thế Tôn ơi, xin ngài giải rõ cho con nhờ. Trong lúc ấy, con bèo cái ngẩng đầu lên ngó hoàng tử mà hầm hừ, Đức Phật đưa tay vuốt ve nó. Lúc bấy giờ, sấm sét đã dứt, mây tan mưa tạnh, cảnh Phật trở lại êm đềm như cũ, tựa hồ như để lắng nghe lời Phật dạy. Này, hoàng tử cao quý ơi, những sự thử lòng mà ta mong chờ ở con chẳng phải thuộc bên ngoài mà chính về cõi tâm tình của con. Vậy ta chẳng biểu con bỏ vợ và cung phi mỹ nữ đâu. Ta chẳng biểu con ly gia đình, cắt ái để hủy bỏ cuộc đời xuân xanh lạc thú của con đâu. Ta nào bắt con chịu khổ hạnh để ép mình trì giới. Không, không đâu, ta không muốn con dứt bỏ những gì bên ngoài trong khi tâm con còn vương vấn những cái không hay. Bởi kiếp xưa con vụng đường tu gây ra nghiệp chướng nặng nề, kiếp này tự nhiên con phải trả. Nhưng khi con đứng trước sự thử lòng khó khăn kia thì con không có đủ nghị lực để thắng nó. Con đã sa ngã một cách sỉ nhục, ương hèn mà con không hay. Vậy con hãy trở lại làm người đạo đời suông, chớ những cách hành thiện của con có đủ điều kiện để làm người đệ tử. Nghe dứt mấy lời Phật nói, hoàng tử Đề Xê Ta như sét đánh vào tai, vừa thảm đạm vừa hổ thẹn mà bạch rằng, Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi chỉ cho con rõ con sa ngã ở chỗ nào. Nói ra càng thêm thẹn cho con, nhưng con muốn biết để ăn năn sửa mình. Đức Phật dạy, được, con hãy lắng tai nghe. Điều thứ nhất, con phẫn nộ khi người ta vu cáo con. Này, hoàng tử cao quý ơi, con hãy nhớ lại, một khi kia, tại triều đình của phụ vương con có người vu cáo con một chuyện để mưu đồ đoạt ngôi vị của con. Đó là một thử lòng đến cho con, đối phó cách nào cho xứng đáng là người đệ tử Phật. Mà rồi con không bình tĩnh, chờ đợi cái ánh sáng chân lý đến, chứng tỏ kẻ ngây người gian. Hoặc giả con chịu ô nhục, chuốc lấy sự vu oan một cách nhẫn nại và từ tâm để trả lại cho rồi cái quả báo kiếp xưa mà con đã gây ra. Trái lại, con lại thối thoát, con nhất quyết minh oan cho bằng được và con còn phẫn nộ lôi đình nữa. Đó là sự sa ngã thứ nhất của con. Hoàng tử Đề Xê Ta xanh mặt đáp rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu con biết đó là nghiệp chướng tiền kiên thì ắt con đã vui lòng cam chịu sự nhục ấy rồi. Nhưng vì con còn vô minh, phải có bổn phận minh oan, trước cứu danh giá cho mình, sau cho hoàng tộc mình. Này hoàng tử, người thiện nhân ở đời bao giờ cũng có quyền phản kháng và minh oan cho mình khi bị vu cáo. Nhưng kẻ tu hành muốn bước chân vào đường đạo và muốn làm môn đồ nhà Phật thì phải làm thinh, cam chịu nỗi bất công xảy đến riêng mình. Bởi vì kẻ nào sống với tinh thần rồi thì những sự Phật bên ngoài như danh giá, giàu sang, thế lực không còn trọng đãi nữa. Chúng nó chỉ có giá trị tương đối với đời sống tạm mà thôi. Con hãy tin chắc rằng, trên đời này chẳng có sự ngẫu nhiên đâu. Ta sướng hay cực, ta được người thương hay bị người ghét, ta giàu sang hay hèn hạ, đều do duyên lành hay quả xấu của ta đã gây ra nghiệp báo. Bởi vì thiên hạ chí công và không bao giờ hữu nhân mà vô quả đặng. Người học đạo nên đợi một cách lãnh đạm cái mão vinh hoa hay ô nhục và luôn luôn bình tĩnh, tâm không xáo động, chẳng khinh bên nào mà chẳng trọng bên nào. Khi con bước chân vào nền vương giả, tâm con cũng phải giữ mực quân bình như con đến chốn lều tranh vách đất. Con chớ vì ngoại cảnh mà khinh hay trọng.
hoàng tử Dejeta cúi đầu bái phục. Đức Phật dạy tiếp: điều thứ hai, con sa ngã vì cái ích kỷ. Con ích kỷ trong tình thương, con rất yêu mến một người bạn tên là Đa Sa, chẳng khác gì con. Tình thương ấy là do nhân duyên kiếp trước mà tạo thành. Rồi có một ngày kia, có một người lạ mặt tên là Batika đến tại triều của phụ vương con, cậy Đa Sa làm một việc mà ý con không muốn. Và khi người xin kết nghĩa kim bằng với bạn con lại ghen tức. Đó là cơn dông tố đã xảy ra ở trong lòng con. Đáng lẽ con phải ôm lòng chịu lẻ loi và ráng nhổ tận gốc những cỏ xấu đang xâm chiếm lòng con. Đáng lẽ con phải thương Đa Sa, chứ chẳng phải thương để chiếm lấy một mình. Nhưng con lại đâm ra uất ức buồn rầu, con tìm cách ngăn cản, không cho bạn con thân thiện với kẻ khác. Và từ đấy trong lòng con đã nhen nhúm lửa phiền ghen hận. Đó là điều con sa ngã lần thứ hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con không muốn Batika kết bạn với Đa Sa vì con biết y lợi dụng bạn con, y vì tư lợi chứ chẳng phải tình thương. Con thầm nghĩ con có bổn phận bảo hộ bạn con khỏi lâm vào cạm bẫy đó thôi. Đức Phật trả lời: này hoàng tử cao quý ơi, với tay phàm mắt thịt, với thất tình lục dục của con làm sao đoán người trúng đặng, làm sao con dám quả quyết rằng Bà Tì vì tư lợi. Con phải đề phòng sắc tướng bên ngoài, nó gạt gẫm ngũ quan con, làm cho con đó vô minh, càng thêm vô minh hơn nữa. Vả lại người học đạo nên biết người mà không tìm thấy tật xấu của người, chỉ lưu ý đến tính nết mà thôi. Ví dầu con có đoán trúng đi nữa, thì cái tính tư lợi sẽ không vì thời gian mà để lại tính chân chính hay sao? Hoàng tử ơi, người thiện nhân ngoài xã hội có quyền bảo vệ tình yêu của họ để cho họ thưởng thức đến mãn đời. Chớ người đã xả thân cầu đạo và muốn làm đệ tử Phật, tiên phải dứt bỏ cả mọi điều, cho chí tình yêu độc nhất cũng vậy. Và phải nhớ trong lòng mình những rễ nhuộm máu của sự ghen ghét và ích kỷ. Hơn nữa, người ấy phải ôm chân, không than vang phiền muộn, sự phản bội và bất trung của người thân yêu nhất đời. Con ơi, chẳng phải người học đạo nên đặt chữ thương như nhiều người lầm tưởng, mà trái lại nên rộng lòng bác ái, yêu thương một cách vị tha, không mảy gì ích kỷ. Tình thương chân chính là nấc thang đưa con đến đài minh triết muôn đời. Hỡi hoàng tử, những của tiền phụ vương con, những sự vui sướng về nhục dục không làm cho con ưa thích nữa, vì lẽ con đã hưởng rồi, con đâm ra chán ngán, chứ chẳng phải công trạng gì mà con kể. Hoặc giả, con muốn dứt bỏ cảnh phú quý để tôn mình hơn người chứ có giá trị gì. Còn trước các công đức vĩ đại này mà duyên may đã đưa đến cho con lại thiếu can đảm, thiếu nghị lực để khoác lên chiếc áo hy sinh thật sự, một mảnh chiến bào bác ái, cứ cho ra mãi, không trông mong hồi đáp. Hoàng tử Dejeta bèn bạch rằng: lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi, giảng thêm cho con nghe nữa. Xin Ngài hãy làm cho con thêm thẹn nhục, để con được thức tỉnh mà ăn năn những sự lầm lạc. Chiếc màn vô minh tợ đám mây đang phủ kín phần hồn con, làm cho con ở trong cảnh đêm tối hơn giữa đêm khuya. Đức Phật dạy tiếp: hỡi hoàng tử cao quý, điều con sa ngã thứ ba là vì con thiếu lòng nhân ái. Nang Đà là một vị thứ phi của con đã làm nên tội trạng. Vì tính lăng loàn, con không cảm xót sự ngây thơ khờ dại của nàng. Con đành nhẫn tâm mạt sát rồi xô đuổi ra khỏi hoàng cung, vô cùng tủi nhục. Nàng van lơn khóc lóc, lạy lục xin tha thứ, nhưng con cũng đành nhắm mắt trừng trị thẳng tay. Tại sao không mở rộng chút lòng nhân để khoan dung tội lỗi? Biết đâu chừng trước sự cao thượng của con, trước dạ từ bi bác ái của con sẽ cảm hóa đặng nàng và sẽ đem nàng lại con đường ngay chánh. Thái tử bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con biết làm cách nào hơn bây giờ? Nàng Nang Đà đã dơ danh xú tiết, nếu con còn giữ nàng lại ngôi vị xưa thì tự nhiên con bôi lọ danh giá của hoàng gia và của con nữa. Nếu con cứ điềm nhiên trước sự lố lăng ấy, có phải con làm bại hoại luân thường đạo lý của xứ con chăng? Đức Phật nói:
Hỏi hoàng tử Dejeta, ta phải cần lập lại với con nữa sao? Người thiện nhân ở đời có thể nghĩ đến quyền lợi mình và tự do thưởng phạt cùng phán đoán theo lý trí mình. Nhưng người đã bước chân vào đạo rồi thì không được xét xử ai, phải tìm hiểu để mà tha thứ, chứ chẳng phải để kết án. Con cứ tưởng con là riêng biệt với kẻ điên cuồng tội lỗi. Họ chính là con đó, mặc dù còn ở hạng thấp kém hơn con. Nhưng nếu con nghĩ rằng con không liên đới một người hoặc một vật khác, tức là con đã tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc con với vật đó hoặc người đó cho tới chừng mà con cảm thấy sự duy nhất của vạn vật mới thôi. Con nên nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của thế gian là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con vốn là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con vốn dệt chặt với nghiệp chung thân của nhân loại, và trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như mọi chỗ sạch. Cái áo dơ mà bây giờ con gớm có thể là cái áo của con hôm qua hoặc ngày mai. Và nếu con tỏ vẻ nhờm gớm thì khi đặt lên vai con, nó sẽ siết chặt lấy con hơn nữa. Vậy người đạo đức thật sự bao giờ cũng để ý tìm những lý do để châm chế và tha thứ hơn là để vạch lỗi người. Cái tâm họ chứa chan nguồn bác ái, từ bi đối với nhân loại nhiều hơn là những hạt cát trên đồng sa mạc. Sự thanh bạch là gì? Chẳng qua là một cái đức đó thôi. Người tu hành không nên lấy sự thanh bạch làm nền đạo riêng của mình. Lắm khi sự thanh bạch trở ngại bước đường tinh thần của mình, nếu nó không đi đôi với tình bác ái từ bi, và nó sẽ dẫn ta đến chỗ kiêu căng và tự phụ, đến chỗ lãnh đạm trước sự đau khổ của người đời. Như thế, sự thanh bạch chỉ là một cái bóng không hồn đó thôi. Này hoàng tử Dejeta ơi, trong khi nhàn hạ, con có bao giờ nhìn lên chóp núi Hy Mã Lạp Sơn lúc mặt trời sắp lặn chăng? Con có thấy đỉnh núi đầy tuyết phủ sừng sững giữa bầu trời xanh biếc chăng? Núi thật oai nghiêm hùng vĩ, nhưng bốn mùa lạnh như đồng. Ôi, cái cảnh ấy quá tiêu sơ, lạnh lùng ảm đạm. Không ngày nào khi có ánh sáng chiều ấm áp vừa dịu dàng chiếu ngày nào, thì cái cảnh buồn tên, não nụ kia lại bỗng hóa ra linh động, rực rỡ và đẹp đẽ phi phàm. Tạo vật trở nên mỹ tú kỳ quan, làm cho tăng ngoạn mục và phơi phới tấm lòng. Sự thanh bạch mà thiếu lòng nhân ái thì có khác gì chót núi đầy tuyết phủ, lạnh lùng lãnh đạm, trông tẻ ngắt như xác không hồn. Còn sự thanh bạch mà đi đôi với lòng nhân ái thì có khác gì suối thần, hãy chạy tới đâu là vạn vật hấn hở, vui mừng tới đó. Thái tử Dejeta đem hết tinh thần nghe Phật giảng không sót một lời nào, trong lòng rất hổ thẹn ăn năn, cứ quỳ gối mà bạch rằng: Lạy Đức Chí Tôn, con xin Ngài cho con cái đặc ân gặp Ngài một lần nữa để con ráng sửa mình cho hợp với lý đạo. Bây giờ con đã biết cách làm thế nào cho Ngài vui lòng rồi. Đức Phật từ bi dịu dàng đáp: Ta bằng lòng. Đoạn Ngài nhìn Thái tử Dejeta với nụ cười tươi dịu chứa chan tình thương. Cặp mắt hiền lành của Ngài bỗng chói lên như ngôi tinh đẩu, lóng lánh rạng ngời, sáng khắp cả rừng, làm cỏ hoa hớn hở, chim chóc líu lo giữa đêm khuya như buổi bình minh vậy. Trời đất tối đen như mực, xa xa đoàn quân hộ giá đốt đuốc dẫn đường, theo sau là hoàng tử Dejeta, lê chân chậm rãi, trong trí còn văng vẳng lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật từ bi. Ra khỏi rừng thì trời đã sáng, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên đường trở về nước Kamsapa. Làn sương mờ đục đêm hôm đã tan dần trong không khí nhẹ. Nơi phương đông, một dải mây hồng nhạt nằm ngang chân trời xanh, phút chốc lại lan rộng và đổi màu đỏ ra da cam, rồi bỗng vụt biến sau những tia sáng rực rỡ thành hình rẽ quạt. Phần ô đã mọc, cảnh vật trở nên trong sáng tưng bừng với những màu tươi thắm, phang động những tiếng chim nuông đón chào buổi bình minh ngoạn mục. Lúc bấy giờ, trong chốn rừng xanh tĩnh mịch dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi yên như pho tượng. Khi hoàng tử Dejeta hồi trào gặp lúc vua cha lâm bệnh nặng, Ngài lên cầm quyền thống trị, lấy sự công bằng và nhân ái làm căn bản.
Trước nhất, ngài ban tước lộc cho Dasa và Batika. Ngài truyền cất cho hai người hai cái cung điện đẹp đẽ khích nhau cho đôi bạn được ở gần. Ngài lại cho người tìm vị thứ phi Nam Đà rước về hoàng cung ở với ngài. Khi tất cả triều đình và các vị cựu thần hay tin thái tử Dejeta phục chức nàng Nang Đà thì như bị sét đánh ngang tai, họ hết sức kinh ngạc. Họ mới suy tiếu dèm pha và khiển trách ngài thậm tệ. Thái tử Dejeta còn giảm thuế cho dân và thả tội nhân. Ngài bãi bỏ những sự mê tín dị đoan, tuy những sự cải cách sửa sang việc nước được công bình nhân ái, nhưng vì quá đột ngột nên hoàng tử không tránh khỏi lời dèm xỉm của triều đình và dân chúng. Họ nói ngài quá lạm quyền, bỏ chế độ quốc gia, phá hoại phong tục nước nhà, khuyến khích sự loạn luân. Hoàng tử giả mắt ngơ, tai điếc, trầm tĩnh và yên lặng trước sự sỉ tiếu cũng như trước sự khen ngợi. Ngài thấy mình đang trải qua sự thử lòng để tiến tới, bằng phải động lại thì sẽ thất bại như mấy lần kia. Ngài nhớ rằng, nếu muốn đến chỗ toàn thắng lợi, trước nhất phải chịu lao khổ. Mỗi mũi gai đâm vào chân làm rớm máu là mỗi lần bước kề ngôi thiêng liêng. Người muốn đi xa trên con đường đạo thì phải làm chủ lòng mình và phải tìm trong thâm tâm cái gốc rễ của sự quấy, đặng diệt tận gốc nó đi. Sự quấy cũng sống và đâm chồi mọc rễ trong tâm của các bậc thượng nhân. Nếu ta không cương quyết thì làm sao thắng nó đặng? Nó là một thứ cây sống và cứ lớn mà kiếp này sang kiếp khác, và nó chỉ đơm bông khi nào con người đã thu thập nhiều sự kinh nghiệm của muôn kiếp luân hồi. Vả lại, trong kinh cổ điển đã có nói như vậy. Gốc rễ của tật xấu mọc tận thâm tâm con người, nếu ta nhổ nó đi thì tâm ta phải rớm máu và đời sống của ta dường như tan rã. Nhưng đó là một cuộc thử lòng ta phải trải qua. Nó có thể xảy ra ở nấc đầu hay cuối thang minh triết để đưa ta đến con đường sống thật. Ta phải tập trung tất cả lực lượng của tâm hồn vào đó mới đặng. Trong khi thái tử Dejeta thấy đặng cái chân lý vĩ đại này, thì có một phái bí mật lập ra để đánh đổ ngài do em ruột ngài chủ mưu. Họ hợp nhau để tìm mưu thần trước quỷ, lật ngài đặng đem em ngài lên thay thế. Họ phủ dụ quần chúng. Hoàng tử Dejeta độc tài, nhưng sự cải cách của ngài sẽ làm cho nước Kamsapa mắc phải vòng nước lửa bên đao và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Họ lại còn phao rằng, thái tử mê tín dị đoan nghe lời một vị ác tăng khét tiếng tại thành phố Kamsapa làm cho nước nhà rối loạn và đã bãi bỏ nhiều quốc luận lưu truyền từ cổ chí kim, cốt ý để lập ra một cái tôn giáo phù thủy. Người ta cứ tuyên truyền như thế để gây ác cảm trong lòng dân chúng. Rồi một ngày kia, hoàng tử Dejeta nghe kẻ tâm phúc mách rằng có một nhóm người định thích khách ngài. Cái tin sét đánh ấy không làm cho ngài lo sợ và xao xuyến, vẫn an tĩnh như thường, trong lòng cứ tưởng niệm đến đấng từ bi. Nhưng tốt quân hầu trung tính của ngài sốt sắng hộ giá cho ngài ngày đêm không ngớt. Một ngày kia, hoàng tử Dejeta vừa bước chân ra khỏi hoàng cung thì có người cầm dao nhảy tới toàn thích khách ngài. Người ấy là Alaya, thuộc dòng Satriyas. Ngài hô lên, thị thần nhào tới bắt trói đặng thủ phạm. Hoàng tử Dejeta mới bảo dẫn tên sát nhân đến trước mặt ngài. Hoàng tử bình tĩnh hỏi rằng, này Alaya, tại sao nhà ngươi muốn giết ta? Bởi vì tôi thấy ngài là một mối hại cho đất nước. Ngài phá hoại luân thường đạo lý, ngài muốn hủy bỏ phong tục thiêng liêng của nước nhà và đem lại cho chúng tôi một cải cách nguy hiểm, có thể đưa xứ sở đến chỗ diệt vong. Tôi phải giết ngài để trừ hậu họa mai sau. Hoàng tử Dejeta nhìn cái sát nhân với cặp mắt chứa chan tình thương xét nghĩ. Alada phạm tội chỉ vì mê tín mà thôi. Đoạn ngài dây qua đám quân hộ giá mà nói rằng, Các khanh có nhận thấy kẻ sát nhân này còn chút điểm lương tâm không? Vậy các khanh hãy mở trói thả nó ra. Các quan chinh hửng, nhưng không dám cãi lệnh. Rồi thái tử nói tiếp với một giọng oai nghiêm như vậy. Bây giờ đây các khanh hãy lui ra, để một mình ta với người này nói chuyện mà thôi. Trước sự cương quyết ấy, đoàn hộ giá rất kinh ngạc, nhưng bất đắc dĩ phải ríu ríu lui ra, không dám ngó ngoái lại.
cả thảy đều phập phồng lo sợ cho tính mạng của hoàng tử không cùng. Alada ngạc nhiên và không hoảng sợ nữa, y khoanh tay ưỡn ngực nhìn vào mặt thái tử như muốn khiêu khích. Không để ý đến cử chỉ khinh thị ấy, Dizeta bước lại gần nhẹ nhàng để tay lên vai y, lặng lặng nhìn y trân trối. Trong mắt ngài chứa biết bao là từ bi bác ái và sẵn sàng tha thứ các tội lỗi. Ngài càng nhìn càng thầm nghĩ, người đời cũng vì sự tự kỷ mà gây ra lắm điều tội lỗi. Bậc chân tu hay để mắt tìm cái nguyên nhân của sự tội lỗi để tha thứ, chứ không chịu tìm tội lỗi để mà trách phạt. Mọi việc xảy ra trước ta chẳng hung dữ, muốn tận sát người. Trời đất chí ư công bình, lưới trời tuy thưa mà mũi kim dễ lọt được nào. Tội nghiệp thay cho kẻ tàn ác vì vô minh mà kiếp sau phải chịu muôn vàng đau đớn. Rồi một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn của thái tử và lan cùng vạn vật một sự ước muốn được cứu độ chúng sanh, đến nỗi tâm tư ngài đã thoát ra ngoài bản thể. Thình lình, thái tử Dizeta tiếp xúc được một cảm giác mới lạ và phi thường, dường như Đức Phật mà ngài đã tôn sùng là đấng tôn sư. Trong âm thầm đã ban ân bố hóa, ngài được minh tâm kiến tánh, biết rõ điều quá khứ vị lai. Nhãn quang bật tỏ chốc thời, ngài thấy được kiếp trước của Alada vốn là một tướng sĩ hung tàn bạo ngược, tạo ra biết bao nghiệp quả nặng nề. Rồi ngày nay cũng vì sự vô minh mà nó phải lầm lạc như thế này. Nếu ta lấy oán mà báo oán thì biết bao giờ oán nọ mới tiêu, ta phải lấy ân mà đáp oán thì oán mới dứt. Ôi tội nghiệp thay cho Alada. Chớp mắt, hoàng tử Dizeta không còn thấy Alada nữa. Ngài thấy hiện ra chỗ Alada đứng một cõi hồng trần với vô số sanh linh đang mê man lăn lóc trong cảnh lầm than đau khổ. Chúng sanh vì vô minh mà mắc vào bánh xe luân hồi, mãi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chịu biết bao nhiêu lần khổ não đau đớn. Khi vào cát ra đài, lúc lên xe xuống ngựa, khi làm kẻ cùng đinh tàn tật mà mỗi kiếp luân hồi đều đem lại sự đau khổ. Nhưng con người luôn luôn muốn đầu thai, chịu sự đau đớn, mà sự đau khổ là cái kết quả của sự ham muốn vậy. Thằng ôi, đời là bể loạn. Nghĩ đến thân phù thế mà đâu có khác gì bọt trong bể khổ. Tội nghiệp thay cho nhân loại đang oằn oại dưới màn vô minh, mãi đắm chìm theo mùi trụy lạc, chứ nào dè phú quý tợ môn tiền tuyết, công danh như thảo thượng sương. Hỡi thế giới đau khổ, hỡi nhân loại đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy và đã nghe hơi thở hấp hối của trần gian. Ôi, đời vẫn là thế, sao chính ta đây cũng đã say đắm với những khoái lạc huyền hoặc của cuộc đời. Người hiểu rõ cơ trời thì cho cõi trần chẳng khác giấc mộng huỳnh lương, nên không tranh giành cấu xé vì bả vinh quang phú quý. Phải chi mọi người đều biết thương yêu lẫn nhau như tình huynh đệ thì đâu có sự thống khổ này. Nếu biết chắc chúng sanh vốn một gốc mà ra và huynh đệ với nhau thì đâu có cảnh nội gia xáo thịt. Suy nghĩ đến đây, thái tử Dizeta cảm thấy trong lòng tràn ngập một mối yêu thương tha thiết. Ngài muốn giang tay siết chặt loài người vào lòng đang thổn thức của ngài, mong đem tánh mạng và tinh thần với một tình thương vô tận mà ấp ủ vuốt ve những kẻ tội lỗi rầu đau. Ngài muốn hy sinh cái gì cao quý của lòng mình để đưa người trần tục lên một nấc thang tiến hóa. Đến đây, thái tử Dizeta bỗng trở lại thực tế, dường như sực tỉnh sau một giấc mộng phi thường, rồi nhìn lại thấy Alaya gục đầu kinh khủng. Ngài bèn nói với một cách tha thiết rằng, anh ơi, tôi không biết gì hơn là anh và tôi vốn thật là anh em với nhau cùng chung một đấng cha lành. Tôi thương anh lắm, vậy anh hãy ngã vào lòng tôi, cũng như muốn chia sự vinh quang của tôi, cũng như tôi muốn chia điều đê nhục của anh. Từ đằng xa, quân hầu đợi đã lâu, anh thái dương rọi xuống rừng sâu, vạn vật tưng bừng, cây cỏ tươi xanh, muôn hoa đua nở, hương sắc thanh kỳ, phô vẻ ngàn hồng muôn tía như mỉm cười duyên dáng trước ngọn gió mai. Xa xa, mấy cốc thùy dương dịu dàng nghiêng mình soi bóng bên dòng suối nhỏ trong veo. Dưới cội bồ đề hùng vĩ,
Đức Phật đang ngồi kiết già thiền định. Ngài đang đợi Thái tử từ đêm hôm, bởi vì Ngài đinh ninh Thái tử không bao giờ thất hẹn. Cảnh Phật lúc bấy giờ như đang đón một niềm hạnh phúc thiêng liêng gì. Đóa hoa hàm tiếu trong kẹt đá bỗng ngẩng lên và khoe nhụy. Những con sóc vàng mắt sáng đang uốn mình dưới ánh thái dương bỗng nhảy nhót lên như mừng rỡ, đợi chờ. Gió hôm nay lại rào rạc, ngạt ngào thổi hương rừng từ cõi xa xăm đưa lại. Trên cành hoa sứ trắng tinh, bầy chim non ríu rít mà Đức Phật thường nói là bầy con dại đang uốn lưỡi tung ra tràn nhạc thiêng liêng nghe thánh thót. Xa trong, những giọt sương nặng trĩu trên cành tơ liễu buông mình xanh mướt lóng lánh dưới ánh mặt trời, buổi sáng như những hạt kim cương vô giá. Bởi vì trong cảnh tĩnh mịch của núi rừng, sự hoan khởi của tạo vật tức là hoan khởi của tinh sương trong sạch. Bỗng đâu có tiếng động từ xa đưa lại và Đức Thế Tôn bèn mỉm cười mở mắt. Thái tử Dejeta đã đứng trước mặt Ngài. Không một tên quân hầu, không ăn mặc xương xê, chỉ khoác trên mình một manh áo vàng của người hành khất với dáng điệu mệt nhọc vì đã trải qua bao dặm xuyên sơn. Thái tử bèn quỳ mọp xuống chân Đức Từ Bi, vô cùng cảm động, chẳng thốt một lời nào. Đức Thế Tôn xòe bàn tay mặt đưa lên gõi đầu Thái tử để ban ân huệ, rồi nói với một giọng hết sức dịu dàng: "Đệ tử Dejeta con ơi, ta vui mừng và hoan nghênh con vậy." Rồi từ đấy, trên con đường giải thoát rộng lớn thanh thang của Đức Từ Bi, bên cạnh Ngài, hình bóng Dejeta sớm hôm luyện đạo để một ngày kia thay mặt cho tôn sư mà phổ độ thế gian. Kẻ tỉnh, người điên. Chắc chết quá, đầu giả xuống đường mà, máu nhiều quá. Nhìn cũng sang, cũng đẹp, mà đi đội nón bảo hiểm dởm, đáng đời ngu. Thôi đi mấy má, nhiều chuyện vừa vừa mấy má, gọi xe cấp cứu giùm người ta đi mấy má. Má giỏi má gọi đi má, hư, cái đồ bê đê. Ngu sao mà gọi má, gọi công an tới khai báo tùm lum, đưa vô bệnh viện, lại giữ lại như là tội phạm, rồi suốt ngày bị gọi lên điều tra, nếu cô ta chết cho má. Lời qua tiếng lại, xì xào, khoảng 30 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại. Vài người đàn ông xúm vào khi... Giết heo và quả báo rợn người. Cô Hồ Thị Quyến sống cùng gia đình ở một vùng quê yên ắng tỉnh Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng. Cuộc sống khá khổ cực. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với một người cùng quê là anh Trần Văn Thuận. Hai người sống với nhau có hai con gái và một trai. Cô mưu sinh bằng nghề mua bán heo. Mua bán heo vài năm kiếm được nhiều tiền khấm khá, nên hai vợ chồng cô kiêm luôn vừa mua heo vừa mổ thịt và bán tại chợ. Mọi thứ đều suôn sẻ nên hai người mở luôn một lò sát sinh, một phần giết mổ lấy thịt giao sỉ, một phần đem đến sạp tại chợ bán lẻ. Cuộc sống cứ như vậy được vài năm. Nghiệp báo đầu tiên xuất hiện, đó là lúc cô đang mang thai đứa bé gái. Cổ cô nổi một cục bướu, gia đình đưa cô lên Sài Gòn để mổ. May cho cô là bướu lành tính. Bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì về quả báo. Sau đó về lại Trà Vinh, cô vẫn tiếp tục làm heo và bán, vẫn không hề giảm giết chóc. Cô lại có thai đứa bé trai và sinh khó phải mổ, sức khỏe càng lúc càng yếu. 3 tháng sau đó, tự nhiên máu trong người cô đổ ra rất nhiều như bị băng huyết. Cô ngất xỉu nên người nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, tưởng chừng như không thể qua khỏi. Bác sĩ đã truyền máu và mổ cho cô lấy một khối u khác nữa, đem ra ngoài và mai vết thương lại. Trong khi con trai cô bệnh liên tục, 1 tháng bị động kinh 3-4 lần, sức khỏe không tốt. Kể từ thời gian này trở đi, gia đình cô luôn xảy ra chuyện, vợ chồng bất hòa, con cái bệnh hoạn. Chồng cô có tiền sinh ra ăn chơi, nhậu nhẹt, có nhiều đêm không về nhà nên gánh nặng công việc và gia đình đổ dồn vào cô. Càng ngày tinh thần và thể xác cô càng lúc càng sa sút. Nhân duyên đầu tiên giúp cô biết về Phật Pháp là vào năm 2004, cô đến chùa gần nhà thỉnh sư cô về tụng kinh, tấn liệm cho tang lễ của mẹ cô. Sư cô thấy gia đình giết mổ heo như vậy mới hướng dẫn cho cô về việc không nên sát sanh hại vật trong tang lễ. Cô nghe qua mà hết hồn
vì cô sát hại tới 5 con heo để những người đến phụ đám được ăn và cũng thể hiện sự có hiếu lần cuối với mẹ. Không ngờ lại là bất hiếu chứ không phải có hiếu. Sư cô giải thích với cô rằng nếu giết mổ như vậy, người mất rất đau khổ, sẽ bị đầu thai làm kiếp súc sinh để trả nợ. Người sống cũng bị quả báo rất nặng. Cô sợ hãi nên nhờ sư cô tổ chức cúng trai tăng hồi hướng cho mẹ. Sau đó trong 49 ngày, thường xuyên đến chùa để tụng niệm và nghe Phật Pháp. Cô quy y Tam Bảo, pháp danh Diệu Minh. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được nghề. Lúc này là chồng cô hoàn toàn giao phó việc mổ giết heo, bán heo cho cô quản lý. Đầu năm 2005, cô nằm mộng, một giấc mộng rất kỳ lạ. Cô thấy mấy người làm đem con heo lên bàn thọc huyết rồi quăng xuống. Nhìn kỹ thì hóa ra là con trai cô. Khi cô giật mình dậy hết sức lo sợ, nhưng vẫn không nghĩ rằng điềm chiêm bao sẽ có ý nghĩa gì đối với nghiệp báo. Một thời gian sau nữa, thấy trong người khó chịu, cô đi khám và phát hiện bị u nang, là u ác tính, phải mổ và phô thuốc xạ trị, người ốm tóc không mọc nổi. Do sức khỏe cô kém quá, lại thiếu máu trầm trọng, nên bác sĩ cho cô tạm về nhà nghỉ dưỡng một tuần rồi vào điều trị tiếp. Cô cứ hết bị mổ, thiếu máu rồi tiếp tục bệnh, khối u lại mổ. Cho nên hãy nghe đến từ mổ là cô sợ khiếp vía. Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng thì cô nằm mộng. Trong giấc mộng, cô thấy con heo to trong vườn nhà đang nuôi. Kể từ sau đám tang mẹ thì nhà cô lúc đó chỉ còn nuôi duy nhất mình con heo này. Nó nói với cô rằng, con ơi, lại tấn mụn cho mẹ đi con, mũi cắn mẹ dữ lắm. Cô nghe rõ ràng tiếng của mẹ cô thì mới đến gần con heo. Heo lại nói tiếp, tấn mụn cho mẹ đi con, bữa giờ không có mụn, mũi cắn mẹ quá con à, mẹ đã thành heo rồi. Cô sợ hãi giật mình tỉnh giấc, lúc đó là 12 giờ đêm. Sáng hôm sau, cô nói chồng cô chở cô lên vườn mà nuôi con heo. Cô vừa lên thấy con heo to đã đẻ 6 con. Con heo nằm y hệt như lúc cô nằm mộng. Cô đến vuốt ve heo niệm Phật mà rơi nước mắt. Chợt nghĩ đến đám tang, sư cô có nói, giết heo cúng tế thế này, người chết phải đầu thai làm heo để trả nợ. Cô hết sức đau lòng. Mấy hôm sau, trong lúc cô ngồi niệm Phật, thì nghe con gái báo rằng con heo đã bỏ ăn và chết. Cô buồn bã, lo lắng, khủng hoảng, và chính yếu tố này đã giúp cô quyết định bỏ hẳn nghề làm heo. Sau đó cô lên Sài Gòn điều trị tiếp. Sự đau đớn do bệnh tật hành hạ cô. Có một bữa, thay vì nằm trong phòng lưu bệnh, thì cô xách giỏ đi lang thang tìm một ngôi chùa. Tự dưng có một cái gì đó vô hình đưa đẩy cô bước vào một ngôi chùa ở quận 10, xin vào lại Phật. Cô vào gặp ngay thầy trụ trì. Không biết duyên cớ sao, cô kể hết cuộc đời mình cho thầy nghe. Thầy bảo, con có thấy gieo nhân nào gặt quả nấy không con? Chỉ đến khi bị ung thư đau đớn, mổ xẻ liên tục, rên la mới biết nỗi khổ đau của chúng sanh hằng ngày bị con hành hạ giết chóc. Nghiệp báo đến không thể trách ai, tự mình làm, tự mình chịu, làm khổ lây đến con cái, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Khi con giết con vật, nó đau đớn cùng cực, con sợ chết, nó cũng sợ chết vậy. Nó oán hận tràn ngập và thần thức của nó cứ lảng vảng xung quanh con chờ báo oán. Chỉ có tu hành niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, hồi hướng cho các chúng sanh đó thì mai ra có chút lợi ích. Nghe thầy giảng chi tiết, cô bắt đầu hiểu rõ lý do vì sao mình bệnh ung thư, vì sao con cái mình thường ốm đau bệnh tật, gia đình không hạnh phúc. Cô bắt đầu chấp nhận quả báo và không rên la nữa như những bạn bệnh cùng phòng, mà lo chăm chỉ niệm Phật. Khoảng thời gian vô thuốc, người nóng nảy bứt rứt rất đau đớn khổ sở. Nhưng hiểu rồi nên cô nghe lời thầy dạy, cố niệm Phật nhiều hơn. Sau đó bác sĩ lại cho cô về nhà dưỡng tiếp. Lần này cô thường qua ngôi chùa cô quy y lúc mẹ cô mất để tụng kinh. Duyên đưa đến cô gặp quyển kinh Nhân Quả Ba Đời. Tự dưng đọc đến trang 26, thấy có kể những con heo nó kể cho một vị tăng nghe. Người ta giết nó làm thịt, đâm trói, làm nó đau đớn, uất hận, rên la, van xin như thế nào. Cô khóc và mang về cho cả gia đình xem.
Trước khi lên bàn mổ lần thứ 5, cô khấn Quan Âm Bồ Tát giúp cô có cơ hội quay trở về lại là một con người tốt, không sát sanh hại vật, lo tinh tấn tu hành, lấy công đức để hồi hướng cho những chúng sanh từng bị cô giết hại. Sau khi vô đủ toa thuốc lần thứ 8, về nhà, từ đó trở đi, cô quyết định ăn chay trường, từ bỏ việc giết chóc chúng sanh, tinh tấn tu hành niệm Phật. Từ khi bỏ hẳn nghề làm heo và lo tinh tấn tu hành, tâm cô không còn lo sợ, không gặp ác mộng. Chồng cô hồi trước ngang tàn thì bây giờ lại chuyển đổi đi chùa tụng kinh niệm Phật, giúp đỡ người khác. Đầu năm 2007, trên mũi cô nổi một cái mục đau nhức và to dần. Cô lên bệnh viện Hòa Hảo xét nghiệm thì được bảo là nang. Bác sĩ cho uống thuốc 15 ngày, lên mổ lấy nang ra. Cô nghe nói nang là thấy mệt rồi, nhưng đã tu hành hiểu quả báo nên chấp nhận mà về nhà niệm Phật. Mỗi lần niệm, cô đều lấy tay vuốt vuốt cái nang đó. Cô xem quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng. Chưa đầy 15 ngày sau, có một buổi sáng, 4 giờ, cô dậy công phu niệm Phật thì không còn nhìn thấy cái nang trên mũi nữa. Sự nhiệm màu Phật Pháp này đã làm chuyển hóa cả gia đình cô. Cả nhà giờ đều quy y Tam Bảo, tu hành niệm Phật, thân tâm bình an, cuộc sống ổn định. Cô có đôi lời nhắn gửi đến những người đang làm những nghề nghiệp sát sinh hại vật. Xin chân thành sám hối những tội lỗi đã gây ra cho nhiều chúng sanh. Xin mọi người hãy chuyển nghề khác, đừng làm những nghề giết hại chúng sanh, không chỉ có hại cho bản thân mình mà còn cho những người thân bên cạnh mình nữa. Nhân quả không sai đâu các vị à. Giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý bao giờ cũng là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến ước mơ kia thành hiện thực. Có nhiều người sinh ra trong gia đình được xem là giàu có, nhưng họ có thật sự là người giàu không? Đó lại là chuyện khác. Trước hết, nói về phương diện vật chất như tiền của, các phương tiện trong đời sống, cách ăn, mặc, ở, cách sử dụng tiền bạc phục vụ cho nhu cầu cuộc sống v.v. thì nhiều người trông có vẻ rất giàu có. Họ ở nhà cao cửa rộng, có ô tô lẫn xe máy sang trọng, có tài khoản lớn trong ngân hàng, có mức thu nhập cao, nhưng họ luôn than vãn với bạn bè về cuộc sống của họ. Không phải ai than vãn với người khác cũng vì sợ người khác nhờ vả. Có người than vãn vì họ cảm thấy khổ thật sự. Họ bị căng thẳng, mệt mỏi vì công việc do phải bù đầu từ sáng đến tối, đôi khi còn mang về nhà làm vì thời gian ở công ty không đủ. Những người phụ nữ còn vất vả hơn vì những công việc sau giờ làm ở công sở như nấu ăn, đưa đón con đi học, giặt giũ, chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái v.v. Đó là chưa kể thời gian họ bỏ ra để chăm sóc bản thân, làm đẹp, quan tâm đến cách ăn mặc, chân diện. Họ phải bận tâm nhiều việc hơn đàn ông, có khi rơi vào tình trạng stress, trầm cảm. Đó là chưa kể những người có quá nhiều ước mơ, có quá nhiều khát vọng làm giàu, đã giàu lại muốn giàu hơn, muốn bằng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, bà con dòng họ về nhiều phương diện, thậm chí muốn hơn chứ không muốn ở mức bằng. Muốn có địa vị cao trong xã hội, muốn được trọng vọng, muốn nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ. Muốn vừa giàu lại vừa sang, vừa phú lại vừa quý, vừa xinh đẹp lại trẻ trung, v.v. Có muôn nghìn mong muốn, ước vọng tạo áp lực rất lớn cho nhiều người, nhưng không phải mong muốn ước vọng nào cũng thích đáng. Có khi người ta còn truyền cái khát vọng của mình cho con cái, bắt nó phải gánh lấy cái hoài bão của mình, xem đó là trách nhiệm của nó. Chẳng hạn như mình buộc con mình phải học ngành này, nghề nọ dù nó không thích, không đủ khả năng. Muốn con mình phải học ở trường danh tiếng, học ở lớp chọn, lớp chuyên, phải có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có bằng cấp quốc tế, dù năng lực của nó chẳng tới đâu. Xét kỹ thì các bậc cha mẹ này vì mong muốn của mình nhiều hơn vì tương lai con cái. Nhưng đôi khi mình tự gạt mình, ngụy biện cho tâm ý của mình, cho rằng mình vì thương con cái nên mới làm như vậy. Có người mong muốn tương lai con cái mình làm ông này bà nọ, có địa vị cao trong xã hội, giàu có và danh tiếng,
để mình hãnh diện với đời. Có người nghĩ rằng mình giàu có, danh vọng thì con cái cũng phải thế để thiên hạ không chê cười. Có người muốn con cái phải được như thế này, được như thế khác để so sánh, tranh đua với bà con dòng họ, với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Có rất nhiều lý do mà người ta tự tạo áp lực cho mình và cho những người thân. Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho người ta căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống quá bận rộn sẽ khiến cho người ta mất niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc. Sống đời sống dư dả, thừa thải khiến cho người ta chán chường, không thấy được những giá trị mà người khác ước mơ, khao khát, không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có. Chính vì thế mà không ít người vẫn than thở dù đang sống một cuộc sống giàu sang. Nhiều người sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn có nhiều tham muốn, khát vọng, họ không thỏa mãn với những gì đang có, cứ muốn đủ thứ, cứ so sánh mình với người nọ, người kia. Những người này bao giờ cũng khổ, tuy họ giàu nhưng lại nghèo vì luôn thấy thiếu. Cũng như lời Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo, người biết đủ, tri túc, dù nằm trên đất cũng thấy an vui, người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Cứ mãi chạy đuổi theo tham muốn khát vọng không ngừng, không biết mãn nguyện thì rất mệt mỏi. Mãn nguyện là hạnh phúc. Chân lý này rất đơn giản, nhưng ít ai nhận ra và cũng ít người hiểu được. Tài sản, của cải, địa vị, danh vọng chẳng phải là phương tiện để có được sự hài lòng, mãn nguyện sao? Nhưng khi có nó rồi, chúng ta lại không mãn nguyện mà lại tiếp tục chạy theo những tham muốn, khát vọng không cùng tận của mình. Vì thế mà chúng ta luôn thiếu, luôn nghèo, cứ kiếm tìm và kiếm tìm mãi. Nếu chúng ta biết mãn nguyện thì không nhất thiết phải có nhiều tiền của, nhiều phương tiện vật chất, không nhất thiết phải có địa vị, danh tiếng. Những người quá lệ thuộc vào địa vị, danh tiếng hay tiền của sẽ khó sống nổi một khi những thứ đó không còn. Mà chuyện đời khó đoán lắm, có ai dám chắc những thứ đó sẽ ở mãi bên ta? Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác có nói, chỉ có tiếng thơm đời để mãi, giàu sang giả dối vốn phù vân. Dân gian cũng có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cuộc đời rất vô thường, không ai biết trước được ngày mai. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, làm ăn thua lỗ, thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, cường quyền ác bá, trộm cướp, vợ chồng xấu, con cái hư hỏng, đều là những nguyên nhân có thể khiến cho người ta trắng tay, làm thay đổi hoàn cảnh sống, thân phận, địa vị của con người. Đức Phật dạy, do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo nên người nông dân, thương gia hay nô bộc. Do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ hay vua chúa. Có nghĩa là con người cao quý hay thấp hèn, giàu có hay nghèo nàn không phải do hoàn cảnh sinh trưởng, sinh trong nhà giàu hay nghèo, con nhà quan hay con nhà dân, không phải do có nhiều tài sản, của cải, có địa vị, danh tiếng, mà do hành động, việc làm, do nếp sống hàng ngày tạo ra. Ví như do sự học tập, rèn luyện mà người ta trở thành kỹ sư, bác sĩ, do cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cách làm việc, hành xử, do có phong cách cao quý, có nếp sống văn hóa, văn minh mà trở nên cao quý, chứ không phải do sinh ra trong gia đình quyền quý, không phải do có nhiều tiền. Giàu sang mà không có tư cách, tác phong, không có phẩm chất đạo đức thì cũng trở thành thấp hèn, ti tiện. Giàu mà không có nếp sống văn hóa, văn minh thì chỉ có giàu mà không có sang, có phú mà không có quý. Có điều, những người như thế này là có không ít trong thực tế đời sống xung quanh ta. Có những người rất giàu nhưng keo kiết, bụng xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chưa hề biết nhường cơm xẻ áo với ai. Giàu có như thế có khác chi nghèo hèn. Họ không nghĩ rằng của cải rất phù du, có đó rồi mất đó. Nếu tai nạn, bệnh tật, trộm cướp, thua bài bạc, thất bại trong làm ăn xảy ra, chỉ buổi sáng buổi chiều, ngày trước ngày sau có thể trắng tay mà không ai ngờ tới. Hãy nhìn cuộc sống của người dân ở các vùng bão lũ, hãy nghe những câu chuyện kể của những người đã trải qua sóng gió cuộc đời. Hãy xem tin tức trên các báo đài thì sẽ thấy
sự thay đổi lớn diễn ra thường xuyên ở nơi này hay nơi khác, không đâu có thể tránh, không ai có thể lo lường. Vì thế, chúng ta hãy làm giàu nhân nghĩa, giàu tấm lòng, giàu trí tuệ, phước báo, giàu hạnh phúc, niềm vui. Hãy sống đời sống hướng thượng, sống có ích cho cuộc đời để con người mình trở nên cao quý. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Cái đuôi chó xoắn ruột gà. Ngày xưa, có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép. Anh ta sụp lạy lia lịa, xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than van quỳ lại vị nhân, cố sức nài nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được, vị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng: Thôi, ta cho ngươi phép này. Hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được, là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật ngươi lập tức. Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết. Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng phu rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt, thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng: Ta là thần linh, phải cắt việc lập tức, để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện. Xong cả, đem vàng bạc lại đây, đủ hết rồi đó, phá rừng này dựng lên một đô thị, đã hoàn thành. Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm: Biết các việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp. Các việc cho mau, không thì ta nuốt sống. Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt, tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân, cầu xin cứu mạng. Chuyện chi vậy? Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi. Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. Thôi, ta chỉ cho một cách, con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, giao cho thần uống thẳng, mau đi. Hắn lật đật, chặt đuôi chó, trao điện cho thần. Kéo ra ngay, thần lãnh lấy đuôi chó, ráng vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng, thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng: Bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua. Cuộc đời khác nào chi, cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra, nó lại xoắn lại. Trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Câu chuyện thử lòng. Vui thay sáng lạng cả trời, hoa đàm đã nở rạng ngời khắp nơi. Đại từ Đức Phật ra đời, đem thuyền Bát Nhã
độ người trầm luân. Thiều quang chói lọi cõi trần, hỡi ai có biết hồng ân gần kề. Ca di ánh sáng đã về. Tiếng hát trong thanh ấy gần như ở tận cõi trời xa đưa lại, bay lạc trong gió, thoảng lanh lảnh dội từ rừng này sang rừng khác, từ non cao đến động thẳm, từ biển cả đến đồng bằng, chẳng chỗ nào mà không nghe đến nhạc điệu thần tiên ấy. Từng đàn bướm cánh vàng, xanh đỏ tím, bay liệng nhẫn nhơ, rập rờn trên cành hoa thắm, từng đàn chim non ríu rít ở trên cành cây, từng đàn sóc xinh đẹp ranh mảnh, rượt bắt nhau lẹ làng trên cổ thụ, cả thảy đều truyền nhau cái tin mừng qua kẽ lá. Những điệu nhạc du dương, những âm thanh đều đặn như diều giặc ở mấy tầng không, phang động những làn sóng điện của bể trần. Chúng sanh ơi, đấng giải thoát đã đến rồi. Đi, ta hãy đi cùng về phía nam, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để chờ ngài giác ngộ. Tạo vật tưng bừng vừa mới tái sinh, trên trời sương mù đã tan hẳn, phần thái dương ẩn hiện sau đám mây thưa, chiếu ánh sáng huy hoàng trong khoảng không gian trong tạnh. Lòng người như cảm thấy một điềm lành, một ánh sáng thiêng liêng để phá tan bóng tối của cõi đời. Những cánh hoa sắp héo bỗng chuyển sang màu xanh biếc, nhưng cái ảnh hưởng huyền diệu nhất của ánh sáng này là nó biến đổi lòng người trong nháy mắt. Con người cảm thấy mình tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Kẻ sát nhân bỗng ghê rợn bàn tay đẫm máu của mình, bèn ăn năn hối tiếc. Chị bán hàng đang cân thiếu, bỗng giật mình không dám gian lận nữa. Người đau yếu mỉm cười trên giường bệnh, cách hẳn tiếng rên than và nghe lòng mình ấm dịu, reo nhảy một nguồn vui. Kẻ sắp lìa trần không còn sợ hãi mà được an tĩnh và đầy hy vọng. Người giàu sang vương giả không còn thiết tha cảnh vào ra đài cát, đâm ra chán nản mùi phú quý hồng trần, muốn tìm đường thiên liêng giải thoát để độ rỗi linh hồn. Ngày hôm ấy, khi phận ô vừa gác non đài, bóng hoàng hôn hiện giữa rừng sâu rung động chập chờn trong làn gió lạnh. Rải rác ở cánh đồng cỏ lục, vài ba chú nông phu với cặp bò vàng đi về phía chân đồi xanh biếc. Giữa cảnh rừng hoang tĩnh mịch, thỉnh thoảng những tiếng chim rủ nhau về tổ. Trên núi tuyết, gió lạnh từ xa thổi đến, ngào ngạt hương thơm của trăm thứ hoa rừng, xen lẫn mùi ngọt dịu của trái chín mùi. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già, trầm tư mặc tưởng, chân xếp bằng, tay để trên gối, đầu ngay thẳng. Ngài ngồi tham thiền yên lặng như pho tượng đá. Trong cõi âm u tĩnh mịch, hào quang Đức Phật tỏa sáng, rực rỡ cõi trời và ân huệ của Ngài cũng ban ra khắp chúng. Thỉnh thoảng, vài con sóc vàng nhảy lên vai Ngài. Vài con bạch điểu xinh tươi nghiêng đầu vào cánh tay Ngài như mong chờ mân trớn. Cái không khí thiêng liêng tràn đầy bác ái khiến cho kẻ nào thiếu đức tin đi ngang qua đó cũng phải cúi đầu quỳ gối kính phục. Như những thú rừng hung dữ kia mà khi đến gần Ngài cũng hóa ra hiền lành và kính sợ. Nhưng kìa, con nai cái đang nằm ốm con dưới áo Ngài lại ngước mõm lên ngửi trên không một cách lạ thường, dường như có linh tính đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Một tiếng động rập rền ở tận phương xa đưa lại, rồi kế tiếp tiếng nện gót giày một cách vội vàng trên mặt đất rêu xanh, làm xào xạc cây cỏ, phá tan sự tĩnh mịch của cảnh rừng im lặng. Đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc sân sang diễm lệ, đeo ngọc ngà châu báu khắp mình, xăm xăm đi lại chỗ Đức Phật. Trước vẻ uy nghiêm an tịnh và hiền lành của Đức Phật, chàng bỗng khiếp sợ, vội vàng quỳ mọp xuống chân Ngài một hồi lâu. Khi đứng dậy, hết sức cung kính, trong khi đó Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng trong cặp mắt Ngài cũng nảy ra một tia sáng dịu dàng, chứa chan vẻ từ bi bác ái. Chàng thiếu niên ấy nói, Bạch Đức Thế Tôn, con xin kính lạy Ngài. Con ở tận xứ xa, từ nước Cam Sa Ba trải qua ngàn dặm xuyên sơn mới tới đây. Con là Đông Cung Thái tử Đê Dê Ta, đến xin Ngài một chút an lành. Đức Thế Tôn ơi, từ khi con nghe đặng thanh danh Ngài, con không còn an nghỉ đặng nữa,
cung điện nhà vua, kho vàng lẫm bạc, hoàng thân quốc thích, cho đến mỹ nữ cung phi, nhan sắc tuyệt trần cũng không làm con phi dạ. Cả bả đỉnh chung mùi phú quý hết làm cho con say đắm nữa, con muốn tìm cái gì cao thượng hơn, trường cửu hơn và thiêng liêng hơn. Lạy Đức Thế Tôn, con xin Ngài chỉ giáo cho con và thâu nhận con làm đệ tử. Ơn đức ấy ngàn năm con nguyện khắc cốt ghi tâm. Đức Phật vẫn điềm nhiên trầm tĩnh, không thốt một lời nào. Ngài nhìn Thái tử một cách dịu dàng, hiền lành và thương xót. Thái tử nói tiếp: Đức Thế Tôn ơi, xin Ngài huệ cố chỉ dạy cho con rõ, xin Ngài hỷ xả cho con biết con có xứng đáng cái đặc ân này chăng? Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con còn bé, con đã giữ mình tinh khiết, con tập làm lành lánh dữ, thuận với luật trời. Con giữ vẹn càng thường đạo lý, sớm công phu, chiều bái sám, hằng xem kinh sách trong mình. Những hành vi của con như thế, Ngài cũng đã rõ lắm rồi. Vậy Ngài cho con biết con có đủ tư cách làm người đệ tử chăng? Đức Phật chỉ đáp vỏn vẹn rằng: Không. Thái tử Dejeta làm thất vọng, buồn rầu bạch rằng: Lạy Đức Thế Tôn, vậy con phải làm sao mới đặng? Con cúi xin Ngài phán cho con rõ, con nguyện sẽ đem tất cả bình sanh chí lực tuân theo, hầu được Ngài hạ cố, thâu con làm đệ tử. Con tự tìm thấy, rồi con sẽ rõ. Ôi, con biết tìm cái gì bây giờ? Hoàng tử nói với giọng đau thương, trung cảm vô ngần, nhưng Đức Phật vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lặng lẽ. Hoàng tử mới tiếp rằng: Bạch Đức Thế Tôn cao cả, vậy thì để con tự tìm lấy, có lẽ Ngài muốn thử lòng con. Đức Phật nói: Phải. Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ Ngài cho phép con trở lại hầu Ngài nữa? Bảy trăng sau mùa mưa này. Thái tử Dejeta lặng lẽ mọp xuống một lần nữa, hồi lâu mới từ từ đứng dậy, chậm rãi ra đi. Đoàn quân hộ tống khuất dạng trong đêm khuya, thanh khí nhẹ nhàng trở lại dần tứ phía. Mảnh trăng rằm treo lơ lửng trên những chóp núi cao đầy tuyết phủ, dòng ánh sáng trăng màu sữa chảy lai láng trên không gian tĩnh mịch, muôn sao nhấp nhánh kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Rừng đêm khuya lặng lẽ như tờ. Dưới cội bồ đề, Đức Phật cứ mãi tham thiền, đưa tâm linh lên tận cõi niết bàn cực lạc. Con nai cái hiền lành tựa đầu lên gối Ngài, liêm diêm đôi mắt. Bảy trăng vừa qua, ngày kỳ hạn đã đến, cũng dưới cội bồ đề, cũng tại mé rừng hoang ấy, Đức Phật đang đợi chờ. Mặt trời đã dần lặn, ẩn đỏ một vùng phía tây, rồi dần dần biến thành màu xám sậm. Từ phương đông, mây đen kịch nặng trĩu, đủ các hình thù kỳ quái kéo đến. Bỗng chớp nhoáng sấm sét vang động, gió thổi mỗi lúc một mạnh, cành cây oằn oại, lá cuốn bụi bay. Cả thảy đều báo tin trận bão to sắp đến. Thú rừng xôn xao rạo rực tìm nơi ẩn trú. Chim từng đàn bay núp dưới cội bồ đề, kêu líu lo ríu rít ra dáng hải hùng. Một con beo cái chui vào chân Phật, điềm nhiên an tĩnh như không biết cảnh giông tố bên ngoài. Mưa bắt đầu tung xuống, nước chảy ào ào như lở núi lở non. Gió thổi mạnh, kêu vi vút, xô ngã nhiều cây đại thụ, thật là đáng khiếp. Nhưng cảnh bão bùng sấm sét hiểm nguy như thế, không cưỡng chế được lực bên trong. Đúng giờ kỳ hẹn, Thái tử Dejeta đã quỳ dưới chân Phật, rồi vì rét mướt, vì cảm động, Thái tử lặng lặng dây lâu mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đếm từng ngày, đợi cái buổi hạnh phúc hôm nay. Đối với lòng con mong mỏi, thấy thời gian qua rất chậm và hôm nay. Ôi, giờ phút thiêng liêng đã đến, sung sướng cho con biết dường nào. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con phân lệnh Ngài về nước, con ráng dồi mài đạo đức, con giữ mình khiết bạch, chịu khổ hạnh nhiều bề. Ăn không dám no, ngủ không dám ngủ kỹ, để kiềm thân sát thân. Con buộc mình thức khuya dậy sớm, tham thiền, sửa tánh để ăn năn sám hối. Vậy hôm nay, Ngài có bằng lòng thâu con làm đệ tử chăng? Đức Phật trả lời: Không. Vừa nghe lời vắn tắt này, Dejeta rất đổi kinh hoàng, nghẹn ngào rưng rưng giọt lệ, vén áo lên chùi với bao nỗi thất vọng. Hoàng tử lặng lặng một hồi lâu mới lập cập bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn,
xin Ngài mở lòng từ bi bác ái, thương xót con, cho con hiểu làm sao con không được Ngài thâu làm đệ tử. Đức Thế Tôn ơi, xin Ngài giải rõ cho con nhờ. Trong lúc ấy, con bèo cái ngẩng đầu lên ngó hoàng tử mà hầm hừ, Đức Phật đưa tay vuốt ve nó. Lúc bấy giờ, sấm sét đã dứt, mây tan, mưa tạnh, cảnh Phật trở lại êm đềm như cũ, tựa hồ như để lắng nghe lời Phật dạy. Này, hoàng tử cao quý ơi, những sự thử lòng mà ta mong chờ ở con chẳng phải thuộc bên ngoài mà chính về cõi tâm tình của con. Vậy ta chẳng biểu con bỏ vợ và cung phi mỹ nữ đâu. Ta chẳng biểu con ly gia đình, cắt ái để hủy bỏ cuộc đời xuân xanh lạc thú của con đâu. Ta nào bắt con chịu khổ hạnh để ép mình trì giới. Không, không đâu, ta không muốn con dứt bỏ những gì bên ngoài trong khi tâm con còn vương vấn những cái không hay. Bởi kiếp xưa con vụng đường tu gây ra nghiệp chướng nặng nề, kiếp này tự nhiên con phải trả. Nhưng khi con đứng trước sự thử lòng khó khăn kia thì con không có đủ nghị lực để thắng nó. Con đã sa ngã một cách sỉ nhục, ương hèn mà con không hay. Vậy con hãy trở lại làm người đạo đời suông, chớ những cách hành thiện của con có đủ điều kiện để làm người đệ tử. Nghe dứt mấy lời Phật nói, hoàng tử Dejeta như sét đánh vào tai, vừa thảm đạm vừa hổ thẹn mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi chỉ cho con rõ con sa ngã ở chỗ nào. Nói ra càng thêm thẹn cho con, nhưng con muốn biết để ăn năn sửa mình. Đức Phật dạy: Được, con hãy lắng tai nghe. Điều thứ nhất, con phẫn nộ khi người ta vu cáo con. Này, hoàng tử cao quý ơi, con hãy nhớ lại một khi kia, tại triều đình của phụ vương con có người vu cáo con một chuyện để mưu đồ đoạt ngôi vị của con. Đó là một thử lòng đến cho con, đối phó cách nào cho xứng đáng là người đệ tử Phật. Mà rồi con không bình tĩnh, chờ đợi cái ánh sáng chân lý đến, chứng tỏ kẻ ngây người gian. Hoặc giả con chịu ô nhục, chuốc lấy sự vu oan một cách nhẫn nại và từ tâm để trả lại cho rồi cái quả báo kiếp xưa mà con đã gây ra. Trái lại, con lại thối thoát, con nhất quyết minh oan cho bằng được và con còn phẫn nộ lôi đình nữa. Đó là sự sa ngã thứ nhất của con. Hoàng tử Dejeta xanh mặt đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con biết đó là nghiệp chướng tiền kiên thì ắt con đã vui lòng cam chịu sự nhục ấy rồi. Nhưng vì con còn vô minh, phải có bổn phận minh oan, trước cứu danh giá cho mình, sau cho hoàng tộc mình. Này hoàng tử, người thiện nhân ở đời bao giờ cũng có quyền phản kháng và minh oan cho mình khi bị vu cáo. Nhưng kẻ tu hành muốn bước chân vào đường đạo và muốn làm môn đồ nhà Phật thì phải làm thinh, cam chịu nỗi bất công xảy đến riêng mình. Bởi vì kẻ nào sống với tinh thần rồi thì những sự vật bên ngoài như danh giá, giàu sang, thế lực không còn trọng đãi nữa. Chúng nó chỉ có giá trị tương đối với đời sống tạm mà thôi. Con hãy tin chắc rằng trên đời này chẳng có sự ngẫu nhiên đâu. Ta sướng hay cực, ta được người thương hay bị người ghét, ta giàu sang hay hèn hạ đều do duyên lành hay quả xấu của ta đã gây ra nghiệp báo. Bởi vì thiên hạ chí công và không bao giờ hữu nhân mà vô quả đặng. Người học đạo nên đợi một cách lãnh đạm cái mão vinh hoa hay ô nhục và luôn luôn bình tĩnh, tâm không xáo động, chẳng khinh bên nào mà chẳng trọng bên nào. Khi con bước chân vào nền vương giả, tâm con cũng phải giữ mực quân bình như con đến chốn lều tranh vách đất. Con chớ vì ngoại cảnh mà khinh hay trọng. Hoàng tử Dejeta cúi đầu bái phục. Đức Phật dạy tiếp: Điều thứ hai, con sa ngã vì cái ích kỷ. Con ích kỷ trong tình thương, con rất yêu mến một người bạn tên là Đa Sa, chẳng khác gì con. Tình thương ấy là do nhân duyên kiếp trước mà tạo thành. Rồi có một ngày kia, có một người làm mặt tên là Batika đến tại triều của phụ vương con, cậy Đa Sa làm một việc mà ý con không muốn. Và khi người xin kết nghĩa kim bằng với bạn con lại ghen tức. Đó là cơn giông tố đã xảy ra ở trong lòng con. Đáng lẽ con phải ôm lòng chịu lẻ loi và ráng nhổ tận gốc những cỏ xấu đang xâm chiếm lòng con.
Đáng lẽ con phải thương Đa Sa, chứ chẳng phải thương để chiếm lấy một mình. Nhưng con lại đâm ra uất ức buồn rầu, con tìm cách ngăn cản, không cho bạn con thân thiện với kẻ khác. Và từ đấy trong lòng con đã nhen nhóm lửa phiền ghen hận. Đó là điều con sa ngã lần thứ hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con không muốn Ba Tỳ Ca kết bạn với Đa Sa, vì con biết y lợi dụng bạn con, y vì tư lợi chứ chẳng phải tình thương. Con thầm nghĩ, con có bổn phận bảo hộ bạn con khỏi lâm vào cạm bẫy đó thôi. Đức Phật trả lời, này hoàng tử cao quý ơi, với tay phàm mắt thịt, với thất tình lục dục của con làm sao đoán người trúng đặng, làm sao con dám quả quyết rằng Ba Tỳ vì tư lợi. Con phải đề phòng sắc tướng bên ngoài, nó gạt gẫm ngũ quan con, làm cho con đó vô minh, càng thêm vô minh hơn nữa. Vả lại người học đạo nên biết người mà không tìm thấy tật xấu của người, chỉ lưu ý đến tính nết mà thôi. Ví dầu con có đoán trúng đi nữa, thì cái tính tư lợi sẽ không vì thời gian mà để lại tính chân chính hay sao? Hoàng tử ơi, người thiện nhân ngoài xã hội có quyền bảo vệ tình yêu của họ để cho họ thưởng thức đến mãn đời. Chớ người đã xả thân cầu đạo và muốn làm đệ tử Phật, tiên phải dứt bỏ cả mọi điều, cho chí tình yêu độc nhất cũng vậy. Và phải nhớ trong lòng mình những rễ nhuộm máu của sự ghen ghét và ích kỷ. Hơn nữa, người ấy phải ôm chân, không than vang phiền muộn, sự phản bội và bất trung của người thân yêu nhất đời. Con ơi, chẳng phải người học đạo nên đặt chữ thương như nhiều người lầm tưởng, mà trái lại nên rộng lòng bác ái, yêu thương một cách vị tha, không mảy gì ích kỷ. Tình thương chân chính là nấc thang đưa con đến đài minh triết muôn đời. Hỡi hoàng tử, những của tiền phụ vương con, những sự vui sướng về nhục dục không làm cho con ưa thích nữa, vì lẽ con đã hưởng rồi, con đâm ra chán ngán, chứ chẳng phải công trạng gì mà con kể. Hoặc giả, con muốn dứt bỏ cảnh phú quý để tôn mình hơn người chứ có giá trị gì. Còn trước các công đức vĩ đại này mà duyên may đã đưa đến cho con lại thiếu can đảm, thiếu nghị lực để khoác lên chiếc áo hy sinh thật sự, một mảnh chiến bào bác ái, cứ cho ra mãi, không trông mong hồi đáp. Hoàng tử Desita bèn bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi, giảng thêm cho con nghe nữa. Xin Ngài hãy làm cho con thêm thẹn nhục, để con được thức tỉnh mà ăn năn những sự lầm lạc. Chiếc màn vô minh tợ đám mây đang phủ kín phần hồn con, làm cho con ở trong cảnh đêm tối hơn giữa đêm khuya. Đức Phật dạy tiếp, hỡi hoàng tử cao quý, điều con sa ngã thứ ba là vì con thiếu lòng nhân ái. Nang Đà là một vị thứ phi của con đã làm nên tội trạng. Vì tính lăng loàn, con không cảm xót sự ngây thơ khờ dại của nàng. Con đành nhẫn tâm mạt sát, rồi xô đuổi ra khỏi hoàng cung, vô cùng tủi nhục. Nàng van lơn khóc lóc, lạy lục xin tha thứ, nhưng con cũng đành nhắm mắt, trừng trị thẳng tay. Tại sao không mở rộng chút lòng nhân để khoan dung tội lỗi? Biết đâu chừng trước sự cao thượng của con, trước dạ từ bi bác ái của con sẽ cảm hóa đặng nàng và sẽ đem nàng lại con đường ngay chánh. Thái tử bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, con biết làm cách nào hơn bây giờ? Nàng Nang Đà đã dơ danh xú tiết, nếu con còn giữ nàng lại ngôi vị xưa thì tự nhiên con bôi lọ danh giá của hoàng gia và của con nữa. Nếu con cứ điềm nhiên trước sự lố lăng ấy, có phải con làm bại hoại luân thường đạo lý của xứ con chăng? Đức Phật nói, hỡi hoàng tử Desita, ta phải cần lặp lại với con nữa sao? Người thiện nhân ở đời có thể nghĩ đến quyền lợi mình và tự do thưởng phạt cùng phán đoán theo lý trí mình. Nhưng người đã bước chân vào đạo rồi thì không được xét xử ai, phải tìm hiểu để mà tha thứ, chứ chẳng phải để kết án. Con cứ tưởng con là riêng biệt với kẻ điên cuồng tội lỗi. Họ chính là con đó, mặc dù còn ở hạng thấp kém hơn con. Nhưng nếu con nghĩ rằng con không liên đới một người hoặc một vật khác, tức là con đã tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc con với vật đó hoặc người đó cho tới chừng mà con cảm thấy sự duy nhất của vạn vật mới thôi.
Con nên nhớ rằng, tội lỗi và nhục nhã của thế gian là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con vốn là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con vốn dệt chặt với nghiệp chung thân của nhân loại, và trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như mọi chỗ sạch. Cái áo dơ mà bây giờ con gớm có thể là cái áo của con hôm qua hoặc ngày mai. Và nếu con tỏ vẻ nhờm gớm thì khi đặt lên vai con, nó sẽ siết chặt lấy con hơn nữa. Vậy, người đạo đức thật sự bao giờ cũng để ý tìm những lý do để châm chế và tha thứ hơn là để vạch lỗi người. Cái tâm họ chứa chan nguồn bác ái, từ bi đối với nhân loại nhiều hơn là những hạt cát trên đồng sa mạc. Sự thanh bạch là gì? Chẳng qua là một cái đức đó thôi. Người tu hành không nên lấy sự thanh bạch làm nền đạo riêng của mình. Lắm khi sự thanh bạch trở ngại bước đường tinh thần của mình, nếu nó không đi đôi với tình bác ái từ bi, và nó sẽ dẫn ta đến chỗ kiêu căng và tự phụ, đến chỗ lãnh đạm trước sự đau khổ của người đời. Như thế, sự thanh bạch chỉ là một cái bóng không hồn đó thôi. Này hoàng tử Đê Xê Ta ơi, trong khi nhàn hạ, con có bao giờ nhìn lên chóp núi Hy Mã Lạp Sơn lúc mặt trời sắp lặn chăng? Con có thấy đỉnh núi đầy tuyết phủ sừng sững giữa bầu trời xanh biếc chăng? Núi thật oai nghiêm hùng vĩ, nhưng bốn mùa lạnh như đồng. Ôi, cái cảnh ấy quá tiêu sơ, lạnh lùng ảm đạm, không ngày nào khi có ánh sáng chiều ấm áp vừa dịu dàng chiếu ngày nào, thì cái cảnh buồn tên não nụt kia lại bỗng hóa ra linh động, rực rỡ và đẹp đẽ phi phàm. Tạo vật trở nên mỹ tú kỳ quan, làm cho tăng ngoạn mục và phơi phới tấm lòng. Sự thanh bạch mà thiếu lòng nhân ái thì có khác gì chót núi đầy tuyết phủ, lạnh lùng lãnh đạm, trông tẻ ngắt như xác không hồn. Còn sự thanh bạch mà đi đôi với lòng nhân ái thì có khác gì suối thần, hãy chạy tới đâu là vạn vật hấn hở, vui mừng tới đó. Thái tử Đề Xê Ta đem hết tinh thần nghe Phật giảng không sót một lời nào, trong lòng rất hổ thẹn ăn năn, cứ quỳ gối mà bạch rằng: Lạy Đức Chí Tôn, con xin Ngài cho con cái đặc ân gặp Ngài một lần nữa để con ráng sửa mình cho hợp với lý đạo. Bây giờ con đã biết cách làm thế nào cho Ngài vui lòng rồi. Đức Phật từ bi dịu dàng đáp: Ta bằng lòng. Đoạn Ngài nhìn Thái tử Đề Xê Ta với nụ cười tươi dịu chứa chan tình thương. Cặp mắt hiền lành của Ngài bỗng chói lên như ngôi tinh đẩu, lóng lánh rạng ngời, sáng khắp cả rừng, làm cỏ hoa hấn hở, chim chóc líu lo giữa đêm khuya như buổi bình minh vậy. Trời đất tối đen như mực, xa xa đoàn quân hộ giá đốt đuốc dẫn đường, theo sau là hoàng tử Đề Xê Ta, lê chân chậm rãi, trong trí còn văng vẳng lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật từ bi. Ra khỏi rừng thì trời đã sáng, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên đường trở về nước Kamsapa. Làn sương mờ đục đêm hôm đã tan dần trong không khí nhẹ. Nơi phương đông, một dải mây hồng nhạt nằm ngang chân trời xanh, phút chốc lại lan rộng và đổi màu đỏ ra da cam, rồi bỗng vụt biến sau những tia sáng rực rỡ thành hình rẽ quạt. Phần ô đã mọc, cảnh vật trở nên trong sáng tưng bừng với những màu tươi thắm, phang động những tiếng chim nuông đón chào buổi bình minh ngoạn mục. Lúc bấy giờ, trong chốn rừng xanh tĩnh mịch dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi yên như pho tượng. Khi hoàng tử Đề Xê Ta hồi trào gặp lúc vua cha lâm bệnh nặng, Ngài lên cầm quyền thống trị, lấy sự công bằng và nhân ái làm căn bản. Trước nhất, Ngài ban tước lộc cho Đa Sa và Ba Ti Ca. Ngài truyền cất cho hai người hai cái cung điện đẹp đẽ khích nhau cho đôi bạn được ở gần. Ngài lại cho người tìm vị thứ phi Nam Đà rước về hoàng cung ở với Ngài. Khi tất cả triều đình và các vị cựu thần hay tin Thái tử Đề Xê Ta phục chức nàng Năng Đà thì như bị sét đánh ngang tai, họ hết sức kinh ngạc. Họ mới suy tiếu dèm pha và khiển trách Ngài thậm tệ. Thái tử Đề Xê Ta còn giảm thuế cho dân và thả tội nhân. Ngài bãi bỏ những sự mê tín dị đoan. Tuy những sự cải cách sửa sang việc nước được công bình nhân ái, nhưng vì quá đột ngột nên hoàng tử không tránh khỏi lời dèm xỉm của triều đình và dân chúng.
Họ nói ngài quá lạm quyền, bỏ chế độ quốc gia, phá hoại phong tục nước nhà, khuyến khích sự loạn luân. Hoàng tử giả mắt ngơ, tai điếc, trầm tĩnh và yên lặng trước sự sỉ tiếu cũng như trước sự khen ngợi. Ngài thấy mình đang trải qua sự thử lòng để tiến tới, bằng phải động lại thì sẽ thất bại như mấy lần kia. Ngài nhớ rằng, nếu muốn đến chỗ toàn thắng đợi, trước nhất phải chịu lao khổ. Mỗi mũi gai đâm vào chân làm rớm máu là mỗi lần bước kề ngôi thiêng liêng. Người muốn đi xa trên con đường đạo thì phải làm chủ lòng mình và phải tìm trong thâm tâm cái gốc rễ của sự quấy, đặng diệt tận gốc nó đi. Sự quấy cũng sống và đâm chồi mọc rễ trong tâm của các bậc thượng nhân. Nếu ta không cương quyết thì làm sao thắng nó đặng? Nó là một thứ cây sống và cứ lớn mà kiếp này sang kiếp khác, và nó chỉ đơm bông khi nào con người đã thu thập nhiều sự kinh nghiệm của muôn kiếp luân hồi. Vả lại, trong kinh cổ điển đã có nói như vậy. Gốc rễ của tật xấu mọc tận thâm tâm con người, nếu ta nhổ nó đi thì tâm ta phải rớm máu và đời sống của ta dường như tan rã. Nhưng đó là một cuộc thử lòng ta phải trải qua. Nó có thể xảy ra ở nấc đầu hay cuối thang minh triết để đưa ta đến con đường sống thật. Ta phải tập trung tất cả lực lượng của tâm hồn vào đó mới đặng. Trong khi Thái tử Đê Xê Ta thấy đặng cái chân lý vĩ đại này, thì có một phái bí mật lập ra để đánh đổ ngài do em ruột ngài chủ mưu. Họ hợp nhau để tìm mưu thần trước quỷ, lật ngài đặng đem em ngài lên thay thế. Họ phủ dụ quần chúng. Hoàng tử Đê Xê Ta độc tài, nhưng sự cải cách của ngài sẽ làm cho nước Kamsapa bắt phải vòng nước lửa bên đao và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Họ lại còn phao rằng, thái tử mê tín dị đoan, nghe lời một vị ác tăng khét tiếng tại thành phố Kamsapa, làm cho nước nhà rối loạn và đã bãi bỏ nhiều quốc luận lưu truyền từ cổ chí kim, cốt ý để lập ra một cái tôn giáo phù thủy. Người ta cứ tuyên truyền như thế để gây ác cảm trong lòng dân chúng. Rồi một ngày kia, hoàng tử Đê Xê Ta nghe kẻ tân phúc mách rằng có một nhóm người định thích khách ngài. Cái tin xét đến ấy không làm cho ngài lo sợ và xao xuyến, vẫn an tĩnh như thường, trong lòng cứ tưởng niệm đến đấng từ bi. Nhưng tốt quân hầu trung tính của ngài sốt sắng hộ giá cho ngài ngày đêm không ngớt. Một ngày kia, hoàng tử Đê Xê Ta vừa bước chân ra khỏi hoàng cung thì có người cầm dao nhảy tới toàn thích khách ngài. Người ấy là Alaya, thuộc dòng Satriyas. Ngài hô lên, thị thần nhào tới bắt trói đặng thủ phạm. Hoàng tử Đê Xê Ta mới bảo dẫn tên sát nhân đến trước mặt ngài. Hoàng tử bình tĩnh hỏi rằng, này Alaya, tại sao nhà ngươi muốn giết ta? Bởi vì tôi thấy ngài là một mối hại cho đất nước. Ngài phá hoại luân thường đạo lý, ngài muốn hủy bỏ phong tục thiêng liêng của nước nhà và đem lại cho chúng tôi một cải cách nguy hiểm, có thể đưa xứ sở đến chỗ diệt vong. Tôi phải giết ngài để trừ hậu họa mai sau. Hoàng tử Đê Xê Ta nhìn cái sát nhân với cặp mắt chứa chan tình thương xét nghĩ. Alada phạm tội chỉ vì mê tín mà thôi. Đoạn ngài dây qua đám quân hộ giá mà nói rằng, Các khanh có nhận thấy kẻ sát nhân này còn chút điểm lương tâm không? Vậy các khanh hãy mở trói thả nó ra. Các quan chừng hững, nhưng không dám cãi lệnh. Rồi thái tử nói tiếp với một giọng oai nghiêm như vậy. Bây giờ đây các khanh hãy lui ra, để một mình ta với người này nói chuyện mà thôi. Trước sự cương quyết ấy, đoàn hộ giá rất kinh ngạc, nhưng bất đắc dĩ phải ríu ríu lui ra, không dám ngó ngoái lại. Cả thảy đều phập phồng lo sợ cho tính mạng của hoàng tử không cùng. Alada ngạc nhiên và không hoảng sợ nữa. Y khoanh tay ưỡn ngực nhìn vào mặt thái tử như muốn khiêu khích. Không để ý đến cử chỉ khinh thị ấy, Đê Xê Ta bước lại gần nhẹ nhàng để tay lên vai y, lặng lặng nhìn y trân trối. Trong mắt ngài chứa biết bao là từ bi bác ái và sẵn sàng tha thứ các tội lỗi. Ngài càng nhìn càng thầm nghĩ, người đời cũng vì sự tự kỷ mà gây ra lắm điều tội lỗi. Bậc chân tu hay để mắt tìm các nguyên nhân của sự tội lỗi để tha thứ, chứ không chịu tìm tội lỗi để mà trách phạt. Mọi việc xảy ra trước ta chẳng hung dữ, muốn tận sát người. Trời đất
Chí ư công bình, lưới trời tuy thưa mà mũi kim dễ lọt được nào. Tội nghiệp thay cho kẻ tàn ác vì vô minh mà kiếp sau phải chịu muôn vàng đau đớn. Rồi một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn của thái tử và lan cùng vạn vật một sự ước muốn được cứu độ chúng sanh, đến nỗi tâm tư ngài đã thoát ra ngoài bản thể. Thình lình, thái tử Dejeta tiếp xúc được một cảm giác mới lạ và phi thường, dường như Đức Phật mà ngài đã tôn sùng là đấng tôn sư, trong âm thầm đã ban ân bố hóa, ngài được minh tâm kiến tánh, biết rõ điều quá khứ vị lai. Nhãn quang bật tỏ chốc thời, ngài thấy được kiếp trước của Alada vốn là một tướng sĩ hung tàn bạo ngược, tạo ra biết bao nghiệp quả nặng nề, rồi ngày nay cũng vì sự vô minh mà nó phải lầm lạc như thế này. Nếu ta lấy oán mà báo oán thì biết bao giờ oán nọ mới tiêu, ta phải lấy ân mà đáp oán thì oán mới dứt. Ôi tội nghiệp thay cho Alada. Chớp mắt, hoàng tử Dejeta không còn thấy Alada nữa. Ngài thấy hiện ra chỗ Alada đứng, một cõi hồng trần với vô số sanh linh đang mê man lăn lóc trong cảnh lầm than đau khổ. Chúng sanh vì vô minh mà mắc vào bánh xe luân hồi, mãi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chịu biết bao nhiêu lần khổ não đau đớn. Khi vào cát ra đài, lúc lên xe xuống ngựa, khi làm kẻ cùng đinh tàn tật mà mỗi kiếp luân hồi đều đem lại sự đau khổ. Nhưng con người luôn luôn muốn đầu thai, chịu sự đau đớn, mà sự đau khổ là cái kết quả của sự ham muốn vậy. Than ôi, đời là bể loạn, nghĩ đến thân phù thế mà đâu có khác gì bọt trong bể khổ. Tội nghiệp thay cho nhân loại đang oằn oại dưới màn vô minh, mãi đắm chìm theo mùi trụy lạc, chứ nào dè phú quý tợ môn tiền tuyết, công danh như thảo thượng sương. Hỡi thế giới đau khổ, hỡi nhân loại đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy và đã nghe hơi thở hấp hối của trần gian. Ôi, đời vẫn là thế, sao chính ta đây cũng đã say đắm với những khoái lạc huyền hoặc của cuộc đời. Người hiểu rõ cơ trời thì cho cõi trần chẳng khác giấc mộng huỳnh lương, nên không tranh giành cấu xé vì bả vinh quang phú quý. Phải chi mọi người đều biết thương yêu lẫn nhau như tình huynh đệ thì đâu có sự thống khổ này. Nếu biết chắc chúng sanh vốn một gốc mà ra và huynh đệ với nhau thì đâu có cảnh nội gia xáo thịt. Suy nghĩ đến đây, thái tử Dejeta cảm thấy trong lòng tràn ngập một mối yêu thương tha thiết. Ngài muốn giang tay siết chặt loài người vào lòng đang thổn thức của ngài, mong đem tánh mạng và tinh thần với một tình thương vô tận mà ấp ủ vuốt ve những kẻ tội lỗi rầu đau. Ngài muốn hy sinh cái gì cao quý của lòng mình để đưa người trần tục lên một nấc thang tiến hóa. Đến đây, thái tử Dejeta bỗng trở lại thực tế, dường như sực tỉnh sau một giấc mộng phi thường, rồi nhìn lại thấy Alaya gục đầu kinh khủng. Ngài bèn nói với một cách tha thiết rằng, anh ơi, tôi không biết gì hơn là anh và tôi vốn thật là anh em với nhau cùng chung một đấng cha lành. Tôi thương anh lắm, vậy anh hãy ngã vào lòng tôi, cũng như muốn chia sự vinh quang của tôi, cũng như tôi muốn chia điều đê nhục của anh. Từ đằng xa, quân hầu đợi đã lâu, ánh thái dương rọi xuống rừng sâu, vạn vật tưng bừng, cây cỏ tươi xanh, muôn hoa đua nở, hương sắc thanh kỳ, phô vẻ ngàn hồng muôn tía như mỉm cười duyên dáng trước ngọn gió mai. Xa xa, mấy cốc thùy dương dịu dàng nghiêng mình soi bóng bên dòng suối nhỏ trong veo. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật đang ngồi kiết già thiền định. Ngài đang đợi thái tử từ đêm hôm, bởi vì ngài đinh ninh thái tử không bao giờ thất hẹn. Cảnh Phật lúc bấy giờ như đang đón một niềm hạnh phúc thiêng liêng gì. Đóa hoa hàm tiếu trong kẹt đá bỗng ngẩng lên và khoe nhụy. Những con sóc vàng mắt sáng đang uống mình dưới ánh thái dương bỗng nhảy nhót lên như mừng rỡ, đợi chờ. Gió hôm nay lại rào rạc, ngạt ngào thổi hương rừng từ cõi xa xăm đưa lại. Trên cành hoa sứ trắng tinh, bầy chim non ríu rít mà Đức Phật thường nói là bầy con dại đang uốn lưỡi tung ra tràng nhạc thiêng liêng nghe thánh thót.